Nhất niệm vĩnh hằng chương 1129, long trời lở đất. Một. Hắn còn cảm nhận được tất cả thân thể của con người bên trong mang hoang, thậm chí nghịch hà tông, đang run rẩy, lại không có lực giải dụa, héo rũ. Trong mắt của hắn đỏ đậm, tay phải không chậm trễ chút nào dơ lên, bỗng nhiên hướng về phía bắc mạch, chọc một cái. Thế giới chi bảo bắc mạch là đòn sát thủ của Bạch Tiểu Thuần. Theo ngón tay hạ xuống, mảnh bắc mạch thông thiên lúc này đã không còn là đại lục băng nguyên, lại ầm ầm chấn động. Tất cả ngọn núi trên đó ở dưới đạo Pháp của thông thiên đạo nhân, đã sớm hóa thành tro bụi. Thời khắc này chấn động, khiến cho đại lục này vốn đã bị tàn phá, lập tức lại truyền ra tiếng nổ lớn kinh thiên. Ở dưới âm thanh này, những tiếng răng rắc răng rắc phát lên, khiến cho thế giới nổ lớn, thiên địa chấn động. Từng vết nước cực lớn theo thông thiên hà đã khô cạn ở hai bên bắc mạch lập tức lan tràn ra, cho đến cuối cùng tới chỗ tiếp giáp với mang hoang, lại giống như trực tiếp gãy toàn bộ đại lục bắc mạch ầm ầm rung rẩy bắt đầu nghiêng đi lên xuống không ngừng có thể nhìn thấy được vô số đá vụn rơi xuống nơi mặt đất của bắc mạch cùng mang hoang bị gãy đôi nâng lên thật cuối cùng chậm rãi phóng lên trên không trung sau khi phóng lên trên không trung cả một khối đại lục bồng bềnh điều này khiến cho toàn thế giới vào giờ phút này đều có thể nhìn thấy được vô số người hít sâu vô số người hoảng sợ kinh ngạc kêu lên ở trong thời khắc sức sống này trôi qua điều này đã trở thành hình ảnh khiến tất cả mọi người chấn động cả đời này cũng không có cách nào quên được trời ạ à, này đây là cái gì đó là bắt mạch sao cũng chính là ở trong nháy mắt khi đại lục bắt mạch phóng lên trên không trung đại lục này đột nhiên tản ra ánh sáng màu xanh nhạt cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy được những ánh sáng này thình lình đều từ trong từng vết nứt kia tản ra theo ánh sáng càng thêm mãnh liệt tất cả sinh mạng trên đại lục bắt mạch đều biến mất bị hút vào đến bên trong thế giới pháp bảo. Cùng lúc đó, những tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng. Từng khối đá lớn đá vụn, từ trên đại lục bắt mạch rơi xuống. Cho đến khi toàn bộ bắt mạch, trên bầu trời, ở dưới vô số hòn đá rơi xuống, hình thành hình dáng của một thanh. Đại kiếm. Hình thành thế giới chi bảo, đại kiếm bắt mạch. Đại kiếm màu xanh lam, khiến cho thế giới đã tử vong này vẫn bị ảnh hưởng. Các nếp uống trên bầu trời càng nhiều hơn mặt đất tràn ngập những vết nứt một uy áp mãnh liệt đến cực điểm không có cách nào hình dung từ phía trên thanh đại kiếm này khuếch tán ra lúc này sau khi hóa thành thế giới chi bảo chân chính trên thanh đại kiếm này hiện ra một gương mặt cực lớn đó chính là gương mặt của hàng môn lão tổ trong mắt nàng có sự bi thương từ phía xa nhìn phương hướng huyết tổ bị thiêu đốt nàng lầm bầm vài tiếng mà người ngoài không nghe được cái thanh thế giới chi bảo bắt mạch màu xanh lam này hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh lam kinh thiên, trong tiếng nổ lớn, lao thẳng đến thông thiên hải. Vì nó quá lớn, chỉ là một na di, trong nháy mắt lại xuất hiện ở trên thông thiên hải. Ở trong quá trình tới nơi này, thanh đại kiếm màu xanh lam này không ngừng thu nhỏ lại. Đến cuối cùng, thời điểm hóa thành một thanh kiếm có kích thước bình thường, thình lình xuất hiện ở trong bàn tay đang nâng lên hướng về phía bắt mạch của Bạch Tiểu Thuần, bị một tay hắn nắm lấy tay cầm bắt mạch, cầm thế giới chi bảo, tu vi toàn thân bạch tiểu thuần, bạo phát. Ở một tích tắc này, toàn thân hắn tản ra uy nghiêm nhất từ trước tới nay. Trong mắt hắn mang theo sự sắc bén, còn có băng hàng. Hắn về phía thông thiên đạo nhân lúc này ra ngưng tụ vòng xoáy màu đỏ, mang theo gió bão với sức sống vô tận, hung hăng, một kiếm, chém xuống. Chết đi! Trong tiếng rít gào, một kiếm này của bạch tiểu thuần chém xuống. Ánh sáng màu xanh lam chói lòa trong nháy mắt hạ xuống hình ảnh bản thể thật sự của nó thình lình xuất hiện ở trên bầu trời trong những tiếng ầm ầm cũng chợt lao về phía thông thiên đạo nhân hơi thở của thông thiên đạo nhân nhất thời trở nên dồn dập vào giờ phút này trong lòng hắn lại dâng lên nguy cơ sinh tử mãnh liệt hắn biết về đại kiếm bắt mạch nhưng lại không nghĩ tới rốt cuộc sẽ cường hãn như vậy lúc này tay phải hắn chợt giơ lên dựa vào lực chúng sinh của vòng xoáy trong tay hắn hút được mặc dù không phải là tất cả nhưng hắn đã không chú ý tới nữa. Trong một chớp mắt, tu vi toàn thân hắn được kích phát ra, trực tiếp lại dung nhập vào bên trong vòng xoáy trong tay, khiến cho lực lượng của vòng xoáy này ở một tích tắc này bạo phát ra phạm vi lớn. Một chiến lực vô hạn gần với thiên tôn, theo hắn gầm nhẹ một tiếng, theo tay phải của hắn hung hăng vung lên, vòng xoáy này bay ra, bỗng nhiên lao thẳng đến chỗ đại kiếm bắt mạch. Giờ phút này, thời gian giống như thoáng cái đều trở nên chậm chạp. Trời cao héo rũ, mặt đất khô nứt, ý thức của chúng sinh, đều ở trong một cái chớp mắt này, chậm chạp. Duy nhất chỉ có vòng xoáy đang bay lên cùng đại kiếm bắt mạch, hạ xuống ở một tích tắc này, va và chạm vào nhau. ầm 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 âm. âm thanh lớn nhất từ trước tới nay bạo phát ra. Âm thanh cực lớn này, vượt ra khỏi tất cả âm thanh của những năm tháng trước kia bên trong mảnh thế giới này, ở trong nháy mắt truyền ra. Đại kiếm bắt mạch cùng trong vòng xoáy này, phát sinh dao động thần thông, vượt qua chuẩn thiên tôn, trực tiếp lại nhảy lên tới trình độ thiên tôn chân chính. Nếu như ví dụ thế giới thành một căn phòng giấy, như vậy sóng dao động cảnh giới thiên tôn này giống như hỏa diễm, trong nháy mắt liền có thể làm cho cả phòng giấy, hoàn toàn thiêu đốt. Trời cao héo rũ đầy nếp uống lại không chịu nổi, trong những tiếng ầm ầm trực tiếp vỡ ra một vết nứt cực lớn không có cách nào hình dung. Vẫn không kết thúc. Rất nhanh, vết nứt thứ hai, vết nứt thứ ba, cho đến vết nứt thứ tám, ở trên bầu trời này, lan tràn vô tận toàn bộ bầu trời bị xé ra, trở thành chín phần. Theo vết xé rách, thậm chí có thể nhìn thấy được hư vô phía sau trời cao. Hư vô này cũng bị xé rách, lộ ra sau đó. Một mảnh thế giới xa lạ mông lung, cùng lúc đó, khí tức chưa từng thuộc về thế giới thông thiên, từ bên trong những vết nước này, nhanh chóng dũng mảnh tràn vào, khuếch tán ra tám phương. Ngay sau đó, mặt đất cũng chấn động. Trong những tiếng ầm ầm, thế giới thông thiên bao gồm mang hoang, vỡ nát trở thành 10 phần. Giờ phút này, toàn bộ thông thiên trở thành chính trời mười đất. Nó vẫn còn đang tan vỡ, còn đang sụp đổ. Tất cả chúng sinh của thế giới thông thiên đều đang run rẩy, đều đang mờ mịt. Tất cả đều đang chấn động. Sóng dao động long trời lở đất, giống như diệt thế khuếch tán ra tám phương, khiến cho trái tim của tất cả mọi người đều dâng lên một sự tuyệt vọng cùng sợ hãi không có cách nào hình dung. Thời điểm nỗi sợ hãi bạo phát ra trong phạm vi lớn, vòng xoáy này cùng đại kiếm bắt mạch va chạm cũng đã đến cực hạn. Trong vòng xoáy này vặn vẹo, giống như không có cách nào đối đầu được với đại kiếm thế giới bắt mạch, rốt cuộc ầm ầm nổ tung ra. Thông thiên đạo nhân bị lực nổ tung này trùng kích. Hắn chỉ cảm thấy cuồng phong đập vào mặt, thật giống như bị từng ngọn núi lớn đánh vào trước mặt. Hắn phun ra máu tươi, tóc tai bù xù, thân thể bị hung hăng ném ra. Nhưng không đợi hắn lui ra phía sau quá xa, ánh sáng màu xanh lam đã lóe lên ở trong mắt hắn cảm giác nguy cơ chợt vang lên hắn miễn cưỡng tránh né cánh tay phải ở dưới ánh sáng màu xanh lam này theo hoa máu dâng lên trực tiếp bị chặt đứt không có khả năng khóe miệng của thông thiên đạo nhân mang theo máu tươi gần như điên cuồng hét lên hắn không cam lòng bạch tiểu thuần cường hãn nhất là trường sinh đăng mênh mông này khiến cho tâm hắn kinh sợ đại đệ tử của hắn năm đó lấy bắt mạch tạo thành đại kiếm cũng khiến cho trong đầu của hắn chấn động mãnh liệt tuy rằng gần đây hắn xác định được đại đệ tử này của hắn không chết cũng biết có thế giới chi bảo này nhưng không có quá mức lưu ý bởi vì hắn biết một trọng điểm bán thần cho dù có thể đắp nặng thế giới chi bảo cũng không có cách nào thể hiện ra tất cả uy lực nhưng vừa rồi đại kiếm màu xanh lam này phát ra kiếm khí kinh thiên khiến cho hắn cũng hoảng sợ vô cùng không có khả năng không thể như vậy được tâm thần của thông thiên đạo nhân chấn động mãnh liệt hắn bỗng nhiên nghĩ đến một tồn tại mình quên mất. Là bản thể của mặt quỷ khóc cười này. Đáng chết, nhất định là nó. Thân thể thông thiên đạo nhân bỗng nhiên lui về phía sau. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần cũng phun ra máu tươi. Cho dù khả năng khôi phục của hắn có cường hãn nữa, nhưng hôm nay ở dưới sóng dao động giống như thiên tôn chân chính, ở dưới phản chấn từ đại kiếm bắt mạch truyền tới, hắn cũng lập tức bị tổn thương nặng nề. Thông thiên đạo nhân, đi tìm chết. Nhưng cho dù bị tổn thương nặng nề, thậm chí lực khôi phục cũng trở nên thông thả, ngay cả ý thức cũng mơ hồ, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, khiến mình mạnh mẽ tỉnh táo lại. Sau đó, hắn mang theo sát cơ, mang theo sát khí, trong tay cầm đại kiếm thế giới, thân thể hóa thành một đạo cầu vồng, lao thẳng đến chỗ thông thiên đạo nhân. Cho dù long trời lỡ đất, sát ý của hắn cũng vẫn ngập trời. Trong lòng thông thiên đạo nhân lo lắng hắn nhìn ra được lúc này Bạch Tiểu Thuần là nỏ mạnh hết đà. Nhưng bản thân hắn cũng giống như vậy. Lúc này Bạch Tiểu Thuần nhanh như tên bắn. Bỗng nhiên, lại một luồng ánh sáng màu xanh lam chợt hạ xuống. Đồng tử trong hai mắt thiên tôn co lại. Trong tiếng rít gào, hắn vận dụng toàn lực né tránh. Nhưng ở dưới ánh sáng màu xanh lam lóe lên, chân trái của hắn, ở trong huyết quang, trực tiếp nổ tung. Cảm giác đau đớn mãnh liệt, khiến cho thông thiên đạo nhân buồn bực gào lên, mang theo sự điên cuồng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần ở phía sau hắn truy kích đến, lại càng điên cuồng. Lúc này hắn căn bản cũng không chú ý tới thương thế, liều lĩnh vẫn giống như phát điên, truy sát đến. Nhìn thấy được ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, Cường Hãn giống như thiên tôn, trong lòng cũng kinh hoàng. Bỗng nhiên hắn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng gầm khẽ một tiếng. Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ không có chết. Âm thanh này vừa ra, giống như thiên lôi trực tiếp lại nổ mạnh ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần lúc này đang điên cuồng, toàn thân cũng chấn động. Nhưng bước chân của hắn lại hoàn toàn không có dừng lại. Phát hiện không thể khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất ổn, thông thiên đạo nhân cùng đường, hung hăng cắn răng một cái. Tàng thể hiện tại lại tự nhiên bạo phát. Tầm một tiếng, bất ngờ từ trong cơ thể tan vỡ của hắn có vô số phù văn bay ra, giống như hạt giống, giống nhau đống sáng, ở trong thân thể hắn tự bạo hình thành huyết vụ trùng kích tốc độ thoáng cái bạo phát đến cực hạn trong tiếng nổ lớn rốt cuộc hắn cùng bạch tiểu thuần đột nhiên kéo dài khoảng cách lao thẳng đến bầu trời sụp đổ mắt thấy thiên tôn lấy thân thể tự bạo đổi lấy tốc độ trong lòng bạch tiểu thuần không cam lòng hắn điên cuồng phun ra máu tươi cho dù thương thế nặng hơn một ít hắn cũng không để ý tới trong chớp mắt truy kích nhưng ngay khi bạch tiểu thuần truy kích tới thông thiên đạo nhân nhanh chóng bỏ chạy trong nháy mắt đột nhiên toàn bộ bầu trời truyền đến một tiếng nổ lớn cuối cùng bầu trời bị vỡ thành chín phần ở trong một tích tắc này hoàn toàn tan vỡ sụp xuống trời sụp đổ một lượng trùng kích cực lớn ở bên trong trời cao đã vỡ nát này bạo phát ra quét ngang khắp nơi bạch tiểu thuần cùng thông thiên đạo nhân đứng mũi chịu sào bạch tiểu thuần vốn đang cứng rắn áp chế thương thế không có cách nào né tránh ở dưới lực trùng kích này trong đầu hắn chấn động ầm một tiếng thân thể cũng khó có thể chống đỡ bị cuốn về phía xa vào giờ phút này ý thức của hắn cũng trở nên mơ hồ hắn miễn cưỡng nhìn thấy được thông thiên đạo nhân ở phía xa cũng ở dưới lực trùng kích này bị hoàn toàn nhấn chìm không biết sống chết ra sao bạch tiểu thuần muốn đi xác định xem đối phương có tử vong hay không nhưng thân thể hắn đã không nhịn được lúc này trước mắt hắn càng thêm mơ hồ ý thức sau cùng của hắn thấy được trong trời đất này sau khi bầu trời sụp đổ, dưới lực trùng kích, giống như dầu hết đèn tắt, người thở ra một hơi thở cuối cùng. Sau đó, toàn bộ bầu trời giống như hình thành một hố đen thật lớn. Một lực hút cực mạnh, hóa thành truyền tống, trong nháy mắt lại từ trên trời hạ xuống, rơi vào đến bên trong thế giới thông thiên, trên người mỗi một chúng sinh. Trong chớp mắt, bọn họ lại bị truyền tống biến mất. Thời điểm xuất hiện không phải ở địa phương cố định, mà là đang ở bên ngoài đại thế giới, trong khu vực ngẫu nhiên mọi người của nghịch hà tông, mọi người của mang hoang, còn có những người còn sót lại trong thế giới thông thiên, tất cả đều ở trong một tích tắc này, ở dưới mức độ tổn thất sức sống khác nhau, bị truyền tống biến mất. Trong mắt bạch tiểu thuần tràn ngập tơ máu, nhìn long trời lỡ đất, nhìn chúng sinh truyền tống. Trong lòng của hắn cảm thấy cay đắng, còn có cả sự mờ mịt. Hắn hồi ức lại. Tất cả ký ức hình như rất không chân thật. Dạ. Không. Bạch tiểu thuần thì thào đối với sau này hắn tràn ngập sự mơ hồ toàn thân hắn cũng đã hôn mê lúc thân thể hắn rơi xuống lại bị một ánh sáng truyền tống bao phủ chớp mắt biến mất trước khi hôn mê bên tai của hắn dường như truyền đến những tiếng động hỗn loạn hoặc là kích động hoặc là hưng phấn hoặc là tham lam hoặc là âm thanh thâm độc giống như ở trên trời truyền ra ngoài nước ra thân thể khôi tể nước ra ha ha người của thế giới này Cuối cùng chúng ta đã chờ đợi được. Nhanh đi thông báo với Tà hoàng, người của Khôi hoàng triều này gần như ngẫu nhiên được truyền tống đến các khu vực trong Đại Lục Vĩnh Hằng. Chúng ta phải tận dụng thời gian, nô dịch tất cả bọn họ. Hừ, lão gia hỏa Thánh hoàng này ra vẻ đạo mạo. Rõ ràng cũng tham lam huyết mạch Khôi hoàng triều này, cũng biết cướp không lại được chúng ta, cũng biết một khi Tà hoàng triều chúng ta nô dịch Khôi hoàng triều xong, một mạch Thánh hoàng bọn họ, nhất định sẽ diệt vong sở dĩ năm đó rút cuộc không tiếc phát động chiến tranh ước định bố trí truyền tống trên thân thể khôi tể này chờ sau khi bọn họ xuất hiện lại từng người cướp giật trong ba vị chủ tể đây là chủ tể cuối cùng nổ tung bọn họ xuất hiện quá muộn vốn chắc hẳn là bố cục ba phần thiên hạ đã không có khả năng xuất hiện người của thế giới khôi hoàng này cũng chắc chắn bị tà hoàng triều ta nô dịch đạo hữu của thế giới khôi hoàng chúng ta là thánh hoàng triều chúng ta là tới giúp các ngươi gia nhập với chúng ta đối đầu tà hoàng triều nhớ kỹ chúng ta là thánh hoàng triều phải tới tìm chúng ta đại lục vĩnh hằng thánh hoàng triều ta là tồn tại duy nhất có thể đối đầu với tà hoàng triều các đạo hữu thế giới khôi hoàng còn có khôi hoàng thế hệ này so với tà hoàng triều thánh hoàng triều mới là lựa chọn duy nhất của các người trên đại lục vĩnh hằng giữa năm mảnh tiên vực trong một mảnh hư vô vụ hải lúc này một bức tượng người khổng lồ đứng sừng sững ở nơi đó cao vô hạn giống như có thể dơ lên trời, tồn tại trong năm tháng vô tận, ở dưới một tiếng nổ lớn truyền khắp đại lục Vĩnh Hằng. Chi năm sẽ bảy. Quyển kế tiếp, tiên vực Vĩnh Hằng. Thời gian trôi qua. Dần dần, thế giới thông thiên tan vỡ, đã qua nửa năm. Bầu trời xa lạ, đất đai xa lạ, thành trì xa lạ, người xa lạ. Còn có cái khác chính là, ở đại lục này, là do năm mảnh mặt đất vô cùng mênh mông tạo thành. Chúng đều được gọi là Tiên vực Tiên vực Ở trên tiên vực trong phạm vi to lớn lớn, có kích thước lớn hơn gấp 10 lần thế giới thông thiên. Tại hướng đông nam, từng dãy núi cực kỳ khổng lồ giống như con rồng sống chạy qua ngang dọc, lan tràn tới vô tận, do đó ở vị trí đang xen hình thành rất nhiều thành trì. Bên trong một huyện thành nhỏ, có một người thanh niên mặc trường bào màu trắng đầy nếp uống, phía trên còn dính không ít dầu mỡ cùng vết bẩn, mắt say lờ đờ đi ở trên đường. Trong tay hắn mang theo một bầu rượu, thỉnh thoảng đưa lên bên mép uống một ngụm lớn. Hắn giống như tự dẻo, thì thào nói nhỏ. Tiên vực sao? Toàn thân của người thiếu niên đầy vẻ chán chường, dường như không có tinh thần gì. Ở trong tình trạng say khước này, ngay cả bước đi cũng siêu siêu vẹo vẹo. Hiện tại chắc hẳn là trời thu. Gió thu mang theo một tia lạnh giá, từ dãy núi giống như con rồng phía xa thổi tới, cuốn theo lá khô vàng, thổi qua bên trong huyện thành nhỏ nhân khẩu không nhiều lắm, thậm chí có chút hẻo lánh này có lẽ là thu lạnh thổi vào người giống như có thể chui vào xương tủy tiến vào bên trong tản ra sự lạnh giá phần lớn những người đi lại ở ngoài đường mặc trang phục dày một chút đi lại vội vàng dường như ở trong gió thu lạnh lúc hoàng hôn không có người nào nguyện ý đi lại ở ngoài đường chỉ muốn mau chóng trở lại trong căn nhà ấm áp cùng người thân làm bạn hưởng thụ hơi ấm gia đình chỉ có người thanh niên này hình như không tìm được phương hướng của nhà giống như người lãng khách lưu lạc ở bên ngoài ở ngoài đường di chuyển trong sự mờ mịt đi về phía trước để mặc cho gió rét lạnh kia thổi vào mặt hoàn toàn không thèm để ý tới dường như gió lạnh này ở trong cảm nhận của hắn còn xa mới bằng được sự cô quạng ở trong lòng ở trong hoàng hôn nơi này bóng lưng của hắn chỉ còn lại có sự hiu quạng một vài chiếc lá khô vàng ở trong gió thổi qua dường như tìm được cảm giác đồng mệnh tương liên ở trên người của người thanh niên này không muốn rời đi bay ở xung quanh hắn theo hắn đi xa thật lâu không tiêu tan tiên vực chó má gì chứ toàn thân của người thanh niên tràn ngập mùi rượu hắn vừa lẩm bẩm vừa đi lại ở trên con đường này hắn cầm bầu rượu lên đặt ở bên miệng muốn tiếp tục uống nhưng sau khi phát hiện bầu rượu đã trống rỗng người thanh niên mắng vài câu há miệng lớn ngửa cổ lắc lắc bầu rượu vài cái cho đến khi có vài giọt rượu rơi xuống tan ra ở trong miệng của hắn lúc này hắn mới bập miệng vài cái Thời điểm hắn ngẩng đầu, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi mắt vô thần của hắn, chiếu rọi vào sâu trong hai mắt hắn lộ ra vẻ mờ mịt cùng với cay đắng. Lại không còn rượu, rượu ở thế giới này là ngon nhất. Người thanh niên cúi đầu, vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía tử phường quen thuộc. Ở trong gió thu làm bạn, hắn mơ mơ màng màng đi tới. Tử phường không xa. Chỉ là người thanh niên giống như đạp trong mây mù, một sâu một cạn có vẻ tập tỉnh, sử dụng thời gian một nén nhang, ở dưới dư quan của hoàng hôn, hắn mới đi tới tử phường, đẩy cửa lớn của tử phường ra. Một hơi nóng khắc hẳn với gió lạnh bên ngoài, kèm theo tiếng huyên náo ầm ỉ, đập vào mặt. Bên trong tử phường, tuy rằng chỉ có 7-8 cái bàn, nhưng lúc này đã ngồi đầy từ lâu, ngay cả bốn phía xung quanh không bàn không ghế, cũng không còn chỗ ngồi, thậm chí cũng có không ít hài đồng, theo người lớn của mình qua, đang chạy đi chạy lại ở bên trong tử phường này. Người ở bên trong huyện thành, Bình thường không có chuyện gì giải trí, vì vậy tử phường bán tiên nhân túy này liền trở thành một trong mấy nơi náo nhiệt ở bên trong thị trấn này. Bất luận là chuyện cười của hàng xóm hay tin đồn của các hộ gia đình lớn ở bên trong thị trấn, cho tới lời đồn đại liên quan tới tiên nhân, ở bên trong tử phường đều bị những người ở đây sau khi uống nhiều, mang theo sự thần bí, lớn tiếng nhắc tới, đưa tới tiếng cười của vô số người. Đối với phần lớn chúng sinh mà nói, hàng ngày mang theo một vài tiếng cười bình thản, chính là lạc thú lớn nhất. Đây không phải là bạch tú tài sao? Chủ quán, xem ra tiên nhân túy ở chỗ của ngươi, lại có thêm một vị khách quen. Sau khi người thanh niên đi vào, mấy đại hán say khước ở bên trong tử phường nhất thời lại chỉ vào người thanh niên, nở nụ cười. Lời nói này, đối với người thanh niên cũng say khước kia, không biết là có ý tốt hay là ác ý. Đối với người thanh niên trước mắt này, người của huyện thành nhỏ này có thể xa lạ, nhưng đối với các khách quen của tử phường này, đều đã quen thuộc. Cho dù người thanh niên này chỉ mới xuất hiện ở bên trong huyện thành nhỏ từ mấy tháng trước, cũng không nói chuyện với người khác, cũng không có người nào biết hắn tên là gì. Chỉ có điều thoạt nhìn khí chất của hắn khác với các đại hán khác, toàn thân lại mặc trường bào màu trắng, còn có dáng vẻ chán chường. Khi thoảng trong mắt hắn lộ ra sự mờ mịt cùng thống khổ. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới suy đoán trong lòng của mọi người đối với người thanh niên này. Đây là một văn nhân, cũng một người tú tài. Vì hắn mặc áo bào trắng, vì vậy mọi người ở trên phương diện xưng hô cũng lại gọi hắn là Bạch Tú Tài. Bạch Tú Tài này chắc là đi thi bị thi rớt, không còn mặt mũi về nhà, lúc này mới cả ngày mua say. Không đúng. Theo ta nghĩ, Bạch Tú Tài này nhất định là cả nhà đã chết. Đoán chừng là trên đường gặp phải giặc cướp, chịu không nổi đã kích này, mới có thể mệt mỏi như vậy. Mọi người bên trong tử phường không nhớ được Bạch Tú Tài này đã tới mua rượu bao nhiêu lần lúc này nhìn dáng vẻ chán chường này của đối phương đều đang xúc động suy đoán những tiếng ầm ĩ bàn luận truyền vào trong tai của người thanh niên hắn giống như không nghe được lão đảo đi tới trước quầy tử phường trong tay cầm bầu rượu đặt ở phía trên âm thanh mang theo sự lười biếng thì thào mở miệng chủ quán cho một bầu tiên nhân túy tiên nhân túy ở chỗ các ngươi đúng là rượu ngon chủ tử phường là một lão nhân toàn thân lão nhân này mặc áo xanh nhìn người thanh niên tinh thần sa sút trước mắt này thở dài trầm giọng nói bạch tú tài đã sắp tới cuối năm rồi ngươi giữ lại tiền bạc của mình nhanh trở về nhà đi nhà trong chớp mắt người thanh niên run rẩy nở nụ cười chỉ là nụ cười kia mang theo sự mờ mịt còn có một tia thống khổ hắn chợt lấy từ trong người ra một xấp tiền giày đập vào trên bàn chủ quán ngươi khi dễ ta không có tiền sao chủ tử phường nhíu mày Mắt thấy người thanh niên này không nhìn thấy được lòng tốt của người khác, hắn có chút không vui, cầm tiền, rót đầy bầu rượu, sau đó ném tới, rồi không tiếp tục để ý tới nữa. Người thanh niên tiếp nhận bầu rượu, trong mắt thoáng lộ ra sự si mê đối với rượu, vội vàng uống một ngụm lớn. Trên mặt hắn thoáng có chút ửng đỏ, trong mắt càng thêm mơ hồ. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ tươi cười, lão đảo đi từ trong tử phường ra ngoài. Lúc này, mấy hài đồng ở bên trong tử phường đã đuổi nhau, chạy ầm ĩ đến bên cạnh người thanh niên. Mắt thấy bộ dạng của người thanh niên như vậy, bọn chúng đều vòng quanh hắn chơi đùa, thỉnh thoảng truyền ra tiếng non nớt của trẻ nhỏ, gọi tử quỷ. Người thanh niên không để ý đến chúng. Sau khi đi ra khỏi tử phường, trời bên ngoài đã tối. Gió thu lại càng lạnh hơn. Thời điểm nhìn lại, các nhà ở bốn phía xung quanh đều đã lên đèn. Duy nhất chỉ có ở trong lòng của hắn, vẫn tối tăm một mảnh. Ở dưới sự vô tình này, bóng tối trong lòng lại càng lan tràn ra tới hai mắt. Trong một mảnh đục ngầu, thân ảnh của hắn dần dần lắc lư đi xa, đi thẳng tới một chỗ miếu thờ cũ nát, hắn mới ngã xuống, dựa vào bức tường của miếu thờ, cầm bầu rượu, một ngụm, lại một ngụm. Gió thu càng lạnh hơn. Tiếng gió từ bốn phía xung quanh thổi tới cũng càng lớn hơn, giống như âm thanh nước nở, vang vọng ở bên tai, thổi những chiếc lá khô đầy đất. Trên mặt đất phát ra những tiếng xào xạc có một vài lá khô bị gió cuốn lên rơi vào trên người của người thanh niên người thanh niên kinh ngạc nhìn chiếc lá vàng khô rơi vào trên mu bàn tay chiếc lá cây này che trên một vết thương rất nhỏ giống như bị lửa đốt trên mu bàn tay của hắn hạo nhi người thanh niên nhỏ giọng kêu lên vào giờ phút này sự bi thương trong lòng hắn lại hiện ra hắn chỉ có thể uống rượu dùng tiên nhân túy này để khiến cho mình chìm đắm ở trong cảm giác mơ hồ say khước chìm đắm ở trong men say hình như chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn quên được quá khứ bi thương cùng với sự mơ hồ đối với sau này hắn chính là bạch tiểu thuần đã từng vui sướng đã từng mỉm cười lại giống như thời tiết này mùa hè trôi qua trời thu bất tri bất giác đã trở thành tất cả biến mất còn có nhà của hắn theo toàn bộ thế giới thông thiên tan vỡ một tiếng động trời long đất lở vang lên trước khi hắn mất đi ý thức cuối cùng nghe được tiếng nổ lớn Tất cả mọi thứ, sau khi hắn tỉnh dậy ở thế giới xa lạ này, cũng đã bị mất. Nhà, không có. Nghịch Hà Tông, Lý Thanh Hậu, Hồng Trần Nữ, Tống Quân Biển, tất cả, cũng đã mất. Cũng may, hình như Thiên Tôn cũng mất. Chỉ là sau khi làm hết tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần không có nổi cảm giác khoay khỏa khi báo được thù. Trong lòng hắn có chỉ sự bi thương, đã hóa thành biển rộng, nhấn chìm hắn ở bên trong. Hắn cũng muốn tỉnh lại, thậm chí sau khi bị truyền tống đến tiên vực này hắn dùng vài tháng sử dụng khả năng mình có được sử dụng tu vi của mình sử dụng thần trí của mình sử dụng tất cả năng lực của mình để đi tìm nhưng hắn tìm được tất cả đều là thi thể hết lần này tới lần khác mỗi một người từ đại lục thông thiên bị truyền tống ra đồng thời vì không chịu nổi mà trở thành thi thể đã chết trở thành bóng ma đè nặng trong lòng bạch tiểu thuần trở thành những giọt nước mắt khiến hắn run rẩy trở thành một đòn chấn động khiến cho hắn mất đi tất cả tìm mấy tháng vô số thi thể này có nguyên anh thậm chí cũng có thiên nhân điều này làm cho bạch tiểu thuần suy sụp hắn không dám tìm nữa hắn không dám ở trong quá trình tìm kiếm này có một ngày giống như mình nghĩ sẽ nhìn thấy được lý thanh hậu nhìn thấy được hồng trần nữ nhìn thấy được tống quân uyển nhìn thấy được tất cả người quen chỉ là thân thể đã tử vong bạch hạo ngã xuống tính toán của người canh giữ lăng mộ nước mắt của đỗ lăng phỉ thế giới tan vỡ thậm chí cuối cùng từng thi thể một khiến cho bạch tiểu thuần không chịu nổi cuối cùng ở trong huyện thành nhỏ này tâm linh mệt mỏi khiến hắn không còn sức lực lặng lẽ sống mơ mơ màng màng hắn vốn cũng không phải là nhân vật lớn giả tâm bừng bừng giống như thiên tôn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ chỉ là một người muốn tìm kiếm vui sướng trường sinh bạch tiểu thuần nếu như còn sống, các ngươi ở nơi nào? Trong miệng Bạch Tiểu Thuần mơ hồ nỉ non, hai mắt lộ ra sự cay đắng nhắm nghiền, say tới mức ngủ mất. Sáng sớm, bầu trời trắng mờ mịt xa xăm, giống như bong bóng cá, chậm rãi khuếch tán. Mây xung quanh vốn là màu đen, nhưng ở dưới ánh sáng mờ mịt này, dùng mắt thường có thể thấy được nó đã trở thành màu tím xám, lại từ từ biến thành màu đỏ. Quần sáng mờ dần dần lan xa vạn trượng, xuyên qua tất cả tầng mây, chiếu xuống thế giới này. Đồng thời, có bóng dáng của một già một trẻ từ bên trong núi rừng phía xa đi tới. Lão già kia toàn thân mặc đạo bào, tu vi kết đang toàn thân mặc dù thu lại, nhưng vẫn từ trong mắt hắn truyền qua. Về phần tiểu đồng bên cạnh hắn, chỉ là ngưng khí mà thôi. Hai người một đường đi tới trước cái miếu đổ nát của huyện thành nhỏ này. Tiểu đồng liếc mắt liền nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần đang say ngủ ở trong góc, khẽ nhíu mày. Thế gian nhiều điều đau khổ, người không chiếm được đại đạo, suốt đời giống như con kiến hôi. để ý đến hắn làm gì. lão nhân lắc đầu, dẫn theo tiểu đồng đi vào bên trong miếu thờ. miếu thờ này giống như đã từng trải qua một lần bị lửa thiêu, rất đổ nát. sư tôn, chính là chỗ này sao? nơi đây chính là nơi thiên hỏa năm đó hạ xuống. người ở nơi này cảm nhận, có thể khiến cho dẫn hỏa quyết của ngươi cao hơn một tầng. lão nhân gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh không còn nơi nào nguyên vẹn khẽ thở dài. Ở đây từng là một chỗ ngôi miếu của mẹ Vĩnh Hằng. Trước khi cảm nhận, ngươi đi cúi chào mẹ Vĩnh Hằng trước đã. Mẹ Vĩnh Hằng. Tiểu Đồng nghiêm sắc mặt, lập tức hướng về phía miếu thờ cúi đầu. Sư Tôn, theo lời đồng đại về con của Vĩnh Hằng cùng kẻ địch thiên ngoại là sự thật. Chúng ta ngẩng đầu nhìn được, chính là kẻ địch thiên ngoại, đúng hay không? Tiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Sư Tôn của mình, đột nhiên hỏi. Trong lòng hắn đã có đáp án nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ ràng trong mắt hắn sư tôn này là người không gì không làm được không gì không biết âm thanh hai sư đồ trò chuyện dần dần truyền vào trong tay bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần từ từ mở mắt ra lại là một đêm say rượu khiến cho đầu của hắn có chút đau đớn hắn mở hai mắt ra đều rất mông lung sau khi chậm rãi tỉnh táo lại ký ức hiện lên khiến cho tim hắn lại bắt đầu đau đớn cùng mờ mịt cảnh tượng bị ép phải dung hợp cùng đổ lăng phỉ qua từng đệ tử ở tử vong trước mắt mình một loạt những tính toán sau khi trải qua một vụ nổ trải long trời lỡ đất thế giới diệt vong có thể nói những gì bạch tiểu thuần trải qua là rất nhiều bằng hữu bằng tuổi vĩnh viễn cũng không có cách nào tưởng tượng được nhưng hết chuyện này tới chuyện khác khiến cho hắn bị lạc mất phương hướng khiến cho hắn cay đắng khiến cho hắn thống khổ khiến cho hắn mờ mịt hình như chỉ có sau khi say ở trong giấc mơ mơ hồ hắn mới có thể tìm được hạnh phúc cùng vui sướng đã mất đi mà sau khi tỉnh táo lại khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời này hoàn toàn khác với ở thế giới thông thiên sự chán chường hắn không thể nào khống chế được lại dâng lên khiến hắn trở nên sa sút tinh thần đối với thế giới lớn này trong mấy tháng bạch tiểu thuần ở đây từ trong những gì mọi người nói chuyện hắn đã biết được nó là đại lục vĩnh hằng ngay cả người phàm cũng đều biết mảnh thế giới này có một lời đồn đại tuyệt đẹp trong truyền thuyết đại lục vĩnh hằng trên thực tế là một đóa hoa vĩnh hằng. Đóa hoa này quá lớn. Năm cánh hoa của nó chính là năm mảnh địa vực tiên vực rộng mênh mông, có thể nói là vô tận. Mọi người gọi hoa vĩnh hằng là mẹ vĩnh hằng. Chúng sinh ca tụng, khen ngợi, thành kính đối với mẹ vĩnh hằng. Cho dù là ở bên trong huyện thành nhỏ này, đều có ngôi miếu của mẹ vĩnh hằng. Giống như ngôi miếu phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần đang ngồi, nhiều năm trước, bị thiên hỏa thiêu đốt, trở thành một nơi đổ nát trước đây khi không có bị đốt cháy ở đây chính là ngôi miếu của mẹ vĩnh hằng trong truyền thuyết mọi người ở trên cánh hoa vĩnh hằng vô số năm qua hình như từ khi thế giới này bắt đầu có sinh mạng sinh ra trước sau đã như vậy mà ở trung tâm của năm chỗ tiên vực này nơi đó được gọi là biển vĩnh hằng trên biển vĩnh hằng sương mù tràn ngập người phàm không dám tới gần trong truyền thuyết ở sâu bên trong biển vĩnh hằng sâu đã từng dựng đứng ba bức tượng cực kỳ khổng lồ ba bức tượng này bọn họ được gọi là con của vĩnh hằng vẫn là theo lời đồn đại ở cực kỳ lâu trước đây ba vị con của vĩnh hằng đó cùng kẻ địch thiên ngoại tiến hành một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa kết quả của cuộc chiến tranh này là kẻ địch thiên ngoại ngủ say ba vị con của vĩnh hằng lại hóa thành bức tượng truyền thuyết này được lưu truyền ở bên trong toàn bộ đại lục vĩnh hằng không biết bao nhiêu năm ban đầu bất kỳ một đoạn thần thoại nào ở trong quá trình lưu truyền cũng sẽ dần dần tiêu tan hoặc là thay đổi dáng vẻ ban đầu. Khả năng lớn nhất sẽ từ từ, càng lúc càng nhiều người chỉ coi nó thành một lời đồn đại, sẽ không đi tin tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chuyện liên quan tới ba vị con của Vĩnh Hằng cùng với kẻ địch thiên ngoại, từ đầu đến cuối đều không có hoàn toàn tiêu tan, càng làm cho gần như mỗi một phàm nhân trên đại lục Vĩnh Hằng này đều vô cùng tin tưởng, đây không phải là theo lời đồn đại, là lịch sử chân chính. Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu, uống một ngụm lớn, khi nghe hai sư đồ kia ở bên trong miếu thờ nói chuyện hắn dần dần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời nửa năm trước lần đầu tiên hắn thức tỉnh thời điểm ngẩng đầu nhìn bầu trời cao của thế giới xa lạ này trong đầu hắn dâng lên tiếng nổ lớn thậm chí có một loại cảm giác hoang đường mặc dù là hiện tại hắn đã quen thuộc với bầu trời khác lạ này cũng nghe được lời đồn đại liên quan tới lịch sử của đại lục vĩnh hằng này nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy được trong lòng đối với điều này vẫn dâng lên sóng lớn vô tận Bầu trời ở đây thật sự quá khác biệt. Trên bầu trời, ở hai phương hướng xa xôi đối nhau, trong trời cao có thể nhìn thấy được mỗi nơi có năm ngọn núi lớn. Bất kỳ một ngọn núi nào hình như đều có thể cao cùng tiên vực. Mà ở dưới năm ngọn núi của hai bên lại tồn tại một mảnh đại lục. Nói cho đúng là đại lục dựng thẳng. Thậm chí còn muốn khổng lồ hơn so với bất kỳ một chỗ tiên vực nào. Núi lớn cũng tốt, đại lục dựng thẳng cũng được tất cả đều không có gốc rễ, cũng không phải sừng sững ở trên đại lục vĩnh hằng, mà là từ trong không trung xuất hiện ở trên trời cao, dường như tồn tại ở trong tinh không. Ở nơi này là ngọn núi cùng đại lụ gì chứ? Đây rõ ràng là một thân thể cực lớn đến mức không có cách nào tưởng tượng được. Người khổng lồ, hắn giơ hai tay lên. Trong lòng bạch tiểu thuần thì thào, nhìn lên trên không trung. Đây là cảm thụ trực tiếp nhất trong lòng hắn, và mấy tháng trước, sau lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời cho dù là hài đồng ở đây cũng hiểu lịch sử bởi vì ở trên bầu trời này ngoại trừ hai bàn tay to này còn có nữa gương mặt nửa gương mặt này hình như ở trong tinh không cách nơi này một khoảng cách quá xa nhưng vẫn còn có thể khiến cho người ta nhìn thấy rõ dáng vẻ của hắn tràn ngập bi nghiêm tràn ngập sát ý còn có một sự ngoan lệ tràn ngập trong đó đập vào mắt khiến người ta kinh hãi nửa gương mặt này hiện lên trên bầu trời vĩnh hằng nếu như nói núi lớn cùng đại lục dựng thẳng, ở trong cảm thụ trực tiếp nhất của Bạch Tiểu Thuần là hai bàn tay to. Như vậy mấy tháng trước, lần đầu tiên hắn nhìn thấy được nửa gương mặt này, hình ảnh khiến trong lòng hắn rung động nhất, chính là trong tinh không tối tâm ở bên ngoài Đại Lục Vĩnh Hằng này, tồn tại người khổng lồ vô cùng to lớn kia. Người khổng lồ này quá lớn. Chỉ là nửa khuôn mặt cũng đủ để trở thành một nửa trời cao của Đại Lục Vĩnh Hằng. Hắn giơ hai tay lên. Hiển nhiên là muốn trực tiếp đập đại lục vĩnh hằng này thành tro bụi hắn chính là kẻ địch thiên ngoại đã đánh một trận với ba vị con của vĩnh hằng bên tai bạch tiểu thuần truyền đến âm thanh lão nhân kết đang kể cho đệ tử của hắn ở bên trong miếu thờ theo lời đồn đại vị kẻ địch thiên ngoại này hủy diệt toàn bộ tinh không cho đến ở bên ngoài đại lục vĩnh hằng bị ba vị con của vĩnh hằng đã trả giá bằng tử vong phong ấn hắn rơi vào giấc ngủ say vĩnh viễn theo lời đồn đại một ngày nào đó trong tương lai Vị người khổng lồ này sẽ từ trong giấc ngủ mê thức tỉnh. Thời khắc khi hắn mở mắt ra, sẽ hủy diệt đi tất cả tồn tại hắn đã nhìn thấy. Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu lên, uống một ngụm lớn. Trong đầu hắn hiện lên câu chuyện hắn đã nghe được từ mấy tháng nay. Hắn nghĩ đến bức tranh khắc cực lớn ở trên chiếc thuyền xương tầng thứ nhất. Tất cả hình ảnh, miêu tả chính là đoạn lời đồn đại này. Theo lời đồn đại, ba vị con của Bỉnh Hằng sau khi phong ấn xong kẻ địch thiên ngoại, vì sống dao động tàn sát bừa bãi những tồn tại của mảnh thế giới này cho nên bọn họ thu tộc nhân của từng người vào trong thân thể sau đó hóa thành ba bức tượng khổng lồ sừng sững ở sâu bên trong biển vĩnh hằng bên trong miếu thờ lão nhân cũng đang nói với đệ tử của hắn về đoạn lịch sử này theo lời đồn đại thân thể bên trong của ba vị con của vĩnh hằng hình thành thế giới sức sống cuối cùng của bọn họ sức sống cuối cùng khiến cho thế giới có sinh mạng do đó ra đời chúng sinh tộc nhân của bọn họ lại trở thành hoàng tộc từng đời một dẫn dắt thống lĩnh khai trí khiến cho chúng sinh dần dần đi vào quỹ đạo bước vào tu hành theo lời đồn đại chắc chắn năm sau bức tượng của vị con của vĩnh hằng đầu tiên sẽ tan vỡ từ bên trong bức tượng người của một thế giới đi ra những người đó sau khi nhìn thấy được đại lục vĩnh hằng thấy được hiện tượng dị thường của bầu trời bọn họ sẽ không vui sướng khi đi ra mà ở lại trên đại lục vĩnh hằng này ở dưới sự trợ giúp của hoàng tộc của bọn họ cắm rễ, sinh tồn, sinh sôi nảy nở. Âm thanh ở bên trong miếu thờ không ngừng truyền đến. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nghe xong thật muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Mặc dù chuyện này, hắn ở trong mấy tháng nay, đã không phải lần đầu biết được. Nhưng mỗi lần nghe được, trong lòng hắn đều nổi gió bão cùng chấn động, vượt qua rất xa so với chuyện những người này nói. Cuối cùng, người của thế giới này, hình thành thể lực cường hãn, từng đời một truyền thừa đến nay. Bọn họ chính là tà hoàng triều. Hiện tại cũng là một trong hai hoàng triều lớn, còn có thế lực mạnh nhất trên đại lục Vĩnh Hằng. Theo lời đồng đại, tà hoàng triều cũng chú ý tới bức tượng hai vị con của Vĩnh Hằng khác. Bọn họ biết, sớm hay muộn sẽ có một ngày, hai bức tượng này cũng sẽ nổ tung. Chúng sinh từ hai thế giới khác bên trong, đi ra. Vì đối phó với kẻ địch lớn chung, tà hoàng triều hoan nghênh người của hai bức tượng này xuất hiện. Nhưng rất nhanh, ở dưới tình huống tà hoàng triều còn không có chuẩn bị xong, bức tượng thứ hai cũng tan vỡ. Người ở bên trong bị truyền tống đến các khu vực của đại lục Vĩnh Hằng. Nhưng lý niệm của bọn họ, rốt cuộc không phải là đối đầu đại địch, mà là tàn sát lẫn nhau. Tà Hoàng Triều bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng phát động chiến tranh. Hoàng tộc bên trong bức tượng thứ hai này rốt cuộc xuất hiện một cường giả thái cổ cảnh. Cũng may, tà hoàng của tà hoàng triều ta vào lúc đó cũng đột phá, cuối cùng không tạo thành sinh linh đồ tháng, vì vậy đạt được cân bằng. Bên trong miếu thờ, giọng nói của lão già mang theo sự xúc động lo lắng truyền ra bạch tiểu thuần uống rượu nở nụ cười loại trò xiết lừa bịp chúng sinh này bạch tiểu thuần liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe đây rõ ràng là tà hoàng triều muốn độc hưởng đại lục vĩnh hằng bức tượng con của vĩnh hằng thứ hai tan vỡ lại quá sớm cho nên tà hoàng triều chưa có hoàn toàn chuẩn bị đầy đủ vì vậy thế lực của bức tượng thứ hai đang không ngừng tập trung lại không ngừng chống đỡ chậm rãi đứng vững bước chân Tà Hoàng Triều rơi vào đường cùng, mới cùng hắn đạt được sự cân bằng trên trình độ nào đó. Do đó hình thành một phía thế lực khác. Đó là Thánh Hoàng Triều. Thế giới này, vốn còn gặp phải người của Hoàng Triều thứ ba. Trong miếu thờ, lão nhân lắc đầu, giống như thở dài. Ta biết, sư tôn. Vậy hẳn là xuất hiện người của Hoàng Triều thứ ba, là Khôi Hoàng Triều. Một thời gian trước, mọi người không phải đều đang nói, bức tượng con của Vĩnh Hằng thứ ba tan vỡ sao giọng nói của tiểu đồng truyền vào trong tai bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần cúi đầu bàn tay cầm bầu rượu chợt trung lên một cái đáng tiếc bức tượng con của vĩnh hằng thứ ba này vốn nên xuất hiện khôi hoàng triều lại tan vỡ quá muộn ở trên đại lục vĩnh hằng hôm nay tà hoàng triều ta đã thống lĩnh ba tiên vực thánh hoàng thành cũng có hai tiên vực đã không có nơi nào để khôi hoàng triều sống yên ổn điều đó cũng quyết định người của khôi hoàng triều này chỉ có thể trở thành dinh dưỡng cho hai đại hoàng triều để chúng ta tiến tới lớn mạnh. Tất cả mọi thứ, cuối cùng cũng là đại địch của thiên ngoại. Thánh Hoàng Triều ra vẻ đạo mạo, nhưng yếu ớt vô cùng. Chỉ có tà Hoàng Triều ta cường hãn mới có thể khiến cho đại lục Vĩnh Hằng trường tồn, chúng ta, mới là hy vọng của đại lục Vĩnh Hằng. Trong giọng điệu của lão nhân mang theo sự cuồng nhiệt, kiên định vang vọng. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt. Bàn tay cầm bầu rượu đang run rẩy chậm rãi dơ lên, lại uống một ngụm. Chỉ là nỗi đắng chắc ở trong lòng giờ phút này, rượu cũng không có cách nào làm tê liệt được. Hắn biết, huyện thành nhỏ chỗ mình đang ở, là trên tiên vực thứ ba ở Tà Hoàng Triều. Năm tiên vực lớn ở đại lục Vĩnh Hằng, kích thước không không trên lên được bao nhiêu. Bất kỳ một tiên vực nào đều phong phú, vượt xa so với thế giới thông thiên. Thậm chí thế giới thông thiên, cũng chỉ có thể tương đương với một châu của tiên vực thôi. Năm tiên vực lớn, mỗi tiên vực đều có mười mấy châu bên trong mỗi một châu, cũng đều có hơn 10 quận. Trong mỗi quận, tồn tại mấy trăm thành trì thật lớn. Giống như huyện thành nhỏ nơi Bạch Tiểu Thuần đang ở, chỉ là một trong số đó. Mà hai đại hoàng triều trên đại lục Vĩnh Hằng này, quan hệ giữa tu sĩ cùng người phàm so với thế giới thông thiên, cũng có một chút khác biệt. Ở chỗ này, tu sĩ quản lý người phàm, quản lý đất đai. Bình thường một tiên vực, sẽ có một vị thiên tôn trấn thủ thủ phủ, trấn áp thiên hạ. Đồng thời, bán thần dưới trướng của hắn, lại là người quản lý trong mỗi một châu trong tiên vực. Đồng thời mỗi vị cường giả cảnh giới thiên nhân dưới quyền bán thần, đi trấn thủ quận phủ. Về phần tất cả mấy trăm thành trì lớn nhỏ, có khi là nguyên anh trấn thủ. Có một ít thành trì, tu sĩ kết đan có thế lực, cũng có khả năng thu được tư cách này. Cũng không phải mỗi một thiên tôn đều có thể được thả ra ngoài, trở thành chủ của tiên vực. Toàn bộ tà hoàng triều, cũng chỉ có ba vị thiên tôn có tư cách này mấy thiên tôn khác lại chỉ có thể ở lại bên trong tà hoàng thành. Về phần tà hoàng, lại là hắn ở bên trong tà hoàng thành, thống lĩnh tất cả phạm vi. Đây là đại lục vĩnh hằng. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm nói nhỏ. Ở đây, bất luận là phạm vi rộng lớn thế nào, xét về số lượng cường giả, thế giới thông thiên đều không thể nào so sánh được. Mặc dù là cường hãng giống như thông thiên đạo nhân, thực lực của hắn ở trên đại lục vĩnh hằng này, thời điểm không có thật sự đột phá trở thành thiên tôn, cũng chỉ là một trong rất nhiều chuẩn cường giả mà thôi chỉ có trở thành cảnh giới đại thừa thật sự lên làm thiên tôn mới có thể ở trong đại lục vĩnh hằng này dê xem như là cường giả một phương mà thiên tôn trên còn có thái cổ cảnh đây tất nhiên là một cảnh giới cực kỳ khủng khiếp dù sao toàn bộ đại lục vĩnh hằng thái cổ cảnh chỉ có hai đại hoàng giả mà chuẩn thái cổ theo bạch tiểu thuần hoặc chính là tôn xưng của thiên tôn đại viên mãn hoặc chính là xưng hô của tiếng giai thái cổ thất bại không biết mặt quỷ khóc cười có lai lịch thế nào bạch tiểu thuần lắc đầu mỗi lần hắn nhớ tới việc này cũng chỉ là nhớ tới cảm thấy không nhất thiết phải suy nghĩ sâu xa trong sự mệt mỏi mang theo bi thương cùng mờ mịt không có cách nào ném đi được dần dần từng cảnh tượng từng gương mặt lại hiện ra những người này đều bằng hữu cùng người thân của hắn ở trong thế giới thông thiên chỉ là bạch tiểu thuần đã không tìm được bọn họ thời điểm vừa hạ xuống, hắn đã bỏ ra mấy tháng tìm kiếm. Hắn theo từng khí tức của thế giới thông thiên tìm tới. Có thi thể xa lạ, có thi thể quen thuộc hiện lên ở trước mắt. Thân thể bạch tiểu thuần run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời cao, đau khổ càng ngày càng sâu. Chẳng biết từ lúc nào, lão nhân cùng tiểu đồng bên trong miếu thờ đã rời đi. Lúc gần đi, trong mắt tiểu đồng này không che giấu được sự vui sướng. Hiển nhiên hắn ở trên phương diện cảm ngộ phương pháp dẫn lửa, ở trong miếu thờ này đã có thu hoạch. Mặt trời mọc, lặn xuống, vòng đi vòng lại, Bạch Tiểu Thuần dựa ở chân tường của miếu thờ, chìm đắm ở trong sự mờ mịt, giống như một người ngủ say, trước sau chưa từng thức tỉnh. Mỗi ngày chỉ khi hắn đã không còn rượu, mới có thể lão đảo đi tới tử phường mua rượu. Sau đó hắn lại dựa vào chân tường của miếu thờ, nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn lên trên không trung, nhìn bầu trời xa lạ kia, mười ngọn núi xa lạ kia, nửa gương mặt xa lạ lại ngoan lệ. Ngày lại ngày cứ như vậy trôi qua. Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng quên thời gian. Trâu ở trên mặt hắn càng lúc càng nhiều, y phục cũng càng lúc càng bẩn, đã biến thành màu xám. Hắn thậm chí đã không muốn nhớ lại, không nghĩ tới những ký ức khiến cho hắn đau đớn nữa. Toàn thân hắn hình như rơi vào một loại mức độ linh hoạt kỳ ảo. Mặc dù là một mảnh lá khô rụng ở trước mắt, hắn hình như cũng có thể chăm chú nhìn cả ngày. Dường như có thể nhìn thấy được cả cuộc đời của chiếc lá khô này nhìn thấy được hỉ nộ ái ố của nó mà hắn thích xem nhất, vẫn ở thời điểm ban đêm. Ở chỗ hắn ở, nhìn toàn bộ huyện thành nhỏ, từng nhà lên đèn. Dưới mỗi một ngọn đèn đều là một gia đình. Hắn nhìn một chút, nước mắt đã cạn. Chỉ là ngọn đèn trong lòng, trước sau đã tắt, không có cách nào thiêu đốt. Cho đến một đêm thu, trời cao có sấm sét nổ mạnh. Những giọt mưa lớn, mang theo hơi lạnh của mùa thu, từ trên trời rơi xuống. Ở trong đêm mưa, Bạch Tiểu Thuần nhìn trời đất, nhìn những giọt mưa rơi vào mặt. Thân thể hắn lần đầu cảm giác có chút lạnh giá. Chỉ là ở trong sự lạnh giá này. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác được trên tay bên phải, nơi Bạch Hạo trước khi ngã xuống hóa thành ngọn lửa tổn thương, rốt cuộc truyền đến một tia ấm áp không thể điều tra. Ấm áp. Bạch Tiểu Thuần há miệng, một lát sau mới từ trong cổ họng nặng ra hai chữ này. Dường như hắn bị tê dại dẫn tới cảm giác chậm chạp hắn chậm rãi cúi đầu, những sợi tóc rối rũ xuống, cũng không che không sự kinh ngạc, rối loạn đang xen ở bên trong mắt hắn lúc này. Hơi thở của hắn từ chậm rãi chuyển thành dồn dập. Ấm áp. Thân thể Bạch Tiểu Thuần đang nghe truyện trên TV audio CV run rẩy thì thào, chậm rãi nâng tay phải lên, đặt ở trước mắt. Trong một tích tắc này, trong mắt hắn không còn ảm đạm giống như mấy ngày trước, mà là lộ ra tinh quang kinh người giống như những tia chớp trong màn đêm. Ở sâu bên trong đôi mắt của hắn lúc này, hình như có chấp niệm ở bạo phát hình như có sóng lớn đang cuồng trào ấm áp giọng điệu run rẩy thay đổi làn điệu truyền ra tay phải của bạch tiểu thuần không khống chế được run rẩy ở trong một tích tắc này thần thức của hắn ầm ầm phát lên tất cả ngưng tụ ở bên trong tay phải của hắn trên ấn ký này trước đó hắn đã nhiều lần thi triển ra thần thức nhưng trước sau hoàn toàn không có một chút phát giác gì nhưng giờ phút này ở trong chớp mắt khi thần thức dũng mãnh tràn vào ấn ký, nước mắt của Bạch Tiểu Thuần tưởng chừng đã khô, lại tràn ra. Hạo Nhi, không chết. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kích động, mừng rỡ giống như muốn phát điên. Sấm sét bên ngoài cũng vẫn không có cách nào vượt qua được bão táp trong lòng hắn lúc này. Hắn nhận thấy được khí tức của Bạch Hạo. Thậm chí cảm nhận được ở bê trong ấn ký này, một tia tàn hồn của Bạch Hạo yếu ớt đến cực hạn. Tàn hồn này giống như ánh nến trong gió, trong sự yếu ớt lại hiện ra sự quật cường không chịu tắt cùng với sự kiên cường không có cách nào nói được lộ ra chấp niệm chỉ là trạng thái quá yếu ớt có thể sau năm tháng khá dài có thể từ từ khôi phục nhưng trạng thái hôm nay hình như một trận gió lạnh cũng có thể khiến cho hắn phiêu diêu bạch tiểu thuần cố gắng kiềm chế sự run rẩy đưa tay trái ấn ở trên ấn ký của tay phải để ở trước ngực cúi đầu ngắm nhìn bộ dạng hắn râu ria xồm xàm cực kỳ giống như một người khốn cùng chán nản sử dụng tất cả sinh mạng của mình đi che chở cho Trân Bảo. Ở trong đêm mưa gió rét này, lần đầu tiên từ sau cơ hờ y tới mảnh đại lục Vĩnh Hằng nơi này, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười từ tận đáy lòng. Hạo Nhi, Bạch Tiểu Thuần thì thào. Ở trong sự kích động này, hắn giống như một đứa bé vậy, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ban đầu, lúc còn ở thế giới Thông Thiên, bình thường đều có thể nhìn thấy nụ cười này ở trên gương mặt của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hôm nay, sau tất cả những gì đã từng trải qua, nụ cười này đã trở thành quý giá. Ở trong sự chán chường này, ở trong tình trạng tinh thần sa sút này, tàn hồn của Bạch Hạo giống như một ngọn đèn sáng lên ở bên trong đêm tối, khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở trong mưa gió đêm rét, ở nơi này, cảm nhận được sự ấm áp. Giống như hồi ức năm đó, khi sư đồ của hai người ở bên trong cửa hàng luyện linh tại Mang Hoang, sống nương tựa lẫn nhau. Ở trong huyện thành nhỏ này, ở trong ngôi miếu đổ nát này, trước lúc mặt trời mọc, Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tỉnh lại. Hai mắt hắn đang khép chặt chợt mở ra. Hắn lại lập tức nhìn về phía tay phải của mình. Dường như hắn sợ tất cả mọi điều đêm qua, chỉ là một giấc mộng kỳ ảo của mình biến hóa ra. Cho đến hắn nhìn thấy ấn ký ở trên mu bàn tay, sau hết lần này tới lần khác dùng thần thức cảm nhận, hắn mới thở vào nhẹ nhõm. Bạch Hạo, không có chết. Hoặc nói, Hắn không có hoàn toàn tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Có lẽ đây là thủ đoạn cuối cùng của người canh giữ lăng mộ. Cũng có lẽ là chấp niệm của Bạch Hạo, khiến cho Bạch Hạo vẫn còn lưu lại một tia tàn hồn. Tàn hồn này chính là trước đây thời điểm Bạch Tiểu Thuần ôm hắn, ngọn lửa này rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Chỉ có điều ngọn lửa này quá nhỏ yếu, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tan. Mặc dù dung nhập ở bên trong dấu vết này, nhưng trái tim của Bạch Tiểu Thuần không thể tĩnh lặng được. Ở dưới sóng lớn gió bão liên tiếp diễn ra, hắn không có cách nào nhận thấy được dao động yếu ớt tới cực điểm của tàn hồn ở bên trong ấn ký này. Cho đến hiện tại, ở bên trong huyện thành nhỏ này, ở trong trạng thái tinh thần sa sút, ở dưới sự cay đắng này, trong sự tĩnh mịch chậm rãi của mặt trời mọc mặt trời lặng nơi đây, hắn cuối cùng cảm nhận được ở bên trong ấn ký này, dao động yếu ớt gần như khó có thể phát giác ra. "Hạo Nhi, ngươi vẫn ở cùng ta." Trong miệng Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm. Trong nụ cười có phần đau xót, cũng có phần bi thương. Hắn cầm bầu rượu lên, theo bản năng tính uống một hết. Nhưng bầu rượu đã trống rỗng. "Hạo Nhi, ở đây tiên nhân túy là đồ tốt." Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, ấn cái trán có chút đau đớn. Hắn đứng dậy một lần nữa đi tới tử phường. Trên đường trở về, hắn vừa uống rượu, vừa nói chuyện. Người đi trên đường ở nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, cũng không ít người vội vàng né tránh. Bạch Tú tài điên rồi. Hắn cũng bắt đầu lẩm bẩm. Hắn gọi Hạo Nhi, chắc là thư đồng của hắn đi. Cũng là một người đáng thương. Những lời chỉ trỏ nói xấu sau lưng đến từ mọi người bên trong huyện thành nhỏ, Bạch Tiểu Thuần hình như không nghe được, ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn vốn chỉ sống ở bên trong thế giới của mình, phong tỏa tất cả. Hiện tại ở bên trong thế giới của hắn, có thêm Bạch Hạo. Hình như toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại có hắn cùng Đồ Nhi của mình, vừa uống rượu vừa thì thào trong vô thức thân thể của bạch tiểu thuần dần dần lại lắc lư đi từng bước một trở lại bên ngoài miếu thờ dựa vào bức tường đổ nhìn lên trên không trung sự mê mang trong mắt lại dâng lên dao động tàn hồn của bạch hạo là ngọn đèn trong đêm tối của hắn chiếu sáng thế giới của hắn khiến cho bạch tiểu thuần vốn đã không muốn đi suy nghĩ tìm hiểu gì về tương lai lại có chút tư tưởng hạo nhi ngươi nói vi sư nên làm cái gì tiếp tục đi tìm người của thế giới thông thiên sao nhưng ta đã tìm từ lần đầu tiên thức tỉnh liền bắt đầu tìm kiếm nhưng ta có thể tìm được đều chỉ là thi thể hạo nhi ngươi nhớ bắt hàng liệt không đúng rồi ngươi không biết hắn ta thấy được thi thể của hắn bạch tiểu thuần lắc đầu cười khổ mở miệng uống rượu ta không dám tiếp tục tìm nữa nhưng ta lại nên làm như thế nào ở thế giới xa lạ này Thiên địa xa lạ này. Nếu như ngươi có thể tỉnh lại thì tốt rồi, có thể giúp ta nghĩ một vài biện pháp. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ một tiếng, nhìn mặt trời trên không trung đang dần dần hạ xuống phía tây, nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống mỗi góc dần dần biến mất. Cho đến bầu trời sắp tối đen, hắn lại say. Theo thói quen hắn bò dậy, đi tới tử phường. Khi bầu rượu đầy, hắn đạp lên bóng đêm trở về, bầu rượu đã vơi đi phân nửa. Hắn lại càng say hơn. Sống mơ mơ màng màng, Cung dung tự tại vui vẻ. Bạch tiểu thuần hô một tiếng, cười ha hả. Cười một hồi xong, hắn sẽ khóc. Hắn lão đảo nghiêng ngả, mang theo bầu rượu, đến trước ngôi miếu đổ nát, giống như muốn bước qua cánh cửa, nhưng lại mất đi khí lực, hắn lại ngã xuống, say chìm vào giấc ngủ. Bầu rượu trong tay hắn lăn đến phía xa. Số rượu còn lại không bao nhiêu lại đổ ra một ít. Bốn phía xung quanh tối đen một mảnh chỉ có những ngọn đèn trong huyện thành nhỏ phía xa đang lộ ra ánh sáng mông lung nhưng lại không chiếu sáng tới khu vực ngôi miếu đổ nát này chỉ có gió lạnh như băng thổi tới bất luận là lá khô nằm đầy trên mặt đất hay rừng trúc ở bốn phía xung quanh lắc lư rất khẽ đều lộ ra cảm giác hiu quạng dần dần theo đêm khuya hạ xuống gió ở bốn phía xung quanh càng lớn hơn bầu rượu bị đổ ở bên cạnh ở trong gió này lắc lư bị thổi lắng về phía xa một đường lăn đi bầu rượu phát ra tiếng động cho đến rơi vào bên trong một vũng đất nhỏ bị một cái chân trực tiếp đạp lúng vào trong đất bùn con ma men này sớm hay muộn cũng sẽ uống tới chết chỉ có điều lại nói tiếp tiền tài của con ma men này cũng không ít hắn cũng uống mấy tháng lại còn có tiền chúng ta coi như là làm việc thiện so với để hắn xài hết tiền uống tới chết không bằng đưa tiền cho chúng ta chúng ta cũng giúp hắn một chút đưa hắn đi đoàn tụ với người thân trong gió rét, ba hán tử lưu manh bên trong huyện thành, từ bên trong rừng trúc đi ra, trong mắt mang theo sự tham lam cùng trêu tức, nhìn về phía bạch tiểu thuần nằm ở bên cạnh miếu thờ. Ba hán tử lưu manh này đều là ban phái phàm tục ở bên trong huyện thành nhỏ. Bọn họ đã sớm chú ý tới bạch tiểu thuần. Ban đầu bọn họ vốn không mấy lưu ý tới hắn. Nhưng lần lượt nhìn thấy được bạch tiểu thuần đi mua tiên nhân túy, nhìn hắn hình như lấy tiền dùng không hết, bọn họ không khỏi động lòng. Một con quỷ say như thế, túi tiền lại quá dày, ở trong mắt của ba hán tử lưu manh này, đây là một con dê béo. Lúc này, sau khi đi ra khỏi rừng trúc, chỉ có một người bước nhanh đi về phía bạch tiểu thuần. Hai người khác, lại ở bốn phía xung quanh trong chừng. Để đối phó với một tú tài say tới mức hôn mê, trong bọn họ bất kỳ một kẻ nào cũng có thể xử lý được. Tôn ngủ, nhanh giết chết hắn đi. Sau đó chúng ta đi phấn tú các khoái hoặc một phen. Hai hán tử vô lại đang trong chừng kia, mở miệng cười. Hắn tử bị bọn họ gọi là Tôn Ngũ, hoàn toàn không có một chút do dự nào, cũng hoàn toàn không có chút e ngại nào, bước nhanh đến bên cạnh miếu thờ, đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần đang say ngủ. Bạch Tú Tài, sớm chết sớm đầu thai. Chúng ta giúp ngươi một chút. Trong mắt của Tôn Ngũ có hàng quan. Hắn lấy từ trong người ra một thanh đoạn kiếm, hung hăng đâm về phía trái tim của Bạch Tiểu Thuần. Ba người bọn họ thường ngày ở trong bang phái, từng trải qua những chuyện mà dân chúng bình thường không cảm giác được trong tay mỗi người đều có nhân mạng bọn chúng mặc dù không tính là nhân vật gì nhưng cũng là hạng người có thủ đoạn độc ác từ trước đến nay bọn họ chưa từng nghĩ sẽ giữ lại tính mạng cho bạch tiểu thuần loại người từ bên ngoài tới chết thì chết nếu như không chết mất tiền đi báo quan ba người bọn họ cũng sẽ có chút phiền phức lúc này bọn họ ra tay chính là muốn giết người đoạt của đoạn kiếm dưới ánh trăng tản ra mũi nhọn rét lạnh trong chớp mắt lại đâm tới ngực của Bạch Tiểu Thuần. Công Ngũ một tay cầm đoạn kiếm, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Thậm chí hắn đã nghĩ xong cảnh tượng tiếp theo. Tú tài này nhất định ở dưới sự đau đớn sẽ mở mắt ra. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tay kia giơ lên, tính sẽ bịt miệng Bạch Tiểu Thuần, không để cho Bạch Tiểu Thuần phát ra âm thanh nào. Loại chuyện như vậy, hắn không phải mới làm lần đầu tiên. Nhưng ngay khi đoạn kiếm va chạm vào ngực của Bạch Tiểu Thuần, trong chớp mắt, một lực phản chấn giống như đâm tới kim loại xuất hiện. Vì tôn ngũ hán sử dụng lực mạnh, giờ khắc này ở trong sự chấn động, nhất thời khiến cho hắn bị đau đớn kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đoạn kiếm ở trong tay hắn, chẳng biết tại sao rốt cuộc rắc một chút, liền vỡ nát. Tôn ngũ sửng sốt. Lúc này tay hắn cũng tê dại. Thậm chí ở dưới phản chấn này, lòng bàn tay cũng rách ra, nhỏ máu tươi. Tôn ngủ, nhanh lên. Làm gì vậy chứ? Phía xa, bốn phía xung quanh tối tăm, hai người kia nhìn không rõ, không kiên nhẫn khẽ hô lên một câu. Tôn ngủ hít một hơi thật sâu, nhìn thanh đoạn kiếm bị vỡ nát, lại nhìn bạch tiểu thuần đang ngủ mê mang cả người đầy mùi rượu. Hắn cảm thấy chắc là do đoạn kiếm của mình không tốt. Vì vậy hắn quay lại chỗ bạn đồng hành, lại tìm tới một cây đại đao, hung hăng chém một đao về phía cổ của bạch tiểu thuần. Một tiếng rắc rắc vang lên. Lực phản chấn còn mãnh liệt hơn so với trước, nhất thời khiến tôn ngủ kêu thảm một tiếng. Hai tay cũng muốn gãy. Thân thể hắn bị phản chấn này, trực tiếp đẩy ngã. Sau khi ngã trên mặt đất, một hồi lâu sau hắn vẫn không đứng lên được. Về phần cây đại đao kia, cũng trực tiếp vỡ vụn ra, rơi lả tả ở bốn phía xung quanh. Mà bạch tiểu thuần mê mang ở nơi nào, tiếng ngáy vẫn không ngừng vang lên. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không có chút phản ứng nào. Hình như bất luận là đoạn kiếm hay đại đao, cũng không có cảm giác bằng mũi cắn một chút. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến tôn ngủ cùng với hai hán tử lưu manh khác, đều đổ mồ hôi tráng, mắt trợn trừng, thân thể run rẩy. Bọn họ đều lộ ra bộ dạng giống như thấy quỷ. Hắn! Hắn! Sao có thể như vậy được? Gió lạnh không có gì khác với bình thường. Nhưng hôm nay thổi tới trên người của ba người, lại là khiến cho ba hán tử vô lại này lạnh run, toàn thân từ trên xuống dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi. Tiên nhân, người này nhất định là tiên nhân. Tôn Ngũ run rẩy, hắn cũng sắp khóc. Vừa nghĩ tới mình lại muốn đánh cướp một vị tiên nhân, trong đầu hắn hắn lại chấn động. Hắn chỉ cảm thấy mạng mình sẽ không giữ lại được bao lâu. Tiên nhân tính là cái gì? Mấy năm trước ta đã thấy một vị tiên nhân bị người loạn đao chém chết. Ở trong lúc Tôn Ngũ run rẩy, một hán tử lưu manh ở bên cạnh hắn có lẽ là có chút rối rắm, hoặc là khiếp sợ đến cực hạn lúc này hắn mắt đỏ rốt cuộc từ phía sau lấy ra một cái búa gầm nhẹ lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần hung hăng đập một búa ở trên trán bạch tiểu thuần nếu đã đắc tội tiên nhân dù thế nào cũng chết chỉ có thể liều mạng trong tiếng rít gào của hán tử lưu manh cây búa rơi xuống trong chớp mắt lại là một tiếng rắc toàn bộ phần gỗ của thanh búa trực tiếp bị ngăn lại phần búa đập ở trên trán bạch tiểu thuần giống như chém vào bàn thạch kiên cố không phá vỡ nổi theo thanh búa bị gãy, dưới lực phản chấn, cái búa này hóa thành hàng quang, trực tiếp bị cuốn đi, phục một cái, đập vào trên gương mặt của tên lưu manh này. Quá nhanh, thậm chí cũng không có máu tươi rơi ra. Tất cả vết thương đều bị búa này hoàn toàn ngăn chặn. Thân thể của hán tử vô lại run rẩy, lui ra phía sau vài bước. Hắn muốn nói gì đó. Nhưng không đợi tới khi hắn mở miệng, đã trực tiếp ngã xuống, khí tuyệt bỏ mình. Tôn ngủ cùng một hán tử vô lại khác, lúc này đã sợ tới mức hồn phi phách tán từ lâu, kêu lên thảm thiết, bò ra, hận không thể mọc ra thêm mấy chân, giống như phát điên, vội vàng trốn đi. Trong lòng của bọn họ từ lâu đã sợ hãi tới cực điểm. Thậm chí cũng không dám ở lại bên trong thị trấn, cướp vài con khoái mã, lại nhân lúc đêm tối, vội vàng chạy trốn. Bên ngoài miếu thờ, trong gió rét, thi thể bị búa đập vào, gọt mất gương mặt, sau một lúc lâu mới thấy có máu tươi chảy ra, rót vào trong bùn đất dưới thân, vẫn không nhúc nhích. Về phần Bạch Tiểu Thuần, lúc này hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn về phía rừng trúc phía xa một chút, lại nhìn sang thi thể bên cạnh, trong đôi mắt mở to vẫn lưu lại sự sợ hãi. Hắn thật sự không có tâm tình để ý tới mấy người phàm này. Đang ở trong cơn say, bị đánh thức, khiến cho hắn có chút phiền não. Hắn bò dậy lảo đảo đi tới, lấy bầu rượu bị dẫm vào trong bùn đất. Hắn lắc lắc bầu rượu. Bạch Tiểu Thuần dựa vào tường, ở trong đêm tối cũng không ngại bẩn trực tiếp uống một ngụm lớn. Chỉ có ở trong trạng thái say khước này, hắn mới có thể khiến cho mình không miên man suy nghĩ, không hiện lên những ký ức đã qua cùng thống khổ, cũng không lo lắng về tương lai mơ hồ. Uống lại uống. Bầu trời xa xăm chậm rãi càng thêm tối tăm. Dường như ánh bình minh sắp buông xuống, bầu trời đêm muốn hắt tất cả nước mực cuối cùng ra. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thoáng động. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nổi hắn chợt ngẩng đầu, nhìn chầm chầm vào rừng trúc phía trước, càng không thể tin được. Thậm chí thân thể hắn rốt cuộc không khống chế được, bắt đầu không ngừng run rẩy. Bàn tay cầm bầu rượu cũng đang run rẩy. Bầu rượu dường như sắp rơi khỏi trong tay hắn. Đúng lúc này, bên trong rừng trúc phía trước có một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra. Toàn thân của bóng người ấy mặc áo bào đen, giống như dung hợp cùng bóng tối. Còn có quỷ khí dày đặc, khuếch tán ra ở bốn phía xung quanh dường như miếu thờ cùng với bốn phía xung quanh đều rơi vào trong sâm la hắn nhìn bạch tiểu thuần từng bước một đi tới trước mặt bạch tiểu thuần hắn đứng ở nơi đó hồi lâu sau thở dài một tiếng tiếng thở dài này mang theo sự tang thương mang theo xúc động cuối cùng hóa thành giọng nói già dặn vang vọng ở bên tai của bạch tiểu thuần còn nữa không ta cũng muốn uống một chút cự quỷ lão ca Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc nhìn bóng người cao lớn lại mang theo sự già nua trước mắt, đôi mắt mơ hồ. Người đi tới này, chính là cự quỷ vương. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần tỉnh lại ở trên đại lục Vĩnh Hằng này, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người quen cũ còn sống. Cự quỷ vương rõ ràng so với ở thế giới thông thiên lúc lão quá nhiều, nhất là trên mặt, còn có một đạo dấu vết, hiển nhiên hắn ở thế giới thông thiên tan vỡ, bị truyền tống đến đại lục Vĩnh Hằng sau, này hơn nửa năm thời gian trong, cũng từng trải nguy hiểm đáng sợ. Lúc này trên người của hắn cũng mang theo sự mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, dựa vào bức tường đổ nát của ngôi miếu. Một tay hắn đoạt lấy bầu rượu từ chỗ Bạch Tiểu Thuần, đưa tới bên miệng hung hăng uống một ngụm. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Hắn chợt đứng dậy, thần thức còn tản ra, nhìn bốn phía. "Đừng. Tử mạch ở nơi nào, ta cũng không biết. Ở đây chỉ có ta." Tự Quỷ Vương không ngẩng đầu, tiếp tục uống rượu. Trong giọng nói của hắn mang theo sự ủ rũ, còn có hiu quạng. Bạch Tiểu Thuần giống như thoáng cái mất đi tất cả lực lượng, từ từ ngồi xuống. Nhưng hơi thở của hắn vẫn gấp gáp. Hắn cướp lại bầu rượu từ trong tay của cự quỷ vương trở về, đặt ở bên miệng, thì đã không còn rượu. Hắn dùng sức lắc lắc vài cái. Vẫn không có rượu. Bạch Tiểu Thuần hung hăng ném bầu rượu sang một bên. Cự quỷ vương không nói chuyện, nhìn Bạch Tiểu Thuần, trầm mặt không nói ngươi làm sao tìm được ta? Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần khàn khàn mở miệng hỏi. Ta tìm ngươi nửa năm. Cự quỷ vương lấy từ bên trong túi trữ vật ra một bầu rượu. Sau khi uống xong một ngụm lớn, hắn ném cho Bạch Tiểu Thuần, chậm rãi nói. Trước đây, thời điểm thế giới tan vỡ, Bạch Tiểu Thuần đánh với thông thiên đạo nhân một trận, thương thế quá nặng. Lúc bị truyền tống, hắn mất đi ý thức đã hôn mê. Nhưng cự quỷ vương ở khôi hoàng thành của mang hoang lại không có hôn mê hắn tận mắt nhìn thấy được bạch tiểu thuần giống như mình đều bị truyền tống đến bên trong tiên vực thứ ba của tà hoàng triều vì vậy hắn bắt đầu tìm kiếm giống như bạch tiểu thuần khi nhìn thấy được quá nhiều thi thể trong lòng cự quỷ vương cây đắng đến cực hạn nhưng hắn tin tưởng một điểm bạch tiểu thuần tuyệt đối sẽ không tử vong ở dưới sự tin tưởng chắc chắn này hắn tìm kiếm trong thời gian hơn nửa năm cuối cùng vào hôm nay hắn tìm được Bạch Tiểu Thuần với bộ dạng chán trường tinh thần sa sút. So với việc Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, trên thực tế tâm tình cự quỷ vương cũng không cao. Từng trải qua đại chiến mang hoang, thế giới tan vỡ, nữ nhi mất tích. Một loạt chuyện xảy ra, khiến cho hắn đường đường là thiên vương của khôi hoàng triều, hiện tại lại biến thành hai bàn tay trắng. Những thê thiếp trước đây của hắn ở cự quỷ thành, hiện tại cũng không biết đang ở phương nào. Tất cả những chuyện này, khiến cho người cường hãn giống như cự quỷ vương, trong lòng cũng gần như mờ mịt. Thần dân của mình, còn có những huy hoàng trước kia, hiện tại trong chớp mắt, theo thế giới thông thiên tan vỡ, giống như mây khói trôi qua, đều trở thành quá khứ. Ở trong đại lục vĩnh hằng xa lạ này, bày ra ở trước mặt hắn, là bắt đầu lại từ đầu. Đối với hắn đã đến tuổi nhất định, mỗi lần nghĩ đến chuyện bắt đầu lại từ đầu, trong lòng hắn khó tránh khỏi thầm thở dài cùng cay đắng. Cũng vào lúc này, hắn phát hiện ra sự kỳ diệu của đại lục vĩnh hằng rượu nơi này, không chỉ có thể say người phàm, còn có thể say tiên nhân. Ngươi thấy được sao? Bạch Tiểu Thuần cầm bầu rượu một lát, ngơ ngác mở miệng. Hắn cũng không nói là nhìn thấy cái gì, nhưng cự quỷ vương có thể nghe hiểu được. Ngươi là người đầu tiên còn sống mà ta gặp được. Nhưng Lão Phu tin tưởng, mặc dù trong lúc truyền tống, có không ít người tử vong, nhưng hiện tại người có thể giống như chúng ta, có thể nhìn thấy được tinh không, nhất định là không ít cự quỷ vương trầm mặt hồi lâu, trầm giọng nói. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lên bầu trời đêm, thật lâu không nói gì. Giờ này phút này, dưới bầu trời đêm, ở trên năm chỗ tiên vực của đại lục Vĩnh Hằng, tại các khu vực khác nhau, các châu khác nhau, các quận khác, trong thành thị khác nhau cùng với trong nơi hoang dã, đều có những người chảy huyết mạch của đại lục thông thiên, đang ngẩng đầu, nhìn tinh không xa lạ. Bọn họ đều không nhìn thấy được những vì sao dày đặc. Nếu có đầy đủ tu vi đi quét ngang toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng, nhất định có thể nhìn thấy được bên trong tinh không của đại lục này những vì sao lấm tấm đầy trời. Từng người tản ra ánh sáng không cam lòng trước số phận, đang không ngừng giải dụa. Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ, Thần Toán Tử, Hứa Bảo Tài, Chu Tử Mạch, Tống Quân Uyển, còn có thiết đảng. Năm đó, ở bên trong cuộc chiến tranh ở Mang Hoang, vì sự điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần, đã bỏ quên nó nhưng nó vẫn đứng ở phía xa nhìn bạch tiểu thuần cho đến thế giới tan vỡ cho đến khi bị truyền tống đến trên đại lục vĩnh hằng xa lạ này nó nhìn những người xa lạ này nó có chút khiếp sợ chỉ có điều mặc dù nó không cảm nhận được khí tức của bạch tiểu thuần nhưng lại cảm nhận được một sóng dao động quen thuộc mang theo sự xa lạ vì vậy nó tìm qua gặp được tống quân uyển mà sóng dao động khiến cho nó cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chính là ở bên trong bụng của tống quân uyển quen thuộc chính là huyết mạch. Xa lạ chính là khí tức. Thiết đảng không hiểu. Chỉ là nụ cười xinh đẹp của Tống Quân Nguyễn, khiến cho nó hiểu rõ, nó phải đi bảo vệ khí tức này, bảo vệ huyết mạch này. Nó tin tưởng, sớm hay muộn sẽ có một ngày, mình có thể ở bên trong thiên địa xa lạ này, lại nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc kia. Khi ngày hôm sau tới, thi thể ở bên ngoài miếu thờ, đã không thấy nữa. Kể cả hai hán tử lưu manh cướp ngựa, chạy trốn suốt đêm cũng vĩnh cửu biến mất ở bên trong thiên địa. Bạch Tiểu Thuần không muốn để ý tới chuyện này, nhưng cự quỷ vương không muốn buông tha bất kỳ một chi tiết nào. Cho dù đối phương chỉ là người phàm, theo lời hắn nói, vẫn phải phất tay, diệt đi tất cả những khả năng nguy hiểm có thể bại lộ. Mà bang phái ở trong huyện thành nhỏ, vì thiếu đi ba người, cũng bắt đầu kiểm tra, cuối cùng không có thu hoạch nào, lại không giải quyết được gì. Dần dần, Bạch Tiểu Thuần lại khôi phục cuộc sống trước kia. Chỉ có điều hôm nay, hắn không còn một mình đi mua rượu. Người trong tử phường của huyện thành nhỏ, cũng dần dần chú ý tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, có thêm một lão đầu. Lão nhân này thân hình cao lớn, bộ dạng có võ có lực. Mặc dù thoạt nhìn có chút tan thương, nhưng nhìn kỹ, lại có dáng vẻ đường đường. So với bộ dạng trắng trắng mềm mềm như Bạch Tiểu Thuần, loại đại hán khôi ngô này dường như hấp dẫn người khác hơn. Vết sẹo ở trên mặt lại tôn lên vẻ khí khái nam tử, khiến cho không ít tiểu tức phụ ở bên trong huyện thành, đều phải liếc mắt. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã qua hơn một tháng. Sau khi cự quỷ vương tìm được Bạch Tiểu Thuần, cũng không khuyên bảo Bạch Tiểu Thuần không nên sa sút mà cùng hắn, mỗi ngày uống rượu, sống mơ mơ màng màng. Lời hai người nói với nhau cũng nhiều hơn. Cự quỷ vương nói mình đã từng huy hoàng, khoe khoang mình đã từng lợi hại, thậm chí nói mình ở cự quỷ thành, có không ít tiểu thư khuê cát, đều hận không thể bò lên trên giường mình. Bạch Tiểu Thuần nghe có chút chán ngấy, thường xuyên cũng muốn chọc vài câu. Phu nhân tộc trưởng gia tộc gì đó, là ai ám chỉ cho ta, hại ta gánh tiếng oan. Chuyện của ngươi, có người nào ở mang hoang không biết. Bạch Tiểu Thuần lười biến nói. Lời hắn nói mặc dù không nhiều bằng cự quỷ vương, nhưng mỗi lần châm chọc qua, cũng làm cho cự quỷ vương mất một lát nói không nên lời. Đến cuối cùng, cự quỷ vương thẹn quá thành giận, đơn giản bày ra thân phận của mình. Bạch Tiểu Thuần, Lão tử là nhạc phụ của ngươi." Cự Quỷ Vương trừng mắt, đoạt lấy bầu rượu trong tay Bạch Tiểu Thuần, căm tức nói: "Đừng tưởng rằng những chuyện giữa ngươi và Tử Mạch, lão phu không biết. Năm đó nếu không phải lão phu âm thầm tác hợp, chuyện của các ngươi có thể thành được sao?" Cự Quỷ Vương uống xong một ngụm rượu lớn, hừ lạnh một tiếng. Nhắc tới Chu Tử Mạch, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự phiền muộn, trầm mặt. Cự Quỷ Vương vừa nhìn, trong lòng cũng có chút hối hận mình không nên nói tới chuyện này. Sau một tiếng thở dài, hắn bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi, tiểu thuần, ngươi có biết nguyên nhân vì sao mỗi đời khôi hoàng triều, con cháu đều rất hiếm hoi hay không? Bạch tiểu thuần sửng sốt, nhìn về phía cự quỷ vương. Chuyện này người ngoài không biết. Lão phu thân là thiên vương, mới biết được chuyện này. Hãy là tu sĩ tu luyện bất tử trường sinh công, vì nguyên dương nồng đậm vượt quá mức độ của tu sĩ bình thường rất nhiều. Cho nên phàm phụ không có cách nào thụ thai. Cho dù là nữ tu, bình thường cũng cần hơn 10 năm thậm chí cần thời gian lâu hơn để mang thai. Mới có thể khiến cho nguyên dương trong cơ thể thành thai. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc. Hắn vẫn lần đầu nghe nói về chuyện này, cũng không có quá mức lưu ý, hắn đưa bầu rượu ra, uống xong, cự quỷ vương liền vội vàng nói tới những chuyện khác. Dần dần, cuối cùng dẫn dắt được phiền muộn trước đó rời đi. Lúc này trong lòng Cự Quỷ Vương mới thầm than khẽ. Nhìn Bạch Tiểu Thuần tinh thần sa sút, sâu trong mắt Cự Quỷ Vương cũng có một tia lo lắng. Nhưng hắn hiểu rõ, Bạch Tiểu Thuần bị công kích quá lớn, còn hơn bản thân rất nhiều. Tuổi tác của hắn so với những lão gia hỏa như mình vẫn quá trẻ. Điều hắn muốn làm, không phải dùng liệt hỏa đi thiêu đốt, mà là dùng lửa nhỏ từng bước một, giúp đỡ Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đi tới. Một tháng này Hắn đã nhìn ra rõ ràng tâm tính của Bạch Tiểu Thuần đã không phải còn trầm lặng giống như lúc mới gặp. Hắn đã nói nhiều hơn, dáng vẻ tươi cười cũng có thể xuất hiện vài lần. Thời gian trôi qua, lại qua nửa tháng. Mọi người trong tử phường của huyện thành nhỏ đã quen với lão đầu đi cạnh với Bạch Tiểu Thuần. Nhất là lão đầu này không ít lời giống như Bạch Tiểu Thuần. Hắn rất thích nói chuyện cùng với người khác. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã rất quen thuộc với mọi người nhất là đối thoại giữa hai người, lão nhân kia nhiều lần tự xưng là nhạc phụ của Bạch Tú Tài, vì vậy trong đầu phần lớn mọi người trong tử phường của huyện thành nhỏ, lai lịch của Bạch Tiểu Thuần gần như được phát họa hoàn chỉnh ra. Bạch Tú Tài này quả nhiên là chết lão bà. Nhạc phụ của hắn chết nữ nhi. Hắn là chết lão bà, thảo nào trước tinh thần sa sút. Hai người này cũng coi như sống nương tựa lẫn nhau. Hiện tại thế đạo này, thật sự quá loạn. Mọi người bên trong tử phường bàn luận đồng thời thổn thức. Trong nửa tháng này, hai người đấu võ mồm, càng lúc càng nhiều. Lúc này, trong hoàng hôn, ở bên trong miếu thờ. Cự quỷ vương nằm nghiêng ở nơi đó, trực tiếp ném bầu rượu rỗng không cho bạch tiểu thuần đang đờ ra nhìn ánh chiều tà trên không trung, lười biến phân phó. Tiểu thuần, bầu trời chỉ có một nửa khuôn mặt dữ tợn, không phải hoa nhi, rượu cũng hết rồi. Đi, mua một bầu rượu khác tới đây. Bạch tiểu thuần nhíu mày. Sau khi bị cự quỷ vương cắt gãy quá trình mình đờ ra, hắn nhìn bầu rượu, ném trở lại. Tự mình đi. Bạch Tiểu Thuần. Năm đó ngươi vỗ đầu ta, thậm chí cả bắt cốc ta, ta còn không tính toán với ngươi. Bảo ngươi đi mua một bầu rượu, ngươi còn đẩy tam chối tứ. Ngươi đừng quên, ta lại là nhạc phụ của ngươi. Cự quỷ vương vừa nghe được giọng điệu này của Bạch Tiểu Thuần, nhất thời ngồi dậy. Hắn trừng mắt, tức giận quát một tiếng. Ta còn là khôi tổ nghe cự quỷ vương tự xưng nhạc phụ hơn một tháng, lỗ tai bạch tiểu thuần cũng sắp sinh kén. Lúc này hắn liếc mắt nhìn cự quỷ vương, bại hoại nói. Những lời này của bạch tiểu thuần, nhất thời lại khiến cự quỷ vương nghẹn lại. Hắn thở hổn hển, một hồi lâu nói không nên lời. Trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đang cân nhắc xem mình nên phản kích như thế nào. Bỗng nhiên, thần sắc bạch tiểu thuần thoáng động. Sau đó cự quỷ vương cũng ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài miếu thờ không bao lâu ở bên ngoài miếu thờ này có âm thanh của phụ nhân truyền vào chu viên ngoại bạch tú tài lão thân có chuyện mừng muốn nói cho các ngươi biết không biết tại sao giọng điệu của phụ nhân này hình như cũng mang thư sự vui sướng theo lời nói truyền đến một phụ nhân mặc trang phục rất có không khí vui mừng cùng mấy thị nữ đi ở bên cạnh bước nhanh tới bên trong miếu thờ đây không phải là tôn phu nhân sao mời vào cự quỷ vương vừa nhìn thấy phụ nhân kia Mắt lại nhất thời sáng lên. Hắn không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, đứng dậy đón chào. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Từ sau khi Cự Quỷ Vương tới, gia hỏa này cùng không ít người trong huyện thành nhỏ này rất nhanh đã trở nên vô cùng quen thuộc. Giống như phụ nhân này, Bạch Tiểu Thuần ở huyện thành nhỏ này hơn nửa năm cũng không biết đối phương họ gì. Nhưng Cự Quỷ Vương lại biết được rõ ràng. Lúc này hắn nhìn Cự Quỷ Vương ở bên cạnh phụ nhân kia, hai người ngươi một lời ta một lời thỉnh thoảng trong mắt còn có chút ý đưa tình bạch tiểu thuần cũng chịu phục cự quỷ vương đường đường là bán thần thiên vương có thể cùng phàm tục hòa mình chuyện này không khó khả năng quen thuộc đến trình độ liếc mắt đưa tình loại bản lĩnh này khiến cho bạch tiểu thuần không có lời nào để nói ma quỷ công phụ nhân để cự quỷ vương một cái trong mắt mang theo mị hoặc giận dỗi nói một câu sau đó thần sắc nàng vội vàng lộ ra vẻ nghiêm túc chu viên ngoại nói chuyện chính đi trương quả phụ cửa hàng tạp hóa ở thành đông tuy rằng phu gia chết sớm nhưng nàng bình thường rất tuân thủ nữ tắc nghiêm ngặt nhất là tướng mạo ở trong thành là số một số hai tài sản của nàng cũng vô cùng phong phú đây cũng là chu viên ngoại ngươi có phúc khí người ta nhìn trúng ngươi nhờ ta tới hỏi một chút xem ngươi có nguyện ý ở rễ hay không chỉ cần ngươi đồng ý trương quả phụ này nguyện ý lấy một phần ba cổ phần của tiệm tạp hóa làm đồ cưới cho ngươi nghe lời tôn phu nhân nói cự quỷ vương thoáng sửng sốt hắn thật sự không nghĩ tới mình ở này huyện thành nhỏ lại còn có thể gặp phải loại chuyện như vậy nghĩ đến mình đường đường là bán thần cuối cùng lại bị mời ở rễ cự quỷ vương cũng có chút xấu hổ nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha thật sự cự quỷ vương này mặc dù lớn tuổi nhưng thân hình khôi ngô cao lớn. Còn nữa trong vẻ tuấn lãng còn có tan thương. Đối với phụ nhân đã có tuổi mà nói, là hấp dẫn cực lớn, giống như ông mật nhìn thấy đóa hoa nở rộ. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút há hốc mồm, nhìn tôn phu nhân một chút, lại nhìn cự quỷ vương một chút. Cho dù hắn lại tinh thần sa sút chán chường nữa, lúc này cũng không nhịn được vỗ bắp đùi, cười ha hả. Chúc mừng nhạc phụ. Tiếng cười này vang lên. Bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không phát hiện, giống như ở trong tiếng cười này, phiền muộn cùng mờ mịt tích lũy trong lòng tản đi hơn phân nửa nhiều. Thật sự từ sau khi cự quỷ vương xuất hiện, hai người lần lượt đấu võ mồm, giống như từng vết nứt xuất hiện ở trong trái tim đóng kín của Bạch Tiểu Thuần. Giờ phút này vết nứt kia đã tích lũy đến trình độ nhất định, ở trong tiếng cười kia, vỡ nát. Cự quỷ vương nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, nhất thời phiền muộn. Nhưng lúc Bạch Tiểu Thuần đang vỗ chân cười to, công phu nhân này cười hít mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần sau khi nàng kêu lên một tiếng mang theo giọng điệu đầy vẻ vui mừng truyền vào trong tay bạch tiểu thuần bạch tú tài xem ra là tán thành chuyện này ngươi nhìn ta này ta cũng quên mất chuyện vui của bạch tú tài ngươi trương quả phụ này nói nếu như chu viên ngoại đồng ý nữ nhi nhà nàng chính là tiểu trương quả phụ phu quân cũng chết hơn một tháng trước cũng là một mỹ nhân ngươi cũng có thể qua ở rễ hai nhà các ngươi ở cùng nhau nhà nàng nguyện ý đưa ra năm phần cổ phần danh nghĩa. Số mạng của tiểu trương quả phụ này thật khổ. Phu quân trước đó của nàng là một hán tử vô lại, làm sao có thể hiểu tri thức lễ nghĩ giống như bạch tú tài. Cũng may hán tử vô lại đó gặp báo ứng, nghe nói là bị giả thú ăn. Tôn phu nhân cười nói. Tiếng cười của bạch tiểu thuần thoáng cái ngừng lại. Ở bên kia, cự quỷ vương nghe xong, tất tiếng cười to. Mùa thu đã đi. Đầu mùa đông gió lạnh, mặc dù không bằng lạnh như băng của mùa đông nhưng mùa này cũng đặc biệt khiến người ta cảm thấy thân thể từ trong tới ngoài đều lạnh giá nhất là gió thổi vào mặt giống như từng lưỡi dao cắt qua mặc dù trên mặt đất còn có thể nhìn thấy được lá vàng nhưng phần lớn đều dễ vỡ có vài cái vừa đụng sẽ hóa thành một phấn phân tán ra bốn phía chỉ có thỉnh thoảng một vài lá còn có thể tiếp tục bay trong gió giống như cho dù cảm nhận được mùa đông tới cũng vẫn không cam lòng từ nay về sau ở lại bên trong huyện thành nhỏ này, mà muốn đi xa thật xa. Có thể ở trong mùa này, từ trong nhà huyện thành nhỏ ấm áp, đi tới trong ngôi miếu đổ nát không ngăn cản được mưa gió này, đi khuyên bảo hai cha con người này, có thể thấy được một khi tôn phu nhân này thành công, trương quả phụ này nhất định sẽ cho nàng lợi ích rất dày. Điều này cũng làm cho tôn phu nhân đặc biệt ra sức, lại dặn dò bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương vài câu. Lời trong lời ngoài, đều nói cơ hội này đối với hai người, có thể nói là ngàn năm một thuở, bảo hai người nhất định không nên bỏ qua. Bất luận là miêu tả đối với tướng mạo của quả phụ lớn nhỏ, hay là phương diện làm ăn thịnh vượng của tiệm tạp hóa này, chung quy, đều là bộ dạng, nếu hai người không đồng ý, sẽ bị thua thiệt nhiều. Cự quỷ vương dở khóc dở cười. Cho dù hắn là tu sĩ bán thần, cũng không có đạo lý đi nào nói ra lời lẽ ác độc. Lúc này hắn chỉ có thể khuyên tôn phu nhân nhanh chóng rời đi trong miệng hắn liên tục nói sẽ cân nhắc chuyện này sau lúc này tôn phu nhân mới rời đi mắt thấy tôn phu nhân đi cự quỷ vương quay đầu nhìn về phía bạch tiểu thuần cự quỷ vương xúc động thở dài thấy được chưa thật sự là bản vương có mị lực quá lớn trước đó lúc ở cự quỷ thành chính là như vậy lão phu cũng không dám bước ra ngoài cánh cửa mỗi lần ra cửa đều sẽ làm cho các đại cô nương tiểu tức phụ tâm đập nhộn nhạo một phen cự quỷ vương rất bất đắc dĩ nhưng trên thần sắc lại khó nén được sự đắc ý lộ ra sự sung sướng trong lòng không nghĩ tới ở bên trong huyện thành nhỏ này lão phu không có lộ ra thân phận tu sĩ còn là như vậy đây là sai lầm của lão phu cự quỷ vương thở dài một tiếng mắt thấy cự quỷ vương ở chỗ này thở dài thở ngắn say sưa bạch tiểu thuần nhìn có chút không vừa mắt nhất là vừa rồi ở chỗ tôn phu nhân đó hắn nghe được rõ ràng là trương quả phụ vì để cho cự quỷ vương này đồng ý, xem mình trở thành vật phẩm kèm theo. Nếu không, làm sao có thể lập tức cả nữ nhi phu quân mới chết có hơn một tháng cho mình. Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt người phàm, thậm chí ngay cả lão đầu này cũng không bằng sao. Bạch Tiểu Thuần có chút không phục. Hắn liếc mắt nhìn cự quỷ vương dương dương đắc ý, hừ lạnh một tiếng. Chúc mừng nhạc phụ, lại có thể ở trong huyện thành nhỏ này, cũng có thể từ nay về sau cây già nảy mầm, khai chi tán dịp loại chuyện tốt này, ngàn vạn lần không nên cự tuyệt. Hơn nữa loại chuyện lớn như vậy, làm sao có thể không có rượu. Nhạc phụ ngươi nhanh đi mua một bầu rượu về đây. Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói với giọng điệu khó nghe. Nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói, cự quỷ vương theo thói quen lại trợn mắt. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, nhưng lại chợt xoa xoa cầm. Dường như suy nghĩ tới điều gì đó, hắn nói thầm mấy câu. Lại nói tiếp, lão phu đối với trương quả phụ này vẫn còn có chút ấn tượng, có một lần đi mua rượu, hình như có gặp qua. Sau khi nhìn thấy lão phu, nàng vẫn đỏ mặt. dáng vẻ nhỏ nhắn cũng thật tốt, hoặc nhìn dịu dàng thước tha. Thân thể này, phần mông này, vẫn rất mê người. Cự quỷ vương càng nói mắt càng sáng lên, nhất là lúc này trong đầu hắn cũng hiện ra dáng vẻ của trương quả phụ sau, hắn nhất thời động lòng. Không được. Ta muốn đi tới tiệm tạp hóa xem thử. Người ta có ý tốt, lão phu suốt đời hành sự quan minh lỗi lạc, cũng không thể phụ ý tốt của nữ tử này. Thời điểm cự quỷ vương ở mang hoang, cũng có chút háo sắc. Nhất là đối với phụ nhân bộ dạng thức tha, càng có tình ý, nếu không năm đó cũng sẽ không ám chỉ bạch tiểu thuần đi đưa phụ nhân của gia tộc luyện linh A tới. Hiện tại ở đại lục Vĩnh Hằng này, hắn tuy rằng sa súc, nhưng bản tính vẫn là khó sửa đổi. Lúc này trong lòng nóng như lửa, hắn cũng không quan tâm tới sự dễu cực của Bạch Tiểu Thuần, hăng hái bừng bừng muốn đi ra khỏi miếu thờ, thậm chí còn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần hô một tiếng. Tiểu Thuần, ngày hôm nay ngươi tự mình uống đi. Buổi tối lão phu sẽ không trở lại. Bạch Tiểu Thuần nhất thời há hốc mồm. Tuy rằng hắn biết cự quỷ vương háo sắc, nhưng lại không nghĩ tới, gia hỏa này háo sắc đến trình độ ngay cả nữ tử phàm tục cũng không buông tha. Phải biết rằng cự quỷ vương lại là cường giả bán thần. Nữ tử phàm tục, làm sao có thể? mắt thấy bộ dáng gấp gáp như khỉ của cự quỷ vương bạch tiểu thuần nở nụ cười khổ lúc hắn đang muốn mở miệng bỗng nhiên sắc mặt hắn chợt biến đổi hắn đột ngột ngẩng đầu lên trong một chớp mắt này trong mắt hắn lại lộ ra sự sắc bén mà mấy ngày qua chưa bao giờ xuất hiện qua ở trên người hắn chẳng những là bạch tiểu thuần như vậy cự quỷ vương đang chuẩn bị đi ra cửa bước chân cũng đột nhiên dừng lại lúc hắn ngẩng đầu lên nhiệt tình nóng bỏng trong mắt của hắn trong nháy mắt đã biến mất thay vào đó lại là ánh mắt lạnh lẽo không kém gì bạch tiểu thuần. Hắn cũng nhìn ra phía bên ngoài. Cơn gió đầu mùa đông gió lúc này thổi vào bên trong miếu thờ, hình như cũng vẫn không có cách nào lạnh giá hơn ánh mắt của hai người, càng không dám dừng lại ở nơi này, tiêu tan ở bốn phía xung quanh góc phòng. Rất nhanh, phía xa lại truyền đến tiếng rít phá không. Từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy có ba giải cầu vòng, bằng tốc độ kinh người, đang từ phía xa lao thẳng đến chỗ huyện thành nhỏ này. Bên trong ba giải cầu vồng Thình linh là ba vị, tu sĩ Đại Lục Vĩnh Hằng Tu Vi Thiên Nhân. Ba người này có hai vị khi đi ngang qua huyện thành nhỏ này cũng không dừng lại, vẫn vội vàng bay nhanh. Chỉ có một vị dừng lại ở giữa không trung của huyện thành nhỏ. Đó là một nam tử trung niên, thần sắc không giận tự uy. Toàn thân hắn có khí tức thiên nhân tản ra, giống như hóa thành thiên lôi, ầm 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 bạo phát ra ở bên trong huyện thành nhỏ này. Giờ phút này, tất cả người phàm trong huyện thành nhỏ đều hít thở khẩn trương, lạnh rung lên bọn họ bất luận là ở đầu đường hay ở trong nhà đều vội vàng quỳ lạy về phía bầu trời đối với phàm nhân của đại lục vĩnh hằng mà nói tiên nhân không phải là lời đồn đại mặc dù không phải mỗi ngày đều có thể thấy nhưng thỉnh thoảng cũng đều có thể tận mắt nhìn thấy nhất là ở bên trong huyện thành nhỏ này lại có phủ đệ tiên nhân nhưng ở dưới sóng dao động của thiên nhân bọn họ giống như ở trong gió bão trong đầu không ngừng chấn động cùng lúc đó ở trung tâm huyện thành nhỏ này trên một chỗ tháp cao lập tức có bốn bóng người, mang theo hơi thở hỗn hển cùng nhịp tim đập tăng nhanh, đồng thời bay ra. Ở giữa không trung, bọn họ nhìn về phía vị thiên nhân trên bầu trời kia, lập tức quỳ lạy. Người dẫn đầu trong bốn bóng người kia là một lão nhân, chính là tu sĩ kết đang lúc trước mang theo đồ nhi, xuất hiện ở bên trong miếu thờ. Ba người phía sau hắn, ngoại trừ đồng tử ra, còn lại hai người đều là thanh niên, tu vi trúc cơ. Lúc này tráng bọn họ lấm tấm mồ hôi lạnh quỳ lạy ở nơi đó, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bái kiến thượng tiên. Lão nhân kết đang cao giọng mở miệng, cung kính vô cùng. Tu sĩ thiên nhân trên bầu trời, ánh mắt sắc bén đảo qua, ở trên người lão nhân này. Hắn chấp tay sau lưng, thản nhiên mở miệng, âm thanh giống như thiên lôi, vang vọng tám phương. Phụng lệnh của đại tôn bán thần Trần Nguyên Tử của Túng Sơn Châu, thông cáo toàn cảnh Túng Sơn Châu, cần phải tăng cường lùng bắt đối với người của thế giới thông thiên quyết không thể buông tha bất kỳ người nào, cho dù là thi thể cũng phải thu thập lại, nộp lên trên châu phủ. Đối với những người có hành vi tương trợ cùng với che giấu người của thế giới thông thiên, trừng phạt nghiêm khắc không tha, diệt huyết mạch toàn tộc của hắn. Đối với những kẻ vì sơ suất, do đó khiến để cho người của thế giới thông thiên tu luyện ở bên trong phạm vi mình quản lý, một khi điều tra rõ ràng, hủy bỏ tu vi. Tuyệt đối không dễ dàng tha thứ các ngươi cũng không nên hiểu luật mà còn phạm luật vì bản thân lưu lại nguồn gốc tai họa ngập trời đồng thời đối với tu sĩ thế giới thông thiên đã ngoài trúc cơ càng phải không tiếc bất cứ giá nào toàn lực vây bắt chuyện này là ý chỉ của tà hoàng hơn nữa còn lấy ra rất nhiều ban thưởng các ngươi không thể lơ là nhiệm vụ một một câu mỗi một chữ lộ ra sự lạnh lùng tàn khốc truyền khắp huyện thành nhỏ đồng thời cũng để cho tất cả mọi người nơi đây đều run rẩy lão nhân kết đan này cũng giống như vậy. Ở dưới uy áp này, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi, lớn tiếng bảo đảm. Thuộc hạ nhất định ẻ tuân thủ nghiêm ngặt lệnh của Đại Tôn. Nếu có người của thế giới thông thiên xuất hiện ở bên trong khu vực trực thuộc, ti chức nhất định sẽ vì tà hoàng, vì Đại Tôn, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Tu sĩ thiên nhân ở giữa không trung, chậm rãi gật đầu. Sau khi thần thức đảo qua phía dưới, không nhìn ra có cái gì khác thường, hắn xoay người thoáng một cái, lập tức đi xa. Hắn còn phải đi tới thành khác, tuyên đọc ý chỉ. Vốn chuyện này có thể truyền âm là được. Nhưng vì biểu hiện sự coi trọng, cho dù bản thân hắn là thiên nhân, cũng khó tránh khỏi phải cùng mấy đồng đạo, kiểm tra toàn cảnh túng Sơn Châu. Sau khi người này rời đi, bên trong huyện thành hồi lâu cũng không có khôi phục lại. Không người nào dám lớn tiếng thở dốc. Lão nhân kết đăng này còn lập tức hạ lệnh, phát động thế lực ban phái trong huyện thành, bắt đầu một vòng lục soát bên trong miếu thờ ánh mắt bạch tiểu thuần lạnh như băng cự quỷ vương giống như vậy trên người hắn có mùi máu tươi của người thế giới thông thiên bạch tiểu thuần chậm rãi mở miệng cự quỷ vương hừ lạnh một tiếng thân thể thoáng một cái bay ra đều do những kẻ hỗn tạp từ thế giới thông thiên đó bên trong túng sơn châu ở trên bầu trời xa xăm của huyện thành nhỏ lúc này tu sĩ thiên nhân vừa nảy tràn ngập khí lực áp bách sung mãn đang bay về phía xa nhanh như tên bắn tu sĩ này tuy là trung niên nhưng trong mắt vẫn tràn sự ngập ngạo mạng thật ra làm cường giả thiên nhân trẻ tuổi nhất bên trong toàn bộ túng sơn châu hắn có đầy đủ lòng tin mình ở dưới khởi điểm như vậy con đường có thể đi nhất định xa hơn so với những người khác tuy nói là cảnh giới bán thần có lẽ có ít có khả năng nhưng dựa vào thời gian tích lũy ở trong những năm tháng cuối trở thành thiên nhân đại viên mãn chuyện này hắn có nắm chắc rất lớn người của thế giới thông thiên nếu bị truyền tống đến tà hoàng triều ta, thành thật bị nô dịch không phải là tốt sao? Cần gì dãy dụa phản kháng? Hơn nữa dù có chống cự thế nào đi nữa, cũng có ích lợi gì? Tu sĩ trung niên này cười lạnh. Nghĩ tới những tu sĩ thế giới thông thiên bị tìm thấy được ở toàn bộ Túng Sơn Châu trong hơn nửa năm qua, trong mắt hắn lại hiện lên sự kinh miệt hiện. Nghe nói chỗ của bọn họ, ngay cả truyền thừa của Khôi hoàng triều cũng gần như bị chặt đứt. Xuất hiện một thiên tôn gì đó không đạt được đại thừa cũng dám xưng là thiên tôn còn có một khôi tổ tu sĩ trung niên lắc đầu trong lòng càng thêm xem thường chỉ có điều lại nói tiếp huyết mạch cùng với luyện linh của thế giới thông thiên này thật ra cũng đủ kinh diễm nghĩ tới đây trong mắt tu sĩ trung niên cũng đều có chút nóng bỏng nhất là nghĩ tới phần thưởng do tà hoàng tuyên bố tốc độ hắn lao về phía trước lại nhanh hơn tốt nhất là có thể bắt được một thiên nhân của thế giới thông thiên trong lòng tu sĩ trung niên đang có phần chờ mong, bỗng nhiên, thiên địa xung quanh hắn chợt vạn vẹo. Tốc độ vạn vẹo này quá nhanh. Cho nên hắn chỉ vừa sửng sốt, thậm chí còn không kịp phản ứng, từ bên trong hư vô phía trước hắn lại đột nhiên có một tay đưa ra, trực tiếp nắm lấy cổ hắn. Ngươi! Tu sĩ trung niên chợt trợn trừng mắt. Trong một tích tắc này, trong lòng hắn rơi vào chấn động khủng hoảng cực độ. Hắn muốn dãy dụ phản kháng nhưng bàn tay to trên cổ chỉ là bóp một cái, nhất thời một tu vi khiến cho hắn hoảng sợ, trực tiếp lại đánh vào trong cơ thể hắn, bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt tất cả sức phản kháng. Bán thần Trong lòng tu sĩ trung niên này thầm hét lên. Trong lúc sợ hãi run rẩy, hắn không kịp phát ra bất kỳ tin tức nào, đã bị lực tu vi hung bạo giống như gió bão đánh vào trong cơ thể, trực tiếp trấn áp ý thức của hắn. Cả người nhất thời hôn mê. Hắn bị bàn tay to kia túng lây, kéo vào trong hư vô biến mất từ khi bàn tay to kia xuất hiện cho đến khi biến mất tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt nhanh vô cùng hoàn toàn không có chút sóng dao động nào khuếch tán giống như chưa từng phát sinh qua huyện thành nhỏ bên trong miếu thờ sắc mặt bạch tiểu thuần khó coi ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn cự quỷ vương lúc này bước vào miếu thờ sắc mặt cũng âm lạnh ở trong tay cự quỷ vương giống như đang cầm theo một con gà nhỏ vậy hắn mang theo chính là tu sĩ thiên nhân trước đó không ai bị nổi. Sau khi đến gần Bạch Tiểu Thuần, cự quỷ vương khoát tay. Tu sĩ thiên nhân này đã bị ném tới trên mặt đất. Sau khi phát ra một tiếng động, thân thể hắn chấn động, chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn rõ ràng bốn phía xung quanh, thấy được cự quỷ vương cùng Bạch Tiểu Thuần, tu sĩ thiên nhân này hít thở vô cùng dồn dập. Các ngươi là ai? Tu sĩ trung niên lập tức lạc giọng mở miệng lúc này tâm thần hắn nổi lên sóng lớn ngập trời hắn lập tức lại cảm nhận được tu vi của mình đã bị hoàn toàn phong kín lúc này giống như hóa thành người phàm mà khi hắn nhìn tới lão nhân bắt mình tới đây sóng dao động bán thần mặc dù hạn chế ở bên trong trình độ nhất định nhưng uy áp khủng khiếp này khiến cho hắn lập tức lại hiểu rõ lão già kia tuyệt đối không phải là bán thần bình thường thậm chí loại uy áp này ở trong cảm nhận của hắn còn muốn khủng khiếp kinh người hơn so với đại tôn Trần Nguyên Tử, bán thần của Túng Sơn Châu. Mà khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mặt không thay đổi. Từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra ý vô hình, giống như xuyên qua thân thể hắn, ở bên trong thế giới của hắn trực tiếp hóa thành trời long đất lở nổ lớn. Loại khí tức này tích tụ không phát này, loại cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới, giống như khiến cho thiên địa này đều phải chấn động này, Loại thần thức đáng sợ hình như chỉ cần một ánh mắt, liền có thể phá hủy mình từ trong tới ngoài. Điều này khiến cho trong đầu tu sĩ trung niên nổ lớn, vượt quá gấp 10 lần so với trước kia. Tiếng nổ điên cuồng vang lên, khiến cho toàn thân hắn run rẩy, căn bản không thể nào khống chế được. Loại hoảng sợ này, loại chấn động này, vượt xa so với lúc hắn nhìn về phía Cự Quỷ Vương. Thiên. Thiên. Tôn. Lời nói của tu sĩ trung niên cũng thay đổi âm điệu. Bạch Tiểu Thuần cho hắn cảm giác tương tự với cảm giác vào nhiều năm trước, khi hắn theo đại tôn bán thần đi bái kiến thiên tôn tiên vực thứ ba. Hình như ngồi ở phía trước mình, không phải là tu sĩ, mà là một vị thần chỉ chân chính. Lúc này, hắn đã không cần đi hỏi thân phận của hai người trước mặt này. Thân phận của bọn họ, ở trong đầu của hắn, đã được miêu tả sinh động. Ngươi là Khôi Tổ Bạch Tiểu Thuần Giọng điệu của tu sĩ trung niên run rẩy, nhất thời lại bỏ qua tất cả tâm tư đối đầu hít một hơi chua chát nói trong mắt bạch tiểu thuần lóe lên tại sao người này biết được tên của mình điều này nói rõ rất nhiều vấn đề sát ý trong lòng của hắn cũng theo đó dâng lên mãnh liệt lai lịch của ngươi cự quỷ vương ở một bên cũng nheo mắt lại hờ hững mở miệng sau khi biết thân phận của bạch tiểu thuần đối với lão nhân đã bắt mình tới đây nam tử trung niên cũng có rất nhiều suy đoán Đáng tiếc hắn không có cách nào liên hệ với tu sĩ bán thần mình nghe được từ thế giới thông thiên. Chỉ có điều hắn đã hiểu rõ, ngày hôm nay mình là cử tử nhất sinh. Cho dù không dễ dàng mở miệng, đối phương cũng có biện pháp khiến cho mình nói chuyện. Bởi vậy hắn đơn giản không giấu giếm, vui vẻ nói ra. Vãn bối là lý hải dưới quyền của thiên tôn đại tôn túng Sơn Châu, châu thứ 17 tiên vực thứ ba của tà Hoàng Triều. Lý hải nhỏ giọng mở miệng. Mắt thấy bạch tiểu thuần ở nơi đó nhíu mày trong lòng Lý Hải thầm run rẩy, vội vàng bổ sung. Tà Hoàng Triều tổng cộng có 6 vị thiên tôn, thay phiên nhau trấn thủ tiên vực thứ hai cùng với tiên vực thứ ba. Hiện tại trấn thủ tiên vực thứ ba này, chính là quỷ mẫu thiên tôn. Quỷ mẫu? Không phải là quản mục thiên tôn sao? Bạch Tiểu Thuần nheo cặp mắt lại. Cự quỷ vương đứng ở nơi đó, tim cũng nhảy lên. Cái tên quỷ mẫu này, đối với bọn họ mà nói, đều không xa lạ gì. Nhất là công tôn Nguyễn Nhi ban đầu ở mang hoang hình thành tai họa lớn, cùng với người canh giữ lăng mộ ra tay một trận đánh. Đối với cự quỷ vương mà nói, đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Dù sao thần thông đạo Pháp của quỷ mẫu, cùng thuật tu luyện của hắn dường như đồng nguyên. Điều này khiến cho hơi thở của cự quỷ vương thoáng chút trở nên dồn dập. Thời gian nửa năm trước, hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần ở bên trong tiên vực thứ ba này, nhìn như chán chường, nhưng chuyện nên biết, bọn họ đều biết được giống như thiên tôn tiên vực thứ ba này bọn họ biết không phải là quỷ mẫu mà là một vị thiên tôn đạo hiệu quản một trấn thủ nhưng hôm nay từ trong miệng của lý hải này bọn họ lại nghe được đáp án khác tự quỷ vương nhướng mày một bước tiến lên ở dưới sự run rẩy cùng cầu xin tha thứ của lý hải một tay đặt ở trên thiên linh của lý hải tu vi ầm ầm tản ra hiển nhiên hắn đã không kiên nhẫn muốn đích thân soát hồn để xác định tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng lý hải truyền ra, nhưng lại không truyền ra được miếu thờ này. Thân thể hắn run rẩy, thất khiếu chảy máu, bị thống khổ khi soát hồn, khiến cho hắn hận không thể tự bạo mà chết. Nhưng hắn lại không có cách nào làm được. Giống như tu sĩ thế giới thông thiên trước đó đã từng bị hắn soát hồn, giờ khắc này ở dưới sự đau đớn mãnh liệt không có cách nào hình dung, thần thức của hắn dần dần tan vỡ. Có tin tức của hầu tiểu muội, Trương đại bàng hoặc những người khác hay không? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng hỏi. Sắc mặt cự quỷ vương càng thêm thâm trầm. Lúc hắn giơ tay lên, Lý Hải phun ra máu tươi, ngã xuống, đã hình thần câu diệt. Không có tin tức. Chỉ là biết một tháng trước quỷ mẫu đến, đổi vị trí cho quản mục thiên tôn. Cự quỷ vương chậm rãi mở miệng. Hai người Bạch Tiểu Thuần nói, hắn không biết, cũng không có tìm thấy được ở trong trí nhớ của Lý Hải. Hiện tại quỷ mẫu này, cùng với 17 vị đại tôn bán thần, lần lượt trấn thủ 17 châu của tiên vực thứ ba. Dưới quyền mỗi vị đại tôn bán thần có 10 thiên nhơ đẳng cấp không giống nhau. Tà Hoàng có lệnh, rót hết lực của Tà Hoàng Triều, truy tầm người của thế giới thông thiên. Quỷ mẫu này lại vô cùng ra sức, phát động lực lượng của tiên vực thứ ba, tìm kiếm trên phạm vi lớn. Toàn bộ tiên vực thứ ba đều đang điên cùng bắt người của thế giới thông thiên. Cho dù là thi thể cũng bị bọn họ thu thập. Mà tất cả những điều này, ngoại trừ vì bản thân tà hoàng triều muốn thu nạp người của thế giới thông thiên khiến cho mình lớn mạnh mình ra quan trọng hơn là bọn họ phát hiện thế giới thông thiên có đạo pháp độc nhất vô nhị bất luận là tà hoàng triều hay thánh hoàng triều cũng không có cách nào bắt chước theo đó cũng chính là luyện linh luyện linh chỉ có tu sĩ ở thế giới thông thiên mới có thể luyện pháp thậm chí tà hoàng triều cùng thánh hoàng triều nghiên cứu cũng rất khó mô phỏng chỉ có người có đầy đủ huyết mạch thông thiên mới có thể thi triển ra cho nên không chỉ là tiên vực thứ ba này bên trong tà hoàng triều ba tiên vực lớn hiện tại đều đang tăng thêm phạm vi truy tìm so với việc tà hoàng triều thánh hoàng triều cũng giống như vậy chỉ có điều thái độ của tà hoàng triều đối với người của thế giới thông thiên là hoàn toàn không che giấu ý định nô dịch làm chủ thánh hoàng triều lại đánh danh hiệu tương trợ giúp đỡ ở trong sự dụ dỗ trong che giấu đồng hóa dung hợp mục đích với nhau cự quỷ vương trầm giọng nói ra tất cả tin tức mình soát hồn có được từ trên người của lý hải sau khi nói ra tất cả hắn ngẩng đầu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía bạch tiểu thuần tiểu thuần chúng ta không thể lại lãng phí thời gian như thế được nữa sắc trời đã tối gió càng thêm lạnh giống như trong một chớp mắt này trời cao cũng ý thức được tâm tư người ở bên trong miếu thờ này trong tiếng gió rít gào thời tiết càng thêm lạnh giá gió thổi qua mặt đất thổi qua thị trấn thổi qua ngàn nhà vạn hộ rơi vào trên bầu trời tối tăm, một mảnh mây đen dùng mắt thường cũng không nhìn thấy rõ, giống như dung hợp cùng đêm tối. Cũng vào giờ phút này, truyền đến vài tiếng sấm rền. Tiếng sấm ầm ầm, vang vọng ở bên trong thiên địa này. Sau đó, dần dần, có lẽ là nước mưa, có lẽ là hoa tuyết, từ trên trời rơi xuống. Trong mưa mang theo tuyết, trong tuyết lại có mưa, ở đầu mùa đông này, lúc thì gấp gáp, lúc lại thông thả, rơi xuống mặt đất. Miếu thờ đổ nát không che được nước mưa, tất nhiên cũng không ngăn cản được gió lạnh cùng hoa tuyết. Rất nhanh, ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương lại có mưa tuyết từ trên nóc nhà đổ nát, rơi vào trên mặt đất. Lá khô ở bốn phía xung quanh, ở trong mưa tuyết này rung rẩy, hình như cố gắng muốn khiến cho tuyết rơi khỏi thang, mau chóng hóa thành nước mưa. Nhưng chúng lại quên mất nước mưa kia càng giá lạnh hơn hoa tuyết. Đối mặt với lời nói của cự quỷ vương, Bạch Tiểu Thuần giống như những chiếc lá khô này. Hắn mặc dù không rung, nhưng trong lòng giống bị mưa cùng tuyết rơi xuống, không phân biệt rõ cuối cùng vì là cái nào, người càng thêm băng hàng. Quả thực không thể tiếp tục như thế nữa. Giết đi. Có thể giết được bao nhiêu, chúng ta lại giết bấy nhiêu. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Tay phải của hắn nhặt bầu rượu ở bên cạnh lên, theo thói quen hắn đang muốn uống, lại bị cự quỷ vương thoáng lộ ra một sự tức giận, tiến lên vung mạnh tay, trực tiếp lại đánh bay bầu rượu của Bạch Tiểu Thuần bầu rượu kia rơi ở phía xa trực tiếp vỡ tung ra rượu bắn đầy ra đất đảo mắt không biết là rượu hay là mưa tuyết uống nải nải của ngươi chỉ biết uống lão phu biết ngươi từng trải qua rất nhiều chuyện nhưng vậy thì thế nào có ai không mất đi ngươi mất nhiều ta thì sao còn có những người khác thì sao toàn bộ thế giới thông thiên mỗi người đều mất đi người thân bằng hữu nếu như đại lục vĩnh hằng này không phải tràn ngập ác ý như vậy cho dù ngươi ở chỗ này uống chết, lão phu cũng tuyệt không để ý tới nửa điểm. Nhưng bây giờ không phải là như vậy. Ngươi có từng suy nghĩ tới tử mạch hay không? Có từng suy nghĩ tới những này trưởng bối của Nghịch Hà Tông, những bằng hữu, còn có tất cả những người ngươi quen biết hay không?" Tự Quỷ Vương gầm khẽ. Những lời này, hắn một mặt là nói với Bạch Tiểu Thuần, đồng thời cũng tự nói với mình. Giống như Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đã từng mê mang cũng từng rơi vào tình trạng tinh thần sa sút. Giết. Một mình ngươi, cho dù lại thêm lão phu nữa, chúng ta có thể giết bao nhiêu? Ngươi ở khôi hoàng thành của mang hoang bộ dáng thế nào? Kế sách của ngươi, các ân lệnh của ngươi. Khi ngươi lấy hồn trúc cơ làm hồn thiên nhân, lấy đại thiên sư làm bối cảnh, thủ đoạn làm cho tất cả quyền quý của khôi hoàng triều quyền phải rung như cầy sấy. Giết chóc, là bạo phát cuối cùng, cũng sự điên cuồng cuối cùng sau khi đã hoàn toàn bất lực, không phải là lựa chọn hàng đầu hiện tại. Cự Quỷ Vương lộ ra bộ dạng chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Mấy ngày nay hắn đã nhìn ra được, bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần hiện tại không phải là kẻ sợ chết trói mình lại ở trong ký ức của hắn, mà dường như sau khi sợ chết tới cực điểm suy sụp, xuất hiện một người cực kỳ điên khác đi tới. Hắn càng hiểu rõ, một người chỉ biết tới giết chóc ở trên đại lục Vĩnh Hằng xa lạ này, vĩnh viễn cũng không thật sự đi về phía đỉnh phong. Điều bây giờ chúng ta phải làm là tìm đến tất cả người của thế giới thông thiên. Không phải giết, không phải uống, càng không phải là không chịu cầu tiếng giống như ngươi bây giờ. Cự Quỷ Vương vung tay áo lên, mở miệng ra nói từng chữ một cái giống như búa tạ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặt, thân thể dần dần run rẩy. Trong mắt hắn xuất hiện tơ máu. Mỗi câu mỗi lời Cự Quỷ Vương nói ra đều giống như thanh đao, hung hăng đâm vào trong tim của hắn. Một lát sau, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía Cự Quỷ Vương ta không phải không chịu cầu tiến ta tìm bạch tiểu thuần gầm khẽ âm thanh khàn khàn hắn giơ tay phải lên vung mạnh nhất thời từ bên trong túi trữ vật ở trong ngực hắn lập tức liền có vô số lệnh bài giống như ngọn núi nhỏ rơi ở một bên những lệnh bài này đều là lệnh bài thân phận tu sĩ của thế giới thông thiên chỉ cần không phải là tán tu bất luận là mang hoang hay tông môn bốn mạch bình thường đều sử dụng lệnh thân phận bài của mình để truyền âm nhưng ta tìm được đều là thi thể ta chỉ có thể chôn cất bọn họ sau đó lấy xuống lệnh bài thân phận tơ máu trong mắt bạch tiểu thuần càng nhiều hơn dường như lệ khí cùng áp lực tích lũy ở bên trong thân thể cuối cùng ở trong một chớp mắt này ở trong tiếng gào thét này phát ra ngoài ta cũng muốn tiếp tục tìm mặc dù ta khiếp sợ khi nhìn thấy được từng thi thể nhưng ta hiểu rõ ta phải tìm ta nhất định phải tìm kiếm nhưng đại lục vĩnh hằng lớn như vậy một châu lại có thể tương đương với toàn bộ thế giới thông thiên. Chỉ tiên vực thứ ba, lại có kích thước lớn hơn 10 thế giới thông thiên. Ta làm sao tìm được? Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần càng thêm khàn khàn, khí tức toàn thân trở nên gấp gáp. Cự quỷ vương nhìn những lệnh bài này. Đối mặt với chỗ lệnh bài giống như hòn núi nhỏ, trên thực tế là từng mạng người của thế giới thông thiên hình thành, hắn trầm mặt. Một lát sau, cự quỷ vương ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Thuần, mở miệng lần nữa. Cho dù chúng ta không tìm được bọn họ, nhưng có thể để cho bọn họ tới tìm chúng ta. Đồng thời, chúng ta còn có thể tạo dựng ra một hy vọng ở trong lòng của bọn họ. Cự quỷ vương nói xong, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tốc độ nói của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Sau khi có hy vọng, bọn họ mới có thể kiên trì nổi. Đây mới là điều chúng ta phải làm. Hy vọng. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía cự quỷ vương trong mắt của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng xuất hiện thêm một tia thần thái không sai chính là hy vọng hai mắt cự quỷ vương càng lúc càng sáng sau khi hắn đi lại vài vòng ở bên trong miếu thờ này bước chân hắn dừng lại quay đầu nhìn về phía bạch tiểu thuần tiểu thuần chúng ta đi tìm nơi nương tựa thánh hoàng tà hoàng lấy nô dịch làm chủ khó có thể hợp tác nhưng thánh hoàng kia mặc dù theo lời đồn đại là ra vẻ đạo mạo nhưng dù sao thánh hoàng triều tự xưng là nhân hòa có tầng vải này chúng ta lại có cơ sở cùng với hắn hợp tác chỉ có điều tìm nơi nương tựa không thể không có chút chuẩn bị nào đã qua càng không thể đi tay không nói vậy cũng không gây ra chấn động điều chúng ta phải làm là đánh ra danh trạng danh trạng này chính là trọng điểm thần sắc cự quỷ vương dần dần trở nên phấn khởi ánh sáng trong mắt hắn càng tăng lên rất nhiều ý nghĩ đang xoay chuyển ở trong đầu của hắn khiến cho ý nghĩ của hắn càng thêm rõ ràng tiểu thuần vì cái danh trạng này chúng ta phải ở bên trong tà hoàng triều này làm mấy chuyện lớn oanh oanh liệt liệt kể từ đó vừa có danh trạng đồng thời có thể khiến cho thanh danh của chúng ta nổi lên ở tà hoàng triều này thậm chí trên đại lục vĩnh hằng quy chấn tám phương nếu chúng ta không tìm được mọi người như vậy thì phải cho mọi người biết sự tồn tại của chúng ta biết tung tích của chúng ta nếu như đối với mọi người của thế giới thông thiên mà nói đại lục vĩnh hằng giống như đêm tối như vậy điều chúng ta muốn làm lại là trở thành cây đúc sáng ngời trong đêm tối trong mắt người của thế giới thông thiên chúng ta càng sáng chói càng chói mắt bọn họ lại càng dễ dàng tìm được chúng ta đồng thời địa vị của chúng ta càng cao thế lực càng lớn cũng có thể từ mặt bên đi chấn áp hai đại hoàng triều khiến cho người của thế giới thông thiên chúng ta thu được thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức ngươi càng mạnh lại càng không ai dám khi dễ ngươi cùng với người nhà của ngươi. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần càng thêm gấp gáp. Theo lời cự quỷ vương nói, thể xác và tinh thần hắn chấn động. Vào giờ phút này, trong mắt của hắn cũng giống như người mê mang, nắm lấy một chút hy vọng. Hy vọng này, chính là cho thế giới thông thiên, cũng là cho hắn. Có danh trạng, mới có thể khiến cho Thánh Hoàng ngại danh tiếng, bất kể như thế nào cũng phải cho chúng ta một một quan nữa chứ. Đến khi đó, chúng ta mượn thổ nhưỡng của thánh hoàng triều chưa chắc đã không thể khai thác ra một mảnh thiên địa mới sáng tạo ra một căn cơ thuộc về thế giới thông thiên chúng ta ở đại lục vĩnh hằng lời cự quỷ vương nói đầy khí phách vang vọng bên trong miếu thờ đồng thời bên ngoài tuyết mưa lớn hơn tiếng gió thổi theo nóc nhà thủng mang theo nước mưa giống như thiên quân vạn mã cùng dung hòa trong hoa tuyết chui vào khiến cho tuyết mưa trên mặt đất càng nhiều cũng khiến cho một mảnh lá khô trước mặt bạch tiểu thuần đã bị tuyết mưa bao trùm cúi đầu nhìn trên những lá khô này càng lúc càng nhiều nước thấm vào bạch tiểu thuần hít một hơi thật sâu lồng ngực hắn lên xuống hắn chậm rãi ngẩng đầu một khí tức tuyệt đối khác hẳn với lúc tinh thần sa sút hiện ra ở trên người bạch tiểu thuần nhất là hai mắt của hắn lúc này rõ ràng có tinh quang cùng linh động chúng ta phải chuẩn bị đánh ra danh trạng như thế nào ánh mắt cự quỷ vương lóe lên nhìn khí tức của bạch tiểu thuần lúc này đầy phấn chấn tâm thần hắn cũng rung lên đầu của mấy bán thần tà hoàng triều, thì như thế nào? Tiên vực thứ ba này có 17 cường giả bán thần. Nơi đây gọi bán thần là Đại Tôn. Cự quỷ vương ở bên trong miếu thờ này bước đi thông thả vài bước, quay đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Vừa rồi lão phu ở trong trí nhớ của tu sĩ thiên nhân này, biết địa đồ tiên vực thứ ba này. Cách nơi đây đại khái nửa châu về hướng Tây Bắc, nơi đó chính là biển vô tận bên bờ. Trước khi chúng ta ra tay, phải vạch ra tuyến giường kế tiếp để thoát khỏi nơi đây mới được. Cự quỷ vương nói, giơ tay phải lên lấy ra một miếng ngọc giảng, trút dấu vết thần thức vào trong tay. Rất nhanh, ngọc giảng này lóe sáng, sau đó được cự quỷ vương đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang lập lòe. Sau khi tiếp nhận ngọc giảng hắn xem qua một chút. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra toàn bộ phạm vi của tiên vực thứ ba. Đồng thời, ở bên trong bản đồ này còn có giới thiệu sơ qua đối với bán thần các châu. Mặc dù không được đầy đủ các mặt, nhưng hiển nhiên những thứ này đều là ký ức của tu sĩ thiên nhân kia. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thấy được khu vực bên trong được Cự Quỷ Vương đánh dấu. Hai người chúng ta, mỗi người đi một châu, từng người giết chết một vị bán thần, sau đó tập hợp ở nơi này. Cự Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, trong mắt có sát ý tràn ngập. Trần Nguyên Tử của Túng Sơn Châu này, tu vi chỉ là bán thần sơ kỳ. Lão phu ra tay, có 10 phần nắm chắc sẽ giết chết hắn gần túng sơn châu là vân hải châu vị đại tôn ở đó được gọi là lý lạc hải tu vi bán thần hậu kỳ tiểu thuần ngươi đi giết hắn được chứ cự quỷ vương nói xong nhìn về phía bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần không mở miệng nhưng sát ý trong mắt hắn đã khiến cho cự quỷ vương cảm thấy không có vấn đề gì hắn gật đầu đang muốn lại nói một phen bạch tiểu thuần thản nhiên truyền ra lời nói quỷ mẫu trấn thủ nơi đây sau khi phát hiện nhất định sẽ đuổi theo cho nên chuyện này nhất định phải nhanh thời gian và địa điểm tập hợp cũng phải vạch ra sẵn nếu muộn không cần tiếp tục chờ đợi rời khỏi tiên vực thứ ba này đi tới thánh hoàng triều mắt thấy bạch tiểu thuần mở miệng bổ sung tinh thần cự quỷ vương càng thêm phấn chấn hắn đối với thủ đoạn của bạch tiểu thuần ban đầu ở mang hoang vẫn rất tán thưởng lúc này hắn cũng mở miệng bổ sung một phen rất nhanh hai người đã hoàn thiện kế hoạch đơn giản cự quỷ vương hít một hơi thật sâu liếc mắt ngưng trọng nhìn bạch tiểu thuần tất cả lấy an toàn làm chủ nói xong cự quỷ vương xoay người thoáng một cái biến mất khỏi bên trong ngôi miếu đổ nát bạch tiểu thuần nhìn vào nơi cự quỷ vương biến mất sau một lúc lâu hắn mới thu hồi ánh mắt hắn nhìn ngôi miếu đổ nát nơi mình đã ở lại hơn nửa năm cùng với mưa tuyết trên mặt đất còn có cả bầu rượu đổ vỡ một lát bên trong thần thức của hắn lúc này tất cả phạm vi của huyện thành nhỏ đều hiện lên ở trong lòng Dần dần, ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng mãnh liệt, giống như ngọn lửa của sinh mệnh lại một lần nữa thiêu đốt. Cũng đã đến lúc nên rời đi. Cự Quỷ lão ca nói có đạo lý. Trên thực tế ta cũng hiểu rõ. Hy vọng. Hy vọng của người thế giới thông thiên, hy vọng của ta, đồng thời cũng là hy vọng của Hạo Nhi. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn dấu vết trên mu bàn tay của mình. Lúc ngẩng đầu, toàn thân hắn đã hoàn toàn khác nhau với hơn nửa năm qua hắn giống như một thanh lợi kiếm được rút ra khỏi vỏ kiếm ra ánh sáng lạnh mười bảy châu con đường của ta vẫn là trường sinh vẫn là khiến cho thân bằng hảo hữu của ta khiến cho những người cùng một đường với tất cả trường sinh chuyện đánh đánh dếp dếp ta cũng không lại có nghi vấn gì nữa muốn thu được trường sinh như vậy trên con đường này nhất định sẽ tồn tại khó khăn cùng nhấp nhô nếu trong tay không có lợi kiếm lại làm sao có thể một đường vượt qua mọi chông gai, đi lên trường sinh. Ta còn khiếp sợ tử vong, sợ nữa cũng chỉ là vô ích. Chỉ có khiến mình nghe truyện trên TV audio CV trở nên mạnh mẽ, thay đổi, khiến không ai có thể giết chết ta, mới là lựa chọn mạnh nhất bảo vệ đại đạo. Trước khi Bạch Tiểu Thuần bước ra, bước chân hạ xuống, trong chớp mắt, những mưa tuyết trong thiên địa bốn phía xung quanh bay xuống, dường như đều dừng lại một chút dường như có một sóng dao động vô hình khiến người ta không phát hiện được vào giờ phút này phát ra sóng lớn người của thế giới thông thiên đều nói nếu như cho ta đủ điều kiện như vậy ta có thể khiến cho toàn thế giới gặp tai họa tan vỡ vậy xem thử một chút ta rốt cuộc có thể gây ra tai họa long trời lỡ đất cho một huyết mạch muốn nô dịch thế giới thông thiên một huyết mạch khác muốn dung hợp thế giới thông thiên mục đích cuối cùng của cả hai cũng chỉ là vì cắn nuốt hai đại hoàng triều hay không trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, thân thể hắn đã biến mất ở bên trong ngôi miếu đổ nát. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình dường như ở trên hư không của chính tầng trời. Hắn đứng ở nơi đó, khí tức toàn thân thu lại đến cực hạn. Cho dù là có bán thần đỉnh phong ở trước mặt hắn, lúc này cũng hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Trừ phi là thiên tôn hạ xuống mới có thể cảm nhận rõ ràng. Bởi vì giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã vượt qua bán thần đỉnh phong. Nói hắn là chuẩn thiên tôn cũng không quá thỏa đáng. Bởi vì giờ phút này, cho dù là chuẩn thiên tôn ở trước mặt hắn, cũng sẽ vẫn bị đánh bại. Tuy rằng lực chiến không thể so sánh được với thiên tôn chân chính, nhưng Bạch Tiểu Thuần tất nhiên vẫn có thể tính thành là hơn nữa chiến lực thiên tôn. Lấy ra danh trạng, đi thánh hoàng triều. Ở nơi đó, mượn tài nguyên của thánh hoàng triều, hoàn thành đột phá, trở thành thiên tôn chân chính. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, chán trường cùng tinh thần sa sút hoàn toàn bị chôn cất ở trong lòng. Thoáng một cái, hắn liền trực tiếp phá vỡ hư vô, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên đến một loại cực hạn đỉnh phong. Vân Hải Châu, ngay gần Túng Sơn Châu. Chỉ có điều so với Túng Sơn Châu đều là những dãy núi đang xen, bên trong Vân Hải Châu lại là một dãy đất bình nguyên mênh mông, thậm chí ở đây linh khí thiên địa đều vượt xa những châu khác. Phối hợp với hình dạng nơi đây, khiến cho Vân Hải Châu này trở thành một trong ba kho thuốc lớn bên trong toàn bộ tiên vực thứ ba. Cho nên cường giả bán thần ở chỗ này trấn thủ, không thể là bán thần sơ kỳ bình thường. Nhất định phải có một vị đại tôn bán thần hậu kỳ mới có thể trấn thủ loại trọng địa này. Ở bên trong Vân Hải Châu này, số lượng thiên nhân cũng vượt qua những châu khác. Bên trong chính quận cùng với trên trăm thành trì, mỗi chỗ địa phương đều tồn tại ruộng thuốc mênh mông. Về phần đại tôn Lý Lạc Hải, phủ đệ của hắn nằm ở trung tâm của Vân Hải Châu này. Kho thuốc lớn nhất của Châu cũng chính là Vân Hải Chủ Thành rất phồn vinh bên trong Vân Hải Châu. Vân Hải Chủ Thành này vô cùng to lớn. Cho dù là khôi hoàn thành so với nó, cũng nhỏ hơn một vòng. Lúc này tuy là đang lúc hoàng hôn, nhưng ở bên trong Vân Hải Chủ Thành này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt. Người đi trên đường rất nhiều. Tu sĩ cùng người phàm ở cùng một chỗ, hình thành hình ảnh đặc biệt nơi đây còn có pháp trận tấm không? Vì vậy ở khắp nơi bên trong vân hải chủ thành này, lúc này đều có đội ngũ thật dài, đang xếp hàng vào thành. Thời điểm bóng dáng của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở trên bầu trời, hắn nhìn thấy được chính là hình ảnh bên trong vân hải chủ thành này, náo nhiệt khác thường, tiếng người ồn ào. Đi tới đại lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Châu Thành. Nhưng hiện tại sau khi ở đây nhìn thấy một lần nữa, trong lòng hắn dâng lên từng trận sóng lớn đại lục vĩnh hằng, thực sự quá lớn. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, đi về phía trước. Về phần pháp trận cấm không của tòa thành này, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, ở dưới bất tử cấm cùng tu vi của hắn, căn bản là thùng rỗng kêu to. Ánh mắt của hắn đảo qua, sau đó cất bước một cái, đã trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung của Vân Hải chủ thành. Lúc hắn cúi đầu, thần thức bỗng nhiên đảo qua mà không có người nào phát hiện ra, phong tỏa trung tâm thành này. Ở nơi nào, Khu vực trung tâm của Vân Hải chủ thành này, tồn tại một chỗ cửa đá khổng lồ, bốn phía xung quanh cửa đá này có tu sĩ ngày đêm bảo vệ. Bên trong cửa đá chính là Không Gian Động Phủ do Lý Lạc Hải mở ra, cùng nơi đây giao hòa một chỗ. Bình thường, Lý Lạc Hải đều đang bế quan, rất ít ra ngoài. Duy nhất chỉ có thời điểm tuyên bố đến từ Tà Hoàng hoặc là ý chỉ của Thiên Tôn, hắn mới có thể đi ra khỏi động phủ. Chỉ có điều hơn nửa năm qua, theo người của thế giới thông thiên truyền tống tới tần suất lý lạc hải ra ngoài rõ ràng tăng lên đồng thời hắn đối với huyết mạch người của thế giới thông thiên dường như có hứng thú không nhỏ khiến cho phần lớn người của thế giới thông thiên truyền tống ở bên trong vân hải châu một khi bị bắt đều sẽ đưa hắn đến ở đây trước tiên phong tỏa cửa đá bạch tiểu thuần một chân hạ xuống thời điểm xuất hiện hắn đã ở trước cửa đá này xung quanh hắn có ba tu sĩ thiên nhân gian ngồi khoanh chân tĩnh tọa thân là hộ vệ của đại tôn không có pháp chỉ của đại tôn bọn họ không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào cửa đá nhưng hôm nay bạch tiểu thuần rõ ràng đứng ở bên người của bọn họ nhưng ba người này rốt cuộc hoàn toàn không có chút phát hiện nào giống như bọn họng bạch tiểu thuần có hai thời không khác nhau không có để ý tới ba vị tu sĩ thiên nhân này bước chân của bạch tiểu thuần không ngừng lại thần sắc hắn bình tĩnh đi vào trong cửa đá hắn tiến vào không để cho cửa đá này dâng lên nửa điểm rung động. Lặng lẽ không có một tiếng động, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở một chỗ bên trong động phủ khổng lồ. Vị trí của động phủ này lại giống như là một mảnh không gian nhỏ. Phóng tầm mắt nhìn lại, trung tâm của động phủ này không ngờ có một ruộng thuốc phạm vi nhỏ kích thước chừng vạn trường. Một gốc cây đều là thảo dược Bạch Tiểu Thuần chưa từng thấy qua. Chúng ở chỗ này chập chờn sinh trưởng. Ở trung tâm của ruộng thuốc, lúc này một lão nhân lưng còng đang đứng ở nơi đó, hai tay bấm quyết. Bốn phía xung quanh thình lình xuất hiện mấy trăm thi thể không biết sống chết ra sao. Bên trong mắt hắn mang theo sự phấn chấn. Có tiếng cười mang theo sự đắc ý vang vọng khắp nơi. Thay đổi linh pháp nuôi thuốc, biến thành huyết linh tẩm bổ. Một khi chuyện này thành công, thời điểm ta đi tới hoàn thành tiến hành hiến cống phẩm, hắn liền có thể dựa vào này, lại lập được một công lớn. Linh pháp nuôi thuốc, chỉ dùng linh lực thiên địa hóa thành sức sống của thảo mộc, khiến cho dược lực của cây cỏ tăng lên đồng thời trình độ nhất định trưởng thành rất nhanh chuyện này bản thân bạch tiểu thuần là dược sư cũng thường xuyên đi làm mà cái gọi là huyết linh tẩm bổ tên cũng giống như ý nghĩa có người là chôn hoạt nhân ở trong thổ nhưỡng do đó khiến cho linh thảo ở thời điểm thiếu lực lượng thiên địa giống như như huyết thực thôi hóa hắn phần lớn biện pháp như thế đều là dược sư tâm tính tà ác không từ thủ đoạn về phần biện pháp tà ác hơn Bạch Tiểu Thuần cũng từng nhìn thấy ở mang hoang. Tương tự với Tống Khuyết trước đây bị làm linh thạch sống vậy. Giữa mang hoang cùng đại lục thông thiên đã từng huyết hải thâm cừu, lưu truyền một loại thuật huyết linh tẩm bổ khác. Đó chính là ở trên người hoạt nhân, trồng hạt giống thảo mộc khác nhau, lấy thân thể của bọn họ làm thổ nhưỡng, đi thôi hóa hạt giống sinh trưởng. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được là phương pháp huyết linh còn kinh người hơn so với hai loại trước đây chỉ thấy trên lưng còng của lão nhân trước mặt thình lình còn có một gốc cây, thảo mộc màu đỏ cao chừng hơn 30 trượng cao. Thảo mộc này nhìn dường như khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ có chín cái lá cây. Sát mép của mỗi cái lá cây sát đều mọc ra những cái gai đâm ngược giống như răng cưa. Ngoại trừ lá cây ra, ở trên thân của thảo mộc này còn có mấy trăm cành. Những cành dài nhỏ lúc này khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Mỗi cành đều xuyên qua một thân thể, từ mi tâm của hắn đâm vào, giống như đang hấp thu cắn nuốt ở bên trong cơ thể hắn mấy trăm thân thể sở dĩ chậm rãi xoay tròn lơ lửng ở bốn phía xung quanh lão nhân chính là vì cảnh thực vật màu đỏ như máu cực lớn này lúc này mắt thường có thể thấy được từng thân thể này phần lớn đều khô lại dường như ngay cả óc của bọn họ cũng bị thực vật này hút đi mà vẻ mặt của bọn họ gần như mỗi một người đều đang thống khổ mang theo sự dữ tợn cái miệng lớn tử vong há to giống như một cái hố đen nhưng lại hoàn toàn không hút được linh khí ở nơi đây. Hiện tại, bên trong mấy trăm thân thể này có tới hơn 9 phần đã tử vong. Còn sót lại hơn 10 người, mặc dù còn có một hơi thở, nhưng rõ ràng đã là dầu hết đèn tắt. Ngay cả thở dốc cùng với gào thét cũng không có cách nào làm được. Ngọn lửa của sinh mệnh trên thực tế đã có không thể nghịch chuyển, đang tắt đi. Bên trong có khí tức của thế giới thông thiên. Nhưng phần nhiều lại lộ ra một thần thánh lực bạch tiểu thuần chưa từng thấy qua tu sĩ của thánh hoàng triều nhưng lúc này cũng có thể nghĩ đến lai lịch của những người này cùng lúc đó trong thần thức của hắn dĩ nhiên nhìn thấy được ở sâu bên trong mặt đất của động phủ này không ngờ tồn tại một cái hố có chứa vạn người bên trong số lượng hài cốt nhiều không đếm hết phần lớn trong đó đều là loại hài cốt có đầy đủ lực lượng thần thánh đã mục nát chính là cái hố vạn người người chống đỡ khiến cho thảo dược ở nơi đây rất tươi tốt mặc dù trong mấy trăm thi thể này Khí tức thông thiên không nhiều lắm, nhưng trong mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn lóe lên hàng quang. Người đâm đầu vào chỗ chết. Giọng nói của hắn giống như làn gió rét đậm bên trong Túng Sơn Châu. Vào giờ phút này, giọng nói của hắn hình như truyền đến bên trong Vân Hải Châu, tiến vào trong động phủ của Lý Lạc Hải, cắt qua lớp băng. Khiến cho Lý Lạc Hải đang hưng phấn, thân thể chợt dừng lại, sắc mặt đại biến. Ai? Trong lòng Lý Lạc Hải kinh hoàng. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào thân thể chợt bước lên trước tính rời khỏi vị trí này thật ra giọng nói này xuất hiện khiến cho hắn trở tay không kịp nhất là khi ý thức được âm thanh này không có thiện ý ở dưới tình huống mình hoàn toàn không có một chút phát hiện nào truyền ra chuyện này đại biểu ý nghĩa lại nhất thời khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm hắn biết rất rõ lấy tu vi của mình phóng tầm mắt ra toàn bộ tiên vực thứ ba có thể không được sự cho phép của mình đi qua từng tầng ngăn cản tiến vào động phủ mình, tuyệt đối không vượt quá ba người. Mà có thể làm cho mình không hề phát hiện, làm được tất cả những điều này, chỉ có thiên tôn mới có thể làm được. Gần như ở trong nháy mắt khi thân thể của Lý Lạc Hải di chuyển, hắn lập tức lại cảm nhận được ở một tích tắc này, phía sau mình có một sóng uy áp giống như sóng dao động, cũng đủ để khiến cho thế giới nổ lớn không có cách nào hình dung, hóa thành gió bão cho dù bán thân cũng phải bị cắn nuốt, giống như dời núi lấp biển, trực tiếp nhấn chìm mình ở bên trong không. Trong lòng Lý Lạc Hải giống như có thiên lôi nổ tung. Hắn hoảng sợ. Trong một chớp mắt này, thần hồn của hắn cũng ở trong cơn gió bão hung bạo này, cũng phải run rẩy. Trong nháy mắt, trận gió bão hung bạo nhấn chìm hắn, vô số hàng khí lại từ bên ngoài thân thể của hắn, theo tất cả lỗ chân lông, chân tóc, theo thất khiếu, biên cuồng chui vào. Từng tiếng rắc rắc vang lên, một đường phá hủy máu thịt của hắn, một đường đánh vỡ kinh mạch của hắn, một đường nghiền ép xương của hắn cũng chính là trong thời gian một lần hít thở tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng lý lạc hải truyền ra trong máu tươi điên cùng phun ra thế giới trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ hắn chỉ có thấy được một bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình một tay đặt ở trên thiên linh của mình tiếng vỡ xương sọ nát trở thành âm thanh cuối cùng hắn nghe được trong cuộc đời này ầm ầm thân thể của lý lạc hải từ khi bị cái tay kia chạm vào đầu bắt đầu vỡ nát từng mảnh một trong chớp mắt Toàn thân hắn lại giống như bị lăng trì vậy, thiên đao vạn quả, vỡ nát thành mấy nghìn mấy vạn mảnh. Từ đầu đến cuối, hết lần này tới lần khác thân là bán thần, sức sống cường hãn, khiến cho hắn muốn hôn mê cũng khó khăn. Ở trong sự tỉnh táo vô cùng này, hắn hoàn toàn thể nghiệm được tất cả nỗi thống khổ được gọi là tuyệt thảm. Từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến kết thúc, Lý Lạc Hải thậm chí cũng không kịp quay đầu lại, không kịp phóng ra thần thức, không kịp liếc mắt nhìn cường giả này xuất hiện ở động phủ mình bên trong, một đòn lại hoàn toàn trấn áp mình, rốt cuộc là ai? Trong tiếng nổ lớn, thân thể Lý Lạc Hải hóa thành hơn vạn phần. Không đợi thần hồn của hắn bạo phát ra, lại lập tức bị một lực mạnh, trực tiếp nghiền ép, còn quấy nhiễu lực luân hồi, khiến cho thần hồn của tu sĩ này ở đại lục Vĩnh Hằng, khó có thể tiến vào trong luân hồi, bị bạch tiểu thuần mạnh mẽ lưu lại trong bàn tay, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo, hồn bán thần. Loại làm phép này, đổi là Bạch Tiểu Thuần trước đây, không có cách nào làm được. Nhưng ở lại đại lục Vĩnh Hằng hơn nửa năm này, hắn mặc dù không tu luyện, nhưng lực lượng thiên địa của đại thế giới vô hình dung nhập, khiến cho tu vi của hắn cũng tinh tiến hơn so với trước đây rất nhiều. Hiển nhiên, tuyệt đối không chỉ Bạch Tiểu Thuần như vậy. Toàn bộ tu sĩ của thế giới thông thiên cũng sẽ ở trên đại lục Vĩnh Hằng này, theo lực thế giới dung hợp, nhất định đều có sự tăng lên. Nhìn chầm chầm vào bên trong bàn tay, Hiện tại hồn bán thần mất đi tất cả ý thức. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo lên. Sau khi thu hồi hồn của bán thần, hắn ngẩng đầu nhìn về phía từng thi thể của cành cây trên thảo mộc màu đỏ cao trên 30 trượng kia. Thảo mộc này có linh, dường như cảm nhận được sóng dao động khủng khiếp từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, lúc này run rẩy, rốt cuộc bị khiếp sợ giống như chết, héo rũ ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Theo nó tử vong, những thi thể này đều rơi ở trên mặt đất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần đi tới, hắn bỗng nhiên từ bên trong mấy trăm thi hài ở đây, thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Chu Hoành, thế tử của cửu U Vương. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Chu Hoành này ở bên trong mang hoang, đã từng nhiều lần âm thầm ra tay đối phó với Bạch Tiểu Thuần. Đến cuối cùng, mỗi lần đầu thất bại. Nhất là khi thân phận Bạch Tiểu Thuần lộ ra, nhất thời khiến cho Chu Hoành bất đắc dĩ đến cực hạn. Đánh thì đánh không lại. Hắn đơn giản ở trong ủy khuất phiền muộn, lựa chọn tránh né thời khắc này chu hoành còn không có thở ra một hơi thở cuối cùng nhưng lửa sinh mệnh của hắn đã tắt chỉ có điều vì thực vật này tử vong khiến cho hắn có ý thức giống như hồi quan phản chiếu mở mắt ra sau khi nhìn thấy được bạch tiểu thuần sau hắn rõ ràng sửng sốt một chút trong mắt hắn có phần phức tạp có phần kích động có phần cay đắng cũng có phần xúc động hình như tất cả ân oán đi qua đều ẩn chứa ở trong mắt hắn cho đến cuối cùng hắn cũng không có mở miệng nói cái gì đó mà chỉ mỉm cười hai mắt nhắm nghiền bạch tiểu thuần lặng lẽ đứng ở nơi đó hắn muốn cứu người nhưng cũng biết mình đã không có lực xoay chuyển trời đất sau hồi lâu hắn hít một hơi thật sâu giơ tay phải lên lấy thi thể của chu hoành đi toàn bộ động phủ ở trong một tích tắc này đã rơi vào bên trong biển lửa những tiếng ầm ầm vang vọng tất cả tồn tại ở bên trong động phủ đều trở thành tro bụi duy nhất chỉ có những cây thảo dược kia Tuy được máu tươi của tu sĩ Thánh Hoàng Triều tẩm bổ sinh trưởng, nhưng Thảo Mộc bị Bạch Tiểu Thuần theo thói quen cướp đoạt sạch sẽ. Thời điểm xoay người, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán, đi về phía lối ra. Cho dù lưu lại một ít thời gian, cũng phải dẫn tất cả người của thế giới thông thiên đi. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Chỉ trong chớp mắt khi đi ra khỏi động phủ, thần thức của hắn bỗng nhiên, ầm 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 khuếch tán ra toàn diện. Trong nháy mắt, thần thức của hắn lại bao phủ toàn bộ vân hải chủ thành, khiến cho tất cả tu sĩ ở bên trong thành trì này, tất cả mọi người, đều ở một cái chớp mắt này, bất kể tu vi gì, tất cả thân thể chấn động, trong đầu chấn động, mất đi tất cả ý thức. Dường như đối với bọn họ mà nói, giờ phút này, thời gian, dừng lại. Vượt ra khỏi tu vi chuẩn thiên tôn tầm thường, phối hợp đạo pháp cường hãn trường sinh quyển của bản thân, khiến cho lực thần thức của Bạch Tiểu Thuần đã rất gần với cường giả cảnh giới đại thừa thiên tôn chân chính tuy vẫn khó tránh khỏi có một chút chênh lệch nhưng chênh lệch này chỉ thể hiện khi đấu pháp cùng với thiên tôn đối với tu sĩ ở dưới thiên tôn mà nói bọn họ thậm chí vẫn không có cách nào phát giác được chỗ khác biệt giữa hai người lúc này trên toàn bộ tiên vực thứ ba này có kho thuốc gọi là vân hải châu ở trong vân hải chủ thành trong phút chốc tất cả tu sĩ bên trong trong đầu đều phát ra tiếng nổ lớn linh hồn bọn họ đều bị trấn áp mất đi tất cả ý thức thậm chí trước khi ý thức này mất đi, bọn họ cũng hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Cho dù là hiện tại, bọn họ cũng không hề có cảm giác. Cho dù là khi thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, bọn họ thức tỉnh, cũng vẫn như vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của cảnh giới đại thừa, được gọi là cường giả thiên tôn, có kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là thay trời đổi đất, trở thành bá chủ một phương. Chỉ riêng bên trong vân hải chủ thành, lúc này vô số tu sĩ đều giống như bất động vậy vẫn không nhúc nhích. Bên trong toàn bộ thành trì, người duy nhất vẫn bình thường, chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đi ra động phủ, đứng ở đó bên ngoài cửa đá khổng lồ, không để ý tới những tu sĩ thiên nhân đang bảo vệ ở bốn phía xung quanh. Theo thần thức bao trùm, hắn đã ở bên trong vân hải chủ thành này, cảm nhận được trên trăm khí tức của tu sĩ thế giới thông thiên. Điều khiến cho hắn có chút tiếc nuối phần lớn trong hơn một trăm khí tức này, hắn đều xa lạ, không có tìm được người nào quen thuộc. Lúc này thoáng một cái, Bạch Tiểu Thuần biến mất không thấy bóng dáng. Thời điểm xuất hiện, đã ở phía bắc của Vân Hải Chủ Thành, trong một chỗ lao ngục. Bên trong lao ngục, chính là nơi trên 100 tu sĩ thế giới thông thiên bị giam giữ. Ở dưới thần thức của Bạch Tiểu Thuần, những người này cũng mất đi ý thức, nhưng nhưng không có bị một chút tổn thương nào. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, muốn thu mọi người vào bên trong đại kiếm bắt mạch. Nhưng sau khi thử, Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, đổi thành thu vào trong túi đựng đồ. Theo ánh sáng màu xanh lam lập loè, đại kiếm thế giới bắt mạch xuất hiện ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thanh kiếm này, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn mơ hồ có cảm giác, mặt quỷ khóc cười đã bị cái thanh đại kiếm thế giới bắt mạch này nô dịch. Cho nên lúc ban đầu chém về phía Thông Thiên đạo nhân một kiếm kia, uy lực vượt qua sự tưởng tượng của Thông Thiên đạo nhân. Đồng thời, sau khi mình tới Vĩnh Hằng Tiên vực, hình như hạn chế sử dụng ba lần đối với mình cũng đã biến mất. Nhưng hết lần này tới lần khác thanh kiếm này còn không có nhận hắn làm chủ. Dường như chỉ có thể sử dụng phong uy của nó, khó có thể sử dụng phương pháp thần thông ẩn chứa bên trong nó. Bất luận là đưa người vào hay lấy người ra, đều làm không được. Mà khí linh hàng môn lão tổ đối với thần niệm của mình cũng hoàn toàn không có một chút đáp lại. Là ta còn chưa có phù hợp với điều kiện sao? Trong lòng bạch tiểu thuần trầm xuống hắn biết bên trong thanh kiếm này, hiện tại cũng không thiếu người tồn tại. Những người này đều là tu sĩ bắt mạch ban đầu không tham gia vào cuộc chiến. Bọn họ thậm chí cũng không biết bên ngoài đã long trời lỡ đất, thế giới thay đổi. Ở bên trong thế giới pháp bảo này, bọn họ vẫn sinh tồn. Trầm mặt một lát, Bạch Tiểu Thuần đi ở trong thành trì. Thân ảnh của hắn khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, thu người của thế giới thông thiên rải rác ở trong chủ thành này vào bên trong túi đựng đồ. Sau đó, ánh mắt hắn mới lóe lên, lộ ra một tia tinh quang. Thảo dược ở nơi đây, cũng không thể nào lãng phí được. Nghĩ tới đây, tay phải bạch tiểu thuần bấm quyết. Ngay lập tức thân thể hắn lắc một cái. Lực trường sinh trong cơ thể mô phỏng khí tức hàng môn, nhất thời lại ở bốn phía xung quanh hắn, thình lình xuất hiện chính phân thân hàng ảnh. Mỗi một phân thân hoàn toàn không có một chút do dự nào, vội vàng bay nhanh về bốn phía xung quanh, cướp đoạt sạch sẽ tất cả thảo dược trồng ở bên trong toàn bộ vân hải chủ thành, bất kể là thành thục vẫn là không có trưởng thành hay không, hễ là có chút dược lực, hắn đều cướp đoạt sạch sẽ, giống như châu chấu quét ngang. Không bao lâu, trụng thuốc diện tích vô bờ ở bốn phía xung quanh vân hải chủ thành, mắt thường có thể thấy được tiêu tan với phạm vi lớn. Cho đến cuối cùng sau khi tất cả bị lấy sạch, trơ trụ, công cuộc cướp đoạt của Bạch Tiểu Thuần vẫn không có kết thúc. Ta nhớ Lý Lạc Hải kia từng nói tới cống phẩm gì đó. Sau khi Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một hồi, hàng ảnh của hắn lại tùy ý tản ra. Lần này mục tiêu là dưới lòng đất của chủ thành này. Sau khi quét ngang một vòng, trong sự tỉ mỉ vô cùng, Bạch Tiểu Thuần dần dần tìm được bảo khố của chủ thành này. Đối với người khác mà nói, muốn mở trận pháp trong bảo khố ra rất khó khăn. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, chỉ là thùng rỗng kêu to. Những hàng ảnh của hắn đều lập lòe. Có bất tử cấm gia tăng, trực tiếp xông vào đi vào, Dọn sạch sẽ tất cả dược thảo dự trữ ở bên trong bảo khố của chủ thành này. Còn có vô số linh thạch cũng bị dọn sạch không còn. Nhất là ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần thấy được 10 gốc cây được đặt ở bên trong hộp thủy tinh. Đại dược tản ra linh lực thiên địa, khiến cho hắn cũng thấy giật mình. 10 gốc cây đại dược, Bạch Tiểu Thuần đều nhận ra được. Cửu Địa U Linh Diệp. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra sự nóng bỏng. Cửu Địa U Linh Diệp này, thời điểm hắn ở thế giới thông thiên, ở trên ở trên một thẻ tre cổ hắn đã thấy qua một ít giới thiệu, là dược thảo trong truyền thuyết đã sớm thất truyền. Có người nói loại dược thảo này, 500 năm mọc ra một lá. Hiệu quả tẩm bổ đối với thân thể tu sĩ là nghịch thiên. Mà hiện tại ở trong những cái hộp thủy tinh trước mặt bạch tiểu thuần, cái gốc cây cửu địa U Linh Diệp đã mọc ra chừng hơn 30 lá. Cái này khiến cho bạch tiểu thuần không nhịn được hít vào một hơi. Chí ít một vạn năm ngàn năm. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới Đại Lục Vĩnh Hằng, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhất là nhìn thấy được dược thảo ở trong chính hộp khác, mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là tiên thảo trân quý giống như cửu địa U Linh Diệp, tim Bạch Tiểu Thuần đập trộn lên. Ở dưới sự chú ý tới bản thân 10 hộp thủy tinh này, vật tạo thành cũng giống như bị vô số linh thạch ép lại, do đó hình thành linh tinh, lại ở mặt trên còn có giấy niêm phong, viết một chữ hoàng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, mười gốc cây dược thảo này chính là cống phẩm lý lạc hải nói tới. Sau khi lấy đi mười gốc cây dược thảo này, bạch tiểu thuần thu hồi hàng ảnh của mình, có chút tiếc nuối nhìn tòa chủ thành này một chút. đáng tiếc thời gian cấp bách, nếu không, bên trong tòa chủ thành này vẫn có không ít nơi có thể cướp đoạt một chút. bạch tiểu thuần lắc đầu, chỉ có thể đè ép thói quen của mình ở mang hoang trước kia xuống, thân thể thoáng một cái biến mất ở bên trong chủ thành. mặc dù hắn rời đi nhưng uy áp của thần thức vẫn lưu lại đây khiến cho tu sĩ nơi đây vẫn không có thức tỉnh cho đến sau nửa canh giờ theo lực thần thức của bạch tiểu thuần tiêu tan toàn bộ vân hải chủ thành hình như thoáng cái lại từ trong giấy ngủ mê tỉnh lại thân thể tất cả mọi người chấn động cứ tiếp tục đi làm chuyện định làm trước khi mất đi ý thức chỉ là tu sĩ bên trong chủ thành còn tốt nhất thời hồi lâu không phát hiện được có cái gì không đúng nhưng ở bên ngoài chủ thành Tu sĩ Tà Hoàng triều trong những ruộng thuốc vô tận này, trong nháy mắt khi tỉnh lại, vừa muốn tiếp tục làm những chuyện trước đó, lại chợt sững sốt một chút. Sau đó lại là trợn mắt há hốc mồm, nhìn một mảnh mặt đất trống không trước mặt ngay cả một cọng cỏ cũng bị mất đi. Bọn họ có chút bối rối. Nơi Nơi đây là nơi nào? Nơi đây có chút quen mắt. Tu sĩ Tà Hoàng triều trong ruộng thuốc thì thào. Có không ít người đều lập tức quay đầu trở lại, nhìn phía sau mình xem có còn một tòa thành hay không sau khi phát hiện thành trì vẫn là chủ thành quen thuộc dần tỉnh táo lại trên trán bọn họ chậm rãi xuất hiện rất nhiều mồ hôi theo tiếng hít thở càng thêm gấp gáp trong đầu bọn họ dâng lên tiếng nổ lớn ngập trời trời ạ à, đây là thế nào đây đây cũng quá khoa trương đi chẳng lẽ có châu chấu đã tới không có khả năng cho dù là châu chấu đã tới cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ như vậy ta chỉ là nháy mắt nháy mắt một cái vậy vậy làm sao cái gì cũng không có rồi những tính kinh ngạc nhất thời lại bạo phát ra trong đó có vài người vẫn tính là lý trí vội vàng mở miệng nói mọi người đừng hoảng hốt chắc là đại tôn qua lấy dược thảo đi nhưng lời nói này gần như vừa truyền ra lại lập tức bị vô số âm thanh gầm khẽ nhấn chìm thối lắm đại tôn mua thảo dược cũng chỉ là lấy dược thảo đi hiện tại thế nào ở đây ngay cả một cọng thảo dược cũng bị mất lão phu trồng thảo dược cả đời từ trước đến nay chưa thấy qua ruộng thuốc sạch sẽ như vậy so với chó liếm còn sạch sẽ hơn còn có nơi nào đáng chết thế nào đất thuốc ở nơi đó cũng ít đi vậy đây tính là cái gì các ngươi nhìn chỗ của ta đi ta vừa chớp mắt cái một gốc cây thảo dược vừa hái vẫn còn cầm trong tay hiện tại không còn âm thanh càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ bên ngoài Vân Hải chủ thành, tiếng gầm ầm ĩ rung trời. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Vân Hải Châu, tới gần địa điểm cùng giao hẹn cự quỷ vương, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Thời gian quá gấp gáp. Đáng tiếc cục đá thành trì này, mặc dù không phải là linh thạch, lại ẩn chứa linh khí. Còn có những địa thạch lát trên mặt đất này. Còn có nền thành trì. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu dĩ nhiên hắn thấy được ở điểm cuối mặt đất phía trước là biển vô tận dồi dào phong phú hơn nhiều so với thông thiên hải bọc sóng bắn lên cuồn cuộn truyền ra âm thanh giống như sấm sét cửu thiên khuếch tán ra tám phương so sánh với nó thông thiên hải giống như hồ nước phía xa ở trong biển lớn vô tận gần với lục địa mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi lớn trong biển ngọn núi này đứng sừng sững ở nơi đó giống như có thể trấn áp biển vậy trên đó viết ba chữ lớn biển vĩnh hằng ở đây chính là nơi bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương giao hẹn càng tới gần bạch tiểu thuần đã tản thần thức ra xác định nơi đây không có nguy hiểm hắn lắc mình một cái xuất hiện ở đỉnh núi tính toán thời gian cự quỷ vương cũng nên trở về bạch tiểu thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa sau khi chờ đợi một nén hương bên tai nghe được tiếng bọt sóng rít gào hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng túng sơn châu không bao lâu trong lòng hắn thở vào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy được ở chân trời xa xôi, bóng dáng cự quỷ vương đang cấp tốc lao đến. Mắt thấy cự quỷ vương không có vấn đề gì, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, đang muốn nghênh đón. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong chớp mắt, thân thể hắn biến mất. Vào thời điểm xuất hiện, thình lình ở phía sau cự quỷ vương, giơ tay phải lên, hung hăng chém một cái về phía hư vô phía sau lưng hắn. Tiểu Thuần, lần này lão phu cự quỷ vương có chút đắc ý lần này hắn ra tay cực kỳ thuận lợi một mặt là tu vi của hắn vốn cao hơn đại tôn túng sơn châu này về phương diện khác lại là đối phương sơ xuất trước khi cự quỷ vương ra tay chung quy lại hoàn toàn không có một chút phát hiện nào nhưng lúc này lời còn chưa nói xong hắn đã nhìn thấy được bạch tiểu thuần chợt biến sắc mặt chém một cái về phía sau lưng mình tim cự quỷ vương đột nhiên đập thình thịch một cái hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào Thân thể chợt lao về phía trước, tốc độ tăng mạnh. Hai tay hắn bấm quyết, đồng thời vung mạnh, đánh về phía sau. Nhất thời lại có sương mù màu đen dày đặc hóa thành cái miệng lớn, lao thẳng đến hư vô phía sau lưng, nuốt đi. Tiếng sấm chợt vang lên. Khi Cự Quỷ Vương xoay người, hắn nhìn thấy được chính là bên trong hư vô phía sau lưng, một tiểu quỷ giống như hài đồng đang từ trong suốt nhanh chóng thể hiện ra, lúc này bị chém thành hai nửa. Toàn thân tiểu quỷ này màu xanh phát ra tiếng gào thét thê lương trong vẻ mặt dữ tận lộ ra biểu tình thống khổ lúc này hai nửa thân thể đang nhanh chóng tiêu tan sau khi nhìn thấy được tiểu quỷ này cự quỷ vương hít sâu một hơi sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng đáng chết không ngờ bị bán thần túng sơn châu này âm thầm hạ quỷ pháp không phải bán thần của túng sơn châu lúc này sắc mặt bạch tiểu thuần nghiêm lại hắn ngẩng đầu lên nhìn về bầu trời phía xa cự quỷ vương cũng kịp phản ứng sắc mặt lại biến đổi đồng thời sau khi ngẩng đầu hắn nhìn thấy được ở trên bầu trời xa xăm lúc này dần dần xuất hiện biển sương mù vô tận gây ra gió bão trong thiên địa gió bão hình thành vô số bóng dáng của lệ quỷ giống như như dời núi lấp biển gào thét lao đến ở trên biển sương mù này thình lình có một con rắn mối xương trắng cực lớn vô cùng khổng lồ giống như chiếm gần phân nửa bầu trời cao lộ ra sự dữ tận cùng hung tàn ngập trời mà ở phần xương đầu của con rắn mối xương trắng này lại tồn tại một chiếc thuyền xương trên thuyền xương này có hai mặt lá cờ phía trên có quỷ mặt dữ tợn khí thế tản ra khiến cho kể cả chiếc thuyền xương cùng xương trắng rắn mối cùng mảnh thiên địa này lập tức tràn ngập quỷ khí uy nghiêm đáng sợ ở trên thuyền xương lúc này còn có bảy tám bán thần đứng ở sát mép chiếc thuyền xương trong mắt mỗi một người đều lộ ra hàng quan cùng phấn chấn nhìn về phía bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương nhưng ở trong mắt bạch tiểu thuần tất cả những người này cũng không sánh bằng bóng dáng tuyệt mỹ lúc này đứng ở trên chiếc thuyền xương phía trước các bán thần giống như trên mặt đất thiên hạ duy nhất chỉ có nàng tồn tại dáng người cao gầy gương mặt trắng nõn vấn đầu kiểu nga mi thần thái bên trong mắt phượng không tầm thường tuyệt luân thiên hạ đồng thời cũng lộ ra uy nghiêm bất khả xâm phạm toàn thân mặt cung bào màu cam hoa lệ khiến người ta một loại cảm giác trong suốt bàn tay nhỏ và dài trắng thuần giống như không dính nửa điểm nước xuân ngón tay giống như cây thông vậy, khiến người ta liếc mắt nhìn, giống như liền có thể bị lạc mất phương hướng. Mà ở xung quanh cánh tay ngọc giống như ngó sen, ống tay áo cung bào rộng thùng thình màu tím nhạt. Theo rắn mối xương trắng giống như cưỡi mây đạp gió đi về phía trước, nhấc lên cuồng phong, thổi loạn ống tay áo cùng với xiêm y của nàng. Theo đó, thành trì màu đen giống như minh thành, sương mù màu đen cùng với vô số lệ quỷ màu đen được theo ở trên áo bào, trông rất sống động. Nhất là ở bên trong Minh Thành còn theo một cánh cửa lớn. Giờ phút này cửa lớn mở rộng. Dường như có lệ quỷ vô cùng vô tận, đang từ bên trong rít cào lao ra. Quỷ mẫu. Tự quỷ vương hít sâu một hơi, khoảng sợ thất thanh kêu lên. Mặc dù từ trước đến nay hắn chưa thấy qua quỷ mẫu, chỉ gặp qua công tôn uyển Nhi. Nhưng quỷ uy dày đặt trên người nữ tử tuyệt đại trước mắt này, còn có khí tức cùng loại với công tôn uyển Nhi trong ký ức của hắn khiến cho cự quỷ vương trong nháy mắt sẽ biết thân phận của người tới. Nữ tử này, chính là quỷ mẫu. Không có khả năng. Chúng ta vừa mới hành động trong thời gian ngắn như vậy, nàng làm sao có thể truy kích tới nhanh như vậy? Trừ khi vừa rồi nàng đang ở gần. Cự quỷ vương tâm thần đại loạn. Công tôn Nguyễn Nhi năm đó thật sự tạo thành cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Không phải vừa mới. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên ánh sáng sắc bén. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, ánh mắt giống như lợi kiếm nhìn về phía rắn mối xương trắng đang đến gần sợ rằng nơi chúng ta ẩn thân trước đó đã bị bại lộ bạch tiểu thuần lắc đầu ở đây dù sao cũng là đại lục vĩnh hằng hắn cùng với cự quỷ vương thân là người từ bên ngoài tới mặc dù đã đặc biệt cẩn thận nhưng vẫn bị tìm được cũng không phải là chuyện gì bất ngờ nếu đã bị lộ vì sao bán thần của châu gần đây không chuẩn bị cự quỷ vương vốn cũng là người thông minh bình thường đa mưu túc trí lúc này lời nói còn chưa nói hết hắn đã hiểu ra được đáp án sắc mặt càng khó coi hơn nàng xem như là tu sĩ bản thổ trong tà hoàng triều này hiểu rõ thế giới thông thiên nhất nàng có chút tư tâm là không thể tránh được trong mắt bạch tiểu thuần càng thêm sắc bén chậm rãi mở miệng không khó suy đoán được ý nghĩ quỷ mẫu hiển nhiên nàng có nắm chắc tuyệt đối trấn áp được bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương đồng thời nàng cũng không muốn bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương bị những người khác bắt đi mà là có mục đích riêng muốn âm thầm độc chiếm giọng điệu bạch tiểu thuần thoáng trầm xuống mặc dù trong lòng khẩn trương nhưng hắn cũng hiểu rõ một trận chiến này là không thể tránh được chỉ có điều trận chiến này mặc dù tất nhiên phải phát sinh nhưng lựa chọn chiến trường nhưng vẫn ở trong tay bạch tiểu thuần ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên thân thể nhanh chóng lui về phía sau cự quỷ vương bên kia không cần bạch tiểu thuần nhắc nhở lúc này dĩ nhiên ở trong ý chí chiến đấu cũng dâng lên hắn lập tức lui về phía sau hiển nhiên hắn cũng suy nghĩ giống như bạch tiểu thuần chiến trường không thể lựa chọn ở trên tiên vực thứ ba này mà là muốn lựa chọn ở trong biển vĩnh hằng lại không thể chiến đấu tại chỗ phải cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách vừa chiến đấu vừa chạy trốn chỉ có như vậy mới có thể tránh được viện binh ở mức độ lớn nhất cùng với nắm giữ khả năng chuyển bại thành thắng gần như ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương lui về phía sau, trên bầu trời phía xa, trong sương mù màu đen giống như dời núi lấp biển, trên rắn mối xương trắng gào thét lao đến, quỷ mẫu bên trong chiếc thuyền xương, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên hàng quang. Nàng giơ tay phải lên, chỉ một cái. Nhất thời bảy tám cường giả bán thần ở bốn phía xung quanh nàng, mỗi một người trong chớp mắt liền bay ra, tất cả phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành bảy tám giải cầu vòng, lấy khí tức chấn động thiên địa, quy áp quét ngang tất cả lực lượng cuốn ra tám phương giống như từng thanh lợi kiếm thoáng cái có thể xuyên qua tất cả vách ngăn xé mở hư vô lao thẳng đến chỗ của bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương bạch tiểu thuần quỷ mẫu hít một hơi thật sâu bên trong mắt phượng lộ ra sự quyết đoán cho dù nàng nhận hầu tiểu muội làm đệ tử cho dù giữa nàng cùng bạch tiểu thuần ở bên trong thế giới thông thiên có một ít tiếp xúc nhưng một tháng trước lúc nàng đi tới tiên vực thứ ba này đã có quyết định làm người duy nhất bên trong tà hoàng triều, đi qua thế giới thông thiên lại trở về, nàng rất được tà hoàng coi trọng, khiến cho nàng mới là thiên tôn sơ kỳ, rốt cuộc được tà hoàng chấp nhận số mệnh trở thành tổng thống lĩnh tà hoàng triều trong cuộc truy tìm tu sĩ của thế giới thông thiên lần này. Nàng giống như một tháng trước đi tới tiên vực thứ ba. Nhưng trên thực tế, trong hơn nửa năm này, nàng đều quét ngang ở tiên vực thứ nhất cùng tiên vực thứ hai một phen, chủ trì việc lục soát bắt giữ. Nàng cũng không phụ sự kỳ vọng dựa vào sự quen thuộc của nàng đối với thế giới thông thiên dựa vào khí tức huyết mạch tu sĩ thông thiên nàng thu hoạch được rốt cuộc sáng lập ra một loại phương pháp khiến nàng có thể thi triển ra tìm kiếm khiến cho việc lục soát bác giữ thuận lợi vô cùng nhưng trước sau nàng vẫn đang âm thầm tìm kiếm bạch tiểu thuần hiểu rõ đối với thế giới thông thiên cùng với trước đây vì rời khỏi hợp tác cùng người canh giữ lăng mộ tất cả những điều này đều khiến cho nàng hiểu rõ hơn về thân phận của bạch tiểu thuần lại phối hợp với những chuyện nàng biết được trong nửa năm qua, quỷ mẫu đã ý thức được rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần, hiện tại chính là chỗ để nàng đầu cơ kiếm lợi. Có thể nói, cho dù là tà hoàng, ở trên phương diện nhận thức này, cũng không bằng quỷ mẫu. Cho nên, theo quỷ mẫu, bất luận là mình ở trước mọi người từ trên người Bạch Tiểu Thuần, len lén đào ra bí mật luyện linh trong huyết mạch thế giới thông thiên, hoặc là cuối cùng đem hắn hiến đang cho tà hoàng, bất luận lựa chọn nào, nàng đều kiếm được lợi ích cực lớn vì vậy nàng tìm kiếm chủ yếu trước sau vẫn là bạch tiểu thuần đang ở nơi nào cho nên mấy ngày trước nàng cuối cùng nhận thấy được sơ qua phạm vi của bạch tiểu thuần nàng không phát động lực lượng của tiên vực thứ ba đi cẩn thận tìm kiếm những thế lực các châu do quảng mục thiên tôn trấn thủ nhiều năm đã thuộc về phe phái của hắn mà nàng dẫn theo những kẻ dưới quyền của mình chuẩn bị âm thầm bắt giữ độc chiếm chỉ là dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới Chẳng qua là mấy ngày mà thôi, Bạch Tiểu Thuần này lại có thể làm một vài chuyện lớn như thế. Giết bán thần, chuyện này vốn cũng không nhỏ. Nhưng nàng thân là thiên tôn, vẫn có thể đè ép chuyện này xuống. Nhưng ruộng thuốc của Vân Hải chủ thành, chuyện này quá lớn. Đây chính là một trong những kho thuốc có tác dụng không nhỏ đối với toàn bộ Tà hoàng triều, lại bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch không còn. Chuyện này cho dù có thể ngăn chặn, cũng sẽ khiến cho nàng đau đầu vô cùng. Còn không chỉ như vậy, quan trọng hơn chính là cống phẩm bị mất. Chuyện này giống như chọc thủng trời. Ở bên trong tà hoàng triều, từ trước đến nay lại chưa từng xuất hiện qua. Chuyện này nàng không thể đè ép xuống được. Nàng cũng không dám đè ép xuống. Nàng còn hiểu rõ, chuyện mình muốn độc chiếm đã hoàn toàn không thể nào làm được. Loại cảm giác vốn là chủ động, nhưng lại bất tri bất giác biến thành bị động, khiến cho trong lòng quỷ mẫu không khỏi tức giận tràn ngập. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng phải nghiến răng nghiến lợi các loại đầu mối tư tưởng lóe lên ở trong đầu quỷ mẫu đồng thời trắng mối xương trắng này mang sương mù màu đen tản ra khắp tất cả bầu trời trong những tiếng nổ lớn vang vọng lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương đang xông về phía trước từ phía xa nhìn lại trắng mối xương trắng này vô cùng to lớn kinh thiên động địa còn có uy áp mãnh liệt khiến cho hư vô vặn vẹo không chút kiên kỵ ầm ầm khuếch tán ra bốn phía xung quanh nếu như là ở thế giới thông thiên lúc này nhất định sẽ ở dưới uy áp khổng lồ này của con rắn mối xương trắng, núi lở đất nứt. Nhưng ở đại lục vĩnh hằng này, mức độ chấn động này mặc dù cũng khổng lồ, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới Sơn Hà, càng không cần phải nói tới sóng biển biển vĩnh hằng vô tận này. Về phần bạch tiểu thuần cùng cự quỷ vương đang ở phía trước của con rắn mối xương trắng này. Trong lúc hai người bỏ chạy, so sánh với con rắn mối xương trắng này, giống như con mũi, rất nhỏ bé. Càng tới gần, vi áp này càng mãnh liệt hơn, dường như có thể xé rách tất cả vách ngăn khiến cho tim cự quỷ vương đập tăng nhanh ngay cả tu vi cũng bị áp chế xuất hiện dấu hiệu bất ổn đây là chiến thuyền gì vậy cự quỷ vương mở miệng hít sâu một hơi da đầu tê dại bạch tiểu thuần giơ tay phải vung lên nhất thời từ bên trong túi trữ vật của hắn có nguyệt ngân lóe lên hoa ánh trăng đã từng ở trong thế giới thông thiên tham dự một trận đánh giữa bạch tiểu thuần cùng thông thiên đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện Trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng này, hoa ánh trăng đã khôi phục lại giống như thường. Lúc này sau khi xuất hiện, cảm nhận khí tức của quê hương cùng linh khí thiên địa, hoa ánh trăng giống như cực kỳ hưng phấn. Ở dưới ý chí của Bạch Tiểu Thuần, hoa ánh trăng này lao thẳng đến chỗ cự quỷ vương, trong chớp mắt quấn ở trên người cự quỷ vương, khiến cho cự quỷ vương đang cảm thấy áp lực từ chiếc thuyền xương ép xuống, nhất thời tiêu tán không ít. Nhìn hoa ánh trăng kia, trong mắt cự quỷ vương cũng muốn rơi ra ngoài nhất là khi hắn cảm nhận được trên người hoa ánh trăng này tản ra sóng dao động bán thần đại viên mãn phiền muộn trong lòng hắn vô cùng mãnh liệt đây là thứ gì vậy mụ nội nó lại là bán thần đại viên mãn so với ta so với ta còn mạnh mẽ hơn có hoa ánh trăng gia tăng tốc độ của cự quỷ vương nhanh hơn hắn cùng với bạch tiểu thuần dưới sự tiếp cận của con rắn mối xương trắng tự nhiên bước vào trong phạm vi biển vĩnh hằng vẫn không dừng lại bọn họ triển khai tốc độ cao nhất, đi nhanh như tia chớp. Nhưng ngay khi hai người với tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, trong đầu rắn mối xương trắng, ở vị trí của hai mắt đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu đen, khiến cho này rắn mối xương trắng giống như có linh tính. Ở dưới sự điều khiển bấm quyết của quỷ mấu trong chiếc thuyền xương trên đỉnh đầu nó, nó chợt mở cái miệng lớn ra, hướng về phía bạch tiểu thuần, phát ra một tiếng gầm khẽ. Ở dưới tiếng gầm khẽ này, lại có một ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt lại từ trong miệng hắn, bắn ra hình thành lửa lớn ngập trời hóa thành biển lửa lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần nhiệt độ của biển lửa này rất cao biển lửa đi qua nơi nào hư vô ở nơi đó bị thiêu đốt hình như tất cả tồn tại ở dưới biển lửa này cũng muốn bị tan rã dung hòa thậm chí trong một tích tắc này ngay cả mảnh thiên địa này cũng truyền sóng nhiệt ra khắp nơi ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên mắt thấy biển lửa kia đập vào mặt cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong biển lửa này, hắn hoàn toàn không có một chút do dự, tay phải đột nhiên giơ lên, nắm tay đánh một quyền về phía biển lửa này. Lực lượng thân thể cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Một quyền hạ xuống, trực tiếp dâng lên gió bão liên tiếp không ngừng. Trong những tiếng nổ ầm ầm ầm. Trong trận gió hung bạo này dâng lên, trực tiếp lao về phía biển lửa vừa tới nơi, va và chạm vào nhau. Ầm. Một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên mảnh biển lửa ùng ùng kéo đến, ở dưới trận gió bão hung bạo này, giống như bị bóp cổ, rốt cuộc bị ngăn chặn ở trên đường lao tới. Nhưng rất nhanh, ở trong một tiếng hừ lạnh của quỷ mẫu, tiếng rít gào của con rắn mối xương trắng này khiến cho trời cao biến sắc. Thình lình từ trong miệng nó lại phun ra biển lửa. Lần này biển lửa dồi dào, vượt hơn so với trước kia gấp nhiều lần, chợt khuếch tán ra. Gió bão từ nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần gây ra lập tức tan vỡ. Mảnh biển lửa kinh người này, giống như có thể cắn nuốt tất cả, ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt quỷ hỏa diễm cực lớn, giữ tận vặn vẹo, há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là vào lúc này, bảy tám tu sĩ bán thần từ trên chiến thuyền xương trắng bay ra. Trong nháy mắt trên người mỗi người đều sương mù màu đen quấn quanh, giống như được chiến thuyền xương trắng này gia tăng, tốc độ của bản thân rút cuộc thoáng cái tăng mạnh, giống như bảy đạo lưu tinh xẹt qua. Trong chớp mắt, lại có thể kéo gần khoảng cách giữa bọn họ cùng hai người Bạch Tiểu Thuần bên trong còn có ba người, ở trong lúc đang lao nhanh như tên bắn này, bọn họ không ngừng bấm quyết. Nhất thời hư không ở phía sau lưng của bọn họ lập tức lại huyển hóa ra ba đôi cánh hỏa diễm cực lớn. Trong tiếng rít gào, ba đôi cánh này dung hợp với ba vị bán thần ở cùng một chỗ, khiến cho tốc độ của ba người bọn họ nhanh hơn, rốt cuộc trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cự quỷ vương. Với thần sắc dữ tợn, bọn họ hoàn toàn không có chút chậm trễ nào lập tức ra tay. Cự quỷ vương lộ ra sắc mặt khó coi. Trong lúc tháo chạy, hắn vung tay lên. Sương mù quỷ khí màu đen dâng lên, hắn lập tức phản kích. Cùng lúc đó hoa ánh trăng trên người hắn cũng chợt nở rộ. Sóng dao động của bán thần đại viên mãn hoàn toàn không giữ lại chút nào khuếch tán ra, đồng thời ra tay. Đại chiến lập tức bạo phát kinh thiên ở ngay trên nơi biển Vĩnh Hằng này. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Mắt thấy mắt quỷ hỏa diễm cực lớn cắn nuốt đến, trong nháy mắt lực trường sinh trong cơ thể mô phỏng vân lôi nhân tổ biến, thoáng cái theo tiếng gầm thét từ trong miệng bạch tiểu thuần truyền ra, vang vọng tám phương. thân thể hắn nhất thời tăng lên. sau khi đi thẳng đến hơn một trăm trượng, giống như nhân tổ hạ xuống, khôi tổ trở về, khí thế toàn thân ngập trời. trong lúc cất bước, toàn thân trực tiếp nhảy lên, hai tay giơ lên, nắm lại cùng một chỗ, trực tiếp đập về phía mặt quỷ hỏa diễm kia. một lực mạnh từ trên người bạch tiểu thuần bạo phát, mặt quỷ hỏa diễm kia phát ra tiếng rít gào, nhưng chỉ là vô nghĩa nó khó có thể chống lại được. Trong tiếng nổ lớn, nó trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, tan ra rơi vào bên trong biển Vĩnh Hằng. Không hổ danh là người được người canh giữ lăng mộ lựa chọn. Có thể chiến thắng thông thiên đạo nhân, chuẩn thiên tôn kia. Bạch Tiểu Thuần, nhất định không ít đòn sát thủ như vậy. Quỷ mẫu đứng ở trên chiếc thuyền xương, lạnh lùng đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng không lỗ mãn bay ra khỏi chiến thuyền dựa vào tu vi thiên tôn ra tay. Thật ra hơn nửa năm này, nàng đã thông qua không ít tu sĩ thế giới thông thiên, nhận được các loại manh mối về cuộc chiến tuyệt thế giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với thông thiên đạo nhân, khiến cho nàng cũng rất cẩn thận. Chỉ có điều nàng có 10 phần nắm chắc cùng tự tin, nhìn từ trên phương diện tu vi, mình là thiên tôn sơ kỳ chân chính, vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời mình lại cẩn thận, dựa vào rắn mối xương trắng này ở bên trong tà hoàng triều, là chí bảo cũng khiến cho các thiên tôn hâm mộ cùng kiên kỵ, nàng đủ để giết chết Bạch Tiểu Thuần lúc này quỷ mẫu cười lạnh lại bấm quyết nhất thời trong mắt trắng mối xương trắng này lóe lên lại phun ra biển lửa đồng thời chiến thuyền xương trắng trên đỉnh đầu nó cũng có ánh sáng màu đen lưu chuyển kích phát ra một cột ánh sáng cực lớn với khí thế dồi dào lớn chừng ba trượng cột ánh sáng này thế như chẻ tre xuyên qua biển lửa một đường giống như có thể chôn vùi tất cả sức sống lao thẳng đến chỗ bạch tiểu thuần còn chưa kết thúc quỷ mẫu giơ tay trái lên liên tục bấm quyết nhất thời trên tay phải của hắn có ấn ký phù văn lập lòe. Ngay lập tức hai mặt lá cờ quỷ trên chiến thuyền này đồng thời tung bay. Mặt quỷ ở phía trên cũng lộ vẻ dữ tận lao ra, mang theo uy nghiêm đáng sợ, mang theo sự điên cuồng, theo biển lửa, lao về phía bạch tiểu thuần. Sắc mặt bạch tiểu thuần thâm trầm. Một quỷ mẫu vốn đã khiến hắn cảm thấy không dễ đối phó. Hiện tại còn có rắn mối xương trắng này. Biển lửa của con rắn mối này cũng không tầm thường, bên trong ẩn chứa chất độc ăn mòn lúc này nó chỉ là phun ra hai ba lần bên trong hư vô ở bốn phía xung quanh đã tràn ngập những khí độc vô hình mặc dù bản thân có khả năng khôi phục kinh người nhưng bị khí độc này tập kích bất kỳ thời khắc nào cũng khiến cho bạch tiểu thuần nhíu mày càng không cần phải nói lúc này đang có cột ánh sáng màu đen gào thét lao đến bạch tiểu thuần nhận thức được rõ ràng cho dù là mình nếu như bị cột ánh sáng phía trước mặt công kích mình cũng nhất định bị thương lại ở dưới sự phối hợp của khí độc nơi này tốc độ khôi phục cũng sẽ trở nên chậm rãi trừ điều đó ra hai mặt quỷ này khiến cho bạch tiểu thuần thêm thận trọng mặc dù bọn họ không bằng lão quỷ khóc cười nhưng khí tức cảnh giới chuẩn thiên tôn này vô cùng mãnh liệt có thể dùng linh trí rất khó chơi quỷ mẫu này chắc là biết ta ở thế giới thông thiên đã cùng thông thiên đạo nhân đánh một trận trong lòng tồn tại sự cảnh giác dự định ép ra ta lấy ra tất cả đòn sát thủ nơi này là biên giới tà hoàng triều không thể kéo dài thời gian Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Trong chớp mắt, khi cột ánh sáng màu đen cùng với biển lửa, còn có hai cái mặt quỷ đang lao tới, tay phải của hắn bỗng nhiên dơ lên, hung hăng nắm lại. Nhất thời ở bên ngoài nắm đấm của hắn thình lình xuất hiện vòng xoáy màu đen. ầm ầm ầm. Trong tiếng chấn động, phía sau lưng hắn hiện ra một vị đế ảnh. Theo đó lại là khí thế bá đạo vô cùng, ở trên người Bạch Tiểu Thuần, chợt ngập trời. Còn không có thật sự cùng thiên tôn đấu qua lại xem thử, giữa ta cùng đại thừa, rốt cuộc trên lệch xa tới mức nào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện tơ máu. Trong nháy mắt khí tức toàn thân của hắn bị vòng xoáy màu đen ở trong tay phải hút đi. Một sóng dao động đáng sợ, ở trong một tích tắc này, lại từ bên trong vòng xoáy tay phải của hắn, bạo phát ra. Trên chiếc thuyền xương, đồng tử trong mắt phượng của quỷ mẫu hơi co lại. Mặc dù nàng ở thế giới thông thiên nhiều năm, cũng từng tiếp xúc qua với Bạch Tiểu Thuần nhưng cùng lúc nàng bị nhốt ở vùng cấm sinh mạng về phương diện khác lại là thời điểm thoát khỏi sự vây khốn bạch tiểu thuần còn xa mới cường hãn được bằng ngày hôm nay tất cả những điều này đều khiến cho nàng cũng không mấy hiểu rõ đối với thần thông pháp thuật của bạch tiểu thuần thậm chí nàng cũng không biết bạch tiểu thuần có con ác chủ bài cùng đòn sát thủ nào nàng cũng sẽ không phạm phải sai lầm kinh địch đối với bạch tiểu thuần nàng mặc dù còn chưa hẳn xem hắn thành người cùng đẳng cấp với mình nhưng ở trong lòng đã nâng vị trí của hắn lên cao đến trên thông thiên đạo nhân trước đây. Lúc này nhìn thấy được vòng xoáy màu đen trong tay phải của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nàng chớp động. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, phát ra tiếng rít gào. Thân hình cao lớn của hắn ở dưới trạng thái nhân tổ biến một bước đi ra. Theo tay phải giơ lên, vòng xoáy màu đen cùng nắm đấm dung hợp lại với nhau, hung hăng đánh một quyền về phía cột ánh sáng màu đen đã lao tới. Bất diệt đế quyền gấp 5 lần ầm ầm trong tiếng chấn động thiên địa đế ảnh ở phía sau lưng bạch tiểu thuần lúc này cũng giơ nắm đấm lên bỗng nhiên hạ xuống dường như trùng điệp với nhau hình thành một lực dời núi lấp biển cùng lúc này nắm đấm đã va chạm vào cột ánh sáng màu đen trực tiếp bạo phát tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên cột ánh sáng màu đen này rốt cuộc không chịu nổi bất diệt đế quyền của bạch tiểu thuần cũng chỉ chống cự được mấy hơi thở lại lập tức tan vỡ ra vỡ nát ra từng tấc cuốn ngược trở lại Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần va chạm vào phía trên biển lửa. Giống như một con rồng lớn đang tức giận, nhảy vào trong hỏa diễm, nhất thời xé rách mảng lớn biển lửa này trở thành hai nửa, bị tan vỡ tản ra. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre vậy, cùng hai mặt quỷ này va chạm vào nhau. Dường như mất đi nhuệ khí, đã tiêu hao hết xung lượng, hơn nữa bản thân hai mặt quỷ này không tầm thường. Ở trong âm thanh va chạm khuếch tán ra, ở dưới tiếng gào thét dữ tợn của hai mặt quỷ, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn tan vỡ. Nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại không có biến hóa quá nhiều. Mặc dù khí tức có chút gấp cáp, nhưng trong mắt lại có hàng quang lé lên. Gấp 5 lần không đủ, lại gấp 10 lần. Trong nháy mắt, trên người Bạch Tiểu Thuần có một lực lượng thân thể còn kinh người hơn so với trước, dân trào bạo phát, hình thành gió bảo hủy diệt, nối liền trời cao cùng mặt đất, hung hăng đánh vào hai mặt quỷ. Giờ phút này, quỷ mẫu cũng lộ vẻ xúc động. Bất diệt đế quyền gấp 10 lần của Bạch Tiểu Thuần này điên cuồng mãnh liệt, ngay cả thần thông trong đại lục Vĩnh Hằng cũng hiếm thấy. Trong tiếng nổ lớn, cường hãn giống như hai mặt quỷ, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Ở dưới một quyền giống như gió bão của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không thể không rút lui ra, tạm tránh phong quang. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Mắt thấy này hai mặt quỷ trốn tránh, mắt thấy rắn mối xương trắng lại ở phía trước, tốc độ của hắn chỉ trong một chớp mắt này, chợt tăng lên bất tử cấm triển khai. Toàn thân hắn giống như hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của rắn mối xương trắng, xuất hiện ở trên không trung của chiếc thuyền xương. Nhìn quỷ mẫu đứng ở bên trong chiếc thuyền xương, bạch tiểu thuần giơ tay phải lên. Bất diệt đế quyền gấp 10 lần, trực tiếp công kích về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bạch tiểu thuần. Sau bên trong mắt nàng có chút giật mình, đồng thời cũng có ý đùa cợt. Gần như ở trong một quyền bạch tiểu thuần đánh tới, trong nháy mắt trên người rắn mối xương trắng này rốt cuộc xuất hiện một mảnh huyết khí nồng đậm. Huyết khí này trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, hình thành phòng hộ. Đây không phải là trận pháp, mà là thuật thần thông ẩn chứa trong bản thân thuyền xương này. Trong tiếng nổ vang, sương mù máu này liền trực tiếp va chạm cùng một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Không long trời lỡ đất, nhưng lại có khiến cho thiên địa nổ mạnh thất sắc, kinh thiên. Một lực phản chấn cường đại khiến cho mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng biến sắc thình lình sương mù máu từ nơi này bạo phát ra. Thi triển cột ánh sáng màu đen so với biển lửa trước đó, sương mù máu này phản chấn cùng với phòng hộ, vượt qua rất nhiều. Thậm chí giống như không phải cùng một cảnh giới vậy. Ở dưới sự phản chấn này, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền ra những tiếng rắc rắc. Trong nháy mắt hắn bị ném ra. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng cuồn cuộn. Từng đợt lực phản chấn giống như muốn phá hủy toàn thân hắn. Cuồng vọng trong mắt quỷ mẫu càng lộ rõ sự châm chọc. Nàng giơ tay phải lên. Nhất thời bốn phía xung quanh nàng, thình lình huyễn hóa ra hai quỷ thủ cực lớn, từ trên trời hạ xuống, lao thẳng đến chọc lấy bạch tiểu thuần. Cùng lúc đó, con rắn mối xương trắng này phun ra biển lửa, phóng ra tất cả khắp nơi, giống như muốn phong tỏa tất cả đường lui bạch tiểu thuần lúc này trọng thương. Nhưng ngay khi quỷ mẫu cùng rắn mối xương trắng ra tay, trong chớp mắt, bạch tiểu thuần quay ngược lại. Lúc này, khả năng khôi phục kinh người của hắn đồng thời bạo phát ra tất cả phản chấn hình thành thương thế trực tiếp khôi phục lại thoáng một cái hắn xuyên qua biển lửa giơ tay phải lên lại một quyền đánh ra va chạm cùng hai quỷ thủ này thời điểm âm thanh truyền ra thân thể bạch tiểu thuần rút lui trong phút chốc tất cả thương thế đã khôi phục lại từng cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho ánh mắt quỷ mẫu trên chiến thuyền chợt co lại hơi thở cũng dồn dập một ít nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha